Tụng cũng vậy, niệm cũng vậy. Mình tụng làm sao, mình niệm làm sao mà cái niệm tụng mình đều nằm trong con tim mình mới thực sự là công phu. Còn cái tụng liên tục cái miệng mà cái đầu ngoài đường á là không phải công phu. Mà không có công phu thì dứt khoát không có kết quả như mong muốn. Niệm mấy chục năm vẫn bệnh, vẫn chết, le lưỡi như thường. Mắt trợn lên đó chứ, người tréo ngoe. Thầy đi giảng ở Vũng Tàu đó, cái người mà giỏi nhất, một sâu chuỗi mà không biết bao nhiêu sâu luôn. Ai tới nói chuyện với cô nói đừng nói chuyện, để tôi niệm Phật. Khi cô chết á, mắt trợn lưỡi le dài ra, người co quắc lại. Đi đâu? Trả lời đi. Niệm Phật mà chết như vậy đi đâu? Nói. Về cực lạc được không? Không. Chết trong sự ganh tị, ghen tuông, hận thù, le lưỡi trợn mắt là chết không an lành. Cái đó không gọi là tịch được, mà gọi là chết trong đau khổ. Thì niệm Phật mấy chục năm có kết quả không? Không. Bởi vì niệm mà không chịu tha thứ, bỏ qua, quên lãng, niệm mà không phát triển lòng từ bi cho bá tánh chúng sanh bên chung quanh mình, niệm mà không buông bỏ lỗi lầm của người khác là chết trong đau khổ. Nhớ chưa? Bây giờ để muốn chết le lưỡi không? Thầy nói chuyện là nói chứng nghiệm không, chứ không có nói vớ vẩn sách vở đâu nha. Thầy có giảng cái gì ở Tự Tánh Di Đà, thầy nói thẳng luôn. Giờ muốn nghe không? Nếu mà muốn nghe đó thì thầy ở lại, còn không muốn nghe thì ra xe đi về liền, khỏi mất thời gian. Thầy đâu có cần đâu. Huynh đệ mới cần. Mà thầy không cần phải đọc sách nữa, thầy giảng thẳng vấn đề, vấn đề tu dễ dàng, đơn giản, mộc mạc, gọn ghẽ, rất là dễ cho vấn đề. Bởi vì chúng ta không cần phải đọc sách nhiều để làm rối loạn cái đầu đơn giản mộc mạc của mình. Mình sống ở nhà quê mà làm ăn rồi cái gì cũng đơn giản đúng không? Còn ra thành thị mà đâu bằng người ta đâu. Nó gặp cái mặt nhà quê mà nó gạt cái mình té rồi. Thầy cái miệng nói lanh chứ ra đường chúng ăn thịt thầy phút một là hết liền à. Thầy biết thân phận của thầy cho nên thầy đâu dám lú ra kia đâu. Thầy chui trong chỗ này không à. Thiệt đó. Cái miệng thầy lanh lắm à. Lanh là về đạo thôi. Còn ra đời nói chuyện làm ăn, bụp văn cái đầu thầy liền tức thì. Thầy mở miệng lột hết cái túi thầy luôn à. Thầy biết thân phận. Nên chúng ta biết ít nhưng mà mình làm trúng thì kết quả lớn. Còn biết nhiều làm vớ vẩn chẳng có ra cái ôn gì. Chạy nó chẳng thà biết ít đi, kệ nó, phải không? Nhiều ăn nhiều, liệu cơm gấp đồ hũ. Mình ăn chay rồi gấp đồ hũ ăn được, nó gấp mắm á nha. Liệu cơm gấp đồ hũ. Nhớ không? Cho nên chúng ta niệm Phật rất là đơn giản mộc mạc. Niệm bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim, ngồi niệm cho nó đã cái miệng. Niệm mà không biết mệt mỏi nha mà lại vui. Hả, mình niệm Phật mà thấy vui vẻ hạnh phúc thì biết rằng mình đang gọi là nhập tâm để niệm đó, gọi là nhất tâm niệm đó. Có tụng A Di Đà không? Lâu lâu tụng A Di Đà không? Nếu tụng A Di Đà sẽ hiểu được á, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn thị nhân lâm thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, thì nhân chúng này tâm bất liên đạo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Vấn đề niệm Phật mà hạnh phúc vui vẻ trong 7 ngày liền, vấn đề ngáp ngáp mấy cái Phật trước rồi cần gì phải sinh, phải không? Bởi lúc đó chúng ta niệm Phật nhất tâm trong 7 ngày liên tục không ngừng nghỉ, còn có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Mà người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chắc chắn là vãng sanh viên mãn. Cho nên để niệm Phật được nhất tâm bất loạn, chúng ta phải niệm ngay con tim của mình nè. Biết ông Phật mình đang ngồi đây, niệm cho ổng thức dậy, rồi ổng với mình cùng làm việc với nhau. Bên cạnh cái niệm Phật, chúng ta phải trau dồi đạo hạnh, đức hạnh nữa chứ. Còn nghĩa là nói chung lại là đạo đức đó. Đạo hạnh, đức hạnh, hai cái là đạo đức. Chúng ta phải trau dồi cái đạo đức của mình, làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình, với anh em, với dòng tộc, với bà con, lối xóm. Đi tới đâu cũng ban rảy tình thương, sự vui vẻ, hạnh phúc mình cho mọi người. Người tu mà để đem cái sự an lạc hạnh phúc từ trong tâm khảm của mình nè, mình chia sẻ cho bà con lối xóm, ai gặp mình cũng vui á, chứng tỏ là mình có phước rồi. Mà ai gặp mình cũng hạnh phúc, chứng tỏ là họ được phước rồi. Như vậy mới gọi là giúp đỡ huynh đệ ba tánh sanh tiến hóa giống mình chứ. Chứ mình tu mình hưởng mình thôi, tu làm chi? Mà chắc gì hưởng mình được kết quả như mong muốn đâu. Hả, mình hưởng một mình thấy mình sướng người ta, mình sẽ đâm ra tự cao tự đại, mình sẽ chết trong cái tự cao tự đại đó luôn đó.
Cho nên người niệm Phật tụng kinh phải biết một điều là càng tụng càng niệm, tánh thương yêu bá tánh càng nhiều thì biết rằng là mình đang vào chánh pháp. Rõ chưa? Còn mình tụng, mình niệm càng ngày mình thấy càng giỏi hơn người ta, phải biết rằng là mình đang lọt vào tà pháp đó. Bởi vì sao? Bởi chư Phật chính là đại từ đại bi. Đại từ đại bi chính là chánh pháp. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật mà không phát triển lòng đại từ đại bi, mà coi thường bá tánh, nên phải biết rằng là mình đã lạc đường rồi đó. Mà khi lạc đường rồi, cái mặt mình rất là đen thùi, cái mặt mình, tánh tình mình kỳ cục lắm. Tánh tình mình muốn hơn thua với người ta là mình thua rồi. Trong Phật pháp muốn thắng là bại, muốn hơn là thua. Vừa khởi niệm tự cao tự đại là mình đã mất con đường trở về với chư Phật rồi. Bởi mình rời xa cái tánh đại từ đại bi, còn có nghĩa là mình đang rời xa chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Rõ chưa? Cho nên phải tu sửa chứ. Trong kinh nói rõ ràng, này thiện nam tử, thiện nữ nhân, hỏi lại coi mình là thiện nam tử chưa, thiện nữ nhân chưa, hả? Được chưa? Chưa. Bởi vì cái tánh bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ giúp đỡ chưa có đủ thì làm sao trở thành thiện nam tử, thiện nữ nhân được? Mình phải tự biết mình, đúng không? Thí dụ bây giờ ha, con bác tên gì vậy bác? Sao hả? Tên Sao hả bác? Dạ, A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Sao. Tại vì A Di Đà chính là mình mà, đúng không? Thì bác niệm cho ai? Niệm cho mình, đúng không? Cho nên chúng ta khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình phóng tâm ra kiếm một cái gì đó là mình đã niệm trật rồi. Ngay từ cái câu đầu tiên đã trật rồi. Bởi vì mình đang niệm cho tự tánh của mình. Bên cạnh cái niệm Phật đó, mình phải phát triển cái tâm thương yêu ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Huynh đệ có nhớ ông bà mình để lại cái câu thành ngữ tục ngữ không? Thương người như thể thương thân không? Câu này không phải là của người thường để lại đâu, là các vị minh sư đã chứng đắc trong dân tộc của mình để lại cho mình học đó. Nhưng mà mình đâu có chịu học, mình coi là thành ngữ tục ngữ thôi, phải không? Chẳng hạn cái câu là lời nói không mất, tiền mua lựa lời mà nói chứ vừa lòng nhau, để dạy mình cái tính là giữ cái khẩu nghiệp đừng nói bậy. Hay lắm, các ngài rất hay. Nhưng chúng ta lại coi là thành ngữ tục ngữ. Chẳng hạn câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng, dạy cho mình cái tánh từ bi, đừng có kỳ thị phân biệt, ghét người này ghét người nọ, dạy cho mình biểu lộ tánh thương yêu đó, phải không? Là các vị minh sư đã chứng đắc dạy cho dân tộc mình những điều rất là hay, nhưng chúng ta không thèm học, không thèm làm. Cười người chứ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười, dạy cho mình cái gì? Dạy cho mình là nhân quả đó. Mình cười ha hả hôm nay, ngày mai mình khóc hu hu. Cười đi, cười nhe răng đấy, cười ngày mai người ta cười mình đó. Luật nhân quả đó. Thấy những câu nói các ngài để lại cho mình chưa? Đó là Phật pháp không đó. Nhưng mà mình coi là thành ngữ tục ngữ, cho nên mình không học được gì hết. Bây giờ hiểu ý trong đạo chia sẻ chưa? Nếu để tụng kinh niệm Phật mà không phát triển được cái lòng thương yêu bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình á, thì dứt khoát mình không thể nào gần gũi chư Phật được. Bởi chư Phật chính là đại từ đại bi, mà đại từ đại bi chính là chánh pháp. Mà người biết tu phải phát triển lòng đại từ đại bi, và khi niệm Phật phải biểu lộ tình thương yêu, thì cái niệm Phật mình có giá trị tuyệt đối như sự mong muốn của mình đó. Nhớ chưa? Dễ hiểu không? Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đệ đã cho thầy có cơ hội nói chuyện. Thầy nhìn huynh đệ, thầy nói là thao thao bất tuyệt, là không bao giờ viết một chữ nào xuống hết. Nói là nói cho đã cái miệng. Tất cả những cái nói của trung đạo đều là chứng nghiệm, những cái kinh nghiệm tâm linh của bản thân mình đã trải qua nhiều năm như vậy. Bây giờ nói hoài, nói đến khi nào mà huynh đệ thấu triệt được cái chân lý mình là ai. Cái câu hỏi luôn luôn là không bao giờ trật. Cái câu hỏi là mình là ai, câu trả lời không bao giờ thay đổi từ ngàn ngàn năm tới giờ. Mình là Phật, chắc chắn là như vậy. Nếu không phải vậy thì dám nói là Phật A Di Đà chính là ta, đúng chưa? Chân lý là mình là ai, trả lời thiệt lớn lên, mình là ai, mình là ai? A Di Đà Phật. Chúc mừng huynh đệ, mình dám nói nha. Thầy sáng thầy có nói đó, các ngài nói với ta thế này nè, các con có quyền nói mình là Phật. Nếu các con nói mình là Phật là có phải sống với cái đức tính của Phật. Các đức tính của Phật là gì nè? Là kính trọng, là khiêm nhường, là yêu thương rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ,
Đó là những đức tánh của Phật. Nếu con nói con là Phật, con phải sống với những đức tánh đó. Nếu con sống từ 1 năm đến 5 năm sau, những cái đức tánh đó sẽ ăn nhập với con. Khi những đức tánh với con là một thì con là ai? 5 năm sau ông Phật mình sẽ xuất hiện. Còn nếu nói mình là Phật mà mình không chịu sống trong tính kính trọng, khiêm nhường, yêu thương rộng lượng, từ bi bác ái, hỷ xả bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ giúp đỡ, thì 5 năm sau ông Phật mình cũng không bao giờ xuất hiện. Bởi vì mình không chịu sống và tập cái đức hạnh của Phật tánh, cho nên ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy. Cũng như mình niệm Phật là đánh thức tự tánh mình dậy, mà mình phóng tâm ra ngoài mình niệm là ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy được. Rõ chưa? Bây giờ hiểu ý thấy chưa? À gì đó. Dễ hiểu không? Dễ làm lắm mà thiệt, dễ làm lắm. Ngày xưa thầy cũng như huynh đệ thôi, thầy mày mò trong cái niệm Phật, cái tụng kinh á. Mục đích chính của thầy đó, thầy thực sự là người xuất thân từ Công giáo, là đời thứ tư. Thầy là đời thứ tư. Ông cố, ông nội, bố thầy là người đời thứ tư, thầy là Công giáo. Mà thầy tụng kinh niệm Phật, sự chứng ngộ, thầy không cầu cạnh, thầy không khóc lóc van xin, thầy quyết tâm thầy đi, thầy biết trong này có ông Phật. Thầy biết như vậy luôn, nhưng mà không biết cách nào để gần gũi cái ông này. Nên tụng kinh niệm Phật một thời gian thiệt dài để giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, giải trừ ý xấu, khẩu xấu, thân xấu, giúp cho tam nghiệp thanh tịnh. Thầy cố tình tụng kinh niệm Phật để cho tam nghiệp được thanh tịnh. Nhờ nó thanh tịnh như vậy thầy mới hiểu được nhiều thứ lắm. Cái ý mà thanh tịnh rồi á thì tự nhiên mình rất là sáng suốt. Bởi vì tụng kinh niệm Phật có công năng phát triển trí tuệ. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật đúng thì trí tuệ mình phát triển rất là nhiều. Cái đầu mình càng sạch á thì cái miệng mình sạch, cái thân mình sạch là tam nghiệp đã thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nên cái đầu này rất là ngộ. Cái ý mà không sạch thì cái miệng sẽ không sạch, cái thân sẽ không sạch. Cái ý không thiện, cái khẩu sẽ không thiện và thân không thiện. Cái ý không lành, cái khẩu sẽ không lành và cái thân không lành. Cho nên mình tiếp tục tạo tác trong tam nghiệp. Bây giờ để niệm Phật tụng kinh có kết quả, cố gắng làm sao giết cái thằng ý vẩn vơ bá láp này đi, thằng phàm phu tục tử nằm trong cái đầu này nè. Luôn luôn nghĩ thiện, nghĩ thiện, nghĩ thiện, để không cho cái thằng tôi mình nó nghĩ bậy. Cho nên niệm Phật, thí dụ huynh đệ có một cái niệm không tốt lành vừa khởi lên trong cái đầu này, niệm Phật dẹp nó liền là huynh đệ sẽ không tạo tác nghiệp. Còn nếu huynh đệ để cho cái ý niệm bậy nó lặp đi lặp lại trong vòng 1 phút, tức là 1000 lần lặp đi lặp lại, là huynh đệ đã tạo tác ý nghiệp rồi đó. Thành ra mình vừa khởi niệm lên, mình nghĩ xấu cho huynh đệ, nghĩ xấu cho bác sao đi, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật con xin xong ấy, là tự động cái ý nghĩ đi biến mất, là không tạo nghiệp. Bây giờ có biết cách nào không tạo nghiệp chưa? Tức là mình xóa bỏ mấy ý tưởng không tốt lành ngay tức thì bằng câu niệm Phật, thì tự nhiên mình không tạo tác ý nghiệp. Hãy ý nghiệp lặng rồi thì tự nhiên khẩu nghiệp không khởi, thân nghiệp không động. Rõ chưa? Dễ hiểu ha? A Di Đà Phật. Bài giảng rất là đơn giản nhưng mà rất là xúc tích để cho huynh đệ tập theo. Mình nông dân mình sống đơn giản mộc mạc đi thì đạo pháp nó rõ ràng vậy lắm. Không cần phải biết nhiều cái ngôn ngữ mà nó trên trời dưới đất không chi, nó mệt cái đầu. Mình đơn giản mộc mạc mà sống sao biểu lộ vậy. Cố gắng làm sao niệm Phật tụng kinh biểu lộ cái tánh thương yêu. Nói ra lời tốt, nghĩ lời điều tốt, làm điều tốt. Chỉ có 8 chữ thôi, huynh đệ, chúng ta chỉ cần sống trong 8 chữ này thì tự nhiên tam nghiệp sẽ được thanh tịnh. Nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Nghĩ thiện, làm lành 4 chữ đúng không? Tụng kinh, trì chú 4 chữ là 8 chữ. Mà người tu niệm Phật chỉ cần 8 chữ đó thôi, mình cũng đạt được cái mức nào đó trong cõi giới tâm linh để sống tâm hồn của mình đó. Nếu mình sống thực sự trong những cái điều thầy vừa nói trong 8 chữ đó, tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh. Tại sao dám nói là tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh? Nghĩ thiện làm lành. Nghĩ thiện là gì? Là ý nghiệp. Làm lành là gì? Là thân nghiệp. Tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Có phải vậy không? Thì đây huynh đệ chỉ có 8 chữ. Nghĩ thiện, mở mắt dậy là đạo nghĩ điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Mở miệng ra những điều an lành, tốt lành cho ba tánh chúng sanh. Hả, làm là làm những điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Đó là nghĩ thiện làm lành đó. Cho nên người tu niệm Phật chỉ biết ngồi xuống
hết lòng vô cái tụng, hết lòng cho cái niệm, chuyện gì còn lại luật nhân quả chư Phật sẽ tính, chúng ta không cần phải lo. Cứ làm đi rồi sẽ thấy cái lợi lạc đó ai hưởng, mình là người hưởng hết, chứ trung đạo không có hưởng trong đó. Không những mình hưởng rồi, con cháu mình hưởng, cả gia tộc mình hưởng. Vì người tu trong gia tộc, một người biết tu, cả nhà được nhờ, chứ trung đạo không dính vào trong đó. Thử làm coi, một người ở Rạch Giá gặp thầy mà chưa bao giờ gặp, mà tụng kinh theo cách hướng dẫn của thầy, thì mấy năm sau thầy xuống Rạch Giá cách đây 4-5 tháng, thì tới một cái làng nhỏ nhoi đó, bà gặp thầy, bà vô bà đảnh lễ thầy, bà nói một câu: thưa thầy, từ ngày con biết cái pháp mà thầy chỉ cho con tu á, con cái con tất cả mọi điều được như ý hết, mọi đứa rất là hạnh phúc, con cảm niệm công đức của thầy. Nếu huynh đệ đã làm được thì huynh đệ ở đây cũng làm được, làm được hết á. Tại vì pháp của chung không phải của riêng ai, muốn được những gì mà mình mong cầu là phải làm y như sự hướng dẫn của các ngài, thì chúng ta sẽ được kết quả như mong muốn. Bởi vì mẹ Quán Thế Bồ Tát ngài có nguyện rằng là nếu con trì tụng kinh chú, tức là đại bi, niệm danh hiệu của cha ta, cầu quả vị gì con được quả vị ý, những gì mà con mong cầu mà không được đắc thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đây là lời nguyện của mẹ Quán Thâm Bồ Tát đó. Nên huynh đệ cứ làm hết lòng đi, mà huynh đệ cầu mong không được là ngài sẽ không thành chánh đẳng chánh giác. Với điều kiện là mình phải làm hết lòng nha, thì lời nguyện mình sẽ được như ý đó. Trung đạo cầu chúc cho huynh đệ tụng kinh năng nổ, niệm Phật tinh tấn, để những gì mà huynh đệ mong cầu đều được như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Rõ không? Dễ hiểu không? Quyền lợi là của mình nha, của không phải của trung đạo, của cô ở đây đâu. Tất cả là của mình hết. Phải hiểu rằng là nghĩ thiện làm lành là mình giúp cho ý nghiệp và thân nghiệp mình được lành. Tụng kinh trì chú giúp cho khẩu nghiệp được lành. Cho nên ba điều này giúp cho tam nghiệp tạm thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú là tam nghiệp thanh tịnh. Mà phải biết rằng là khi không nghĩ được điều tốt cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống niệm Phật, tập trung tư tưởng trong tiếng Nam Phật, để đừng nói bậy, để đừng nghĩ bậy. Khi không nói được điều an lành cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng mù thời kinh để đừng nói bậy. Khi không làm được điều gì lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng mù thời kinh thiệt là an lành để đừng làm bậy. Đó là mình tự giúp mình, không tạo tác nghiệp. Dễ hiểu ha? Cho nên để không tạo tác nghiệp, cố gắng làm sao sống trong tám chữ nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú. Phải ý thức rằng khi mình nghĩ tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình nói tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình làm tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, còn có nghĩa là mình đang làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt cho đời sống của mình, cho gia đình và cho dòng tộc của mình đó. Đừng có ngại, đừng có ích kỷ, đừng có hạn hẹp. Khi mình ích kỷ, hạn hẹp và ngại là mình tự làm cho đời sống mình hạn hẹp, không phát triển được. Rõ chưa? Phải biết rằng khi mình nghĩ tốt cho bác sao là mình đang nghĩ tốt cho chính mình. Khi mình làm tốt cho bác sao là mình đang làm tốt cho chính mình. Bởi vì luật nhân quả sẽ không bao giờ tha thứ và sẽ đem lại tất cả những gì huynh đệ đã tạo ra. Luật nhân quả cai quản cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sống rất là an lành. Cái gì cũng có luật nhân quả chư Phật lo rồi, mắc chứng gì mình phải lo. Hiểu không? A Di Đà Phật. Rõ không? Quá rõ em. Làm không được nó bó tay. Nó dễ đến mức như vậy mà làm không được, nó không có gì cao siêu hết á. Cuộc sống tu hành rất là đơn giản mộc mạc. Biết càng ít học càng giỏi. Biết nhiều đâm vớ vẩn, nói tầm bậy tạo nghiệp. Biết ít nói nhiều là tạo tác. Biết ít mà nói nhiều quá nè, lộng ngôn lộng ngữ. Chưa chứng nói chứng, không có nói có, chưa được đã nói được là tạo ra khẩu nghiệp. Thành ra mình biết chút, mình chia sẻ vấn đề một chút, mình có nhiều nói nhiều. Khi vấn đề tu giỏi ngộ lắm, cái đầu của mình á, mình phát triển trí tuệ. Vấn đề thấy cái đầu của thầy nó tròn, nó u lên không? U không? Thấy u nhiều không? Ngu quá bị đập đầu nó sưng lên chứ không có gì hết á. Nhiều quyền lợi lắm. Thầy nói không bao giờ hết được cái quyền lợi tâm linh. Nhưng các ngài ban cho chúng ta cái quyền lợi tâm linh để làm cái gì? Để làm phương tiện giúp đỡ huynh đệ anh em của mình cùng tiến hóa với mình, chứ để cho mình xài chơi đâu. Không phải. Nhưng nếu mình lấy cái đó mà làm lợi dưỡng cho mình phát triển tiền bạc danh lợi á,
là mình tự hủy diệt con đường trở về với chư Phật đó. Mình sẽ phạm lỗi lầm, lấy ân điển phước báu chư Phật ban cho mình để làm giàu cho cá nhân mình, là mình đang làm tổn phước chính đời sống tu hành của mình, cuối đời của mình sẽ không được như ý. Cho nên tất cả những gì chư Phật ban cho mình đó, đều lấy đó làm phương tiện độ lại anh em của mình, là một người con có hiếu. Bởi vì mình làm việc cho anh em bá tánh chúng sanh đây là báo hiếu của chư Phật. Đúng không? Đúng không? Chư Phật ở đâu? Chư Phật ở đâu? Dạ đây nè, chư Phật ngồi nè. Cho nên làm việc cho anh em là báo hiếu chư Phật nè, chứ đâu phải là làm việc cho bá tánh sanh là báo hiếu cho mấy cục đá này đâu. Không có. Mấy cục đá này không có cần. Mấy ông Phật đây nè, Phật ngồi đây nhóc. Để đã phụng sự bá tánh sanh là báo hiếu chư Phật đang ngồi trước mặt mình đó. Quân đệ, nếu mà quân đệ nhìn thấy anh em mình là Phật, tự nhiên ông Phật trong lòng của mình nó hạnh phúc vô cùng. Bởi vì ông có cơ hội được biểu lộ cái tánh khiêm nhường, thương yêu rộng lượng. Hay lắm luôn á, quân thử làm coi. Chừng 100 ngày à, cuộc đời mới thay đổi hết á. Mặt mình sẽ đẹp lên. Mình xài kem A-di-đà, phấn đại bi, mặt đẹp vô cùng. Biết kem A-di-đà, phấn đại bi không? Xài không có hóa chất. Biết cái đó không? Ở đâu à? Mình xài kem A-di, phấn đại bi mỗi ngày á, mặt rất là đẹp. Thầy nói vấn đề đừng, thầy hỏi vấn đề đừng có ói nhen. Nhen, da mặt thầy đẹp không? Đừng có ói hen. Nhưng mà không có đẹp trai nha, chỉ có da mặt đẹp thôi. Nếu thầy nói đẹp vấn đề sẽ ói chết luôn á. Tụng kinh nhiều đi, mặt mình sẽ phát quang. Mặt mình sẽ phát quang. Nó sáng lên, con mắt rất là sáng. Con mắt sáng không bác? Mắt thầy sáng không? Con mắt lúc nào cũng long lanh. Bởi cái lòng mình rất là sáng cho nên con mắt nó sáng. Cái lòng mình nó tròn cho nên cái đầu nó tròn. Cái lòng này ngộ lắm. Tùy tướng tự tâm sanh mà. Cái lòng trong sạch thì con mắt sáng. Cái tâm tròn thì cái đầu bóng. Nó vậy thôi. Con ruồi đậu mà không có gậy chống nó té cái bạch nó chết nó đó. Thử làm đi rồi thấy được cái lợi lạc. Chứ có 100 ngày thôi. 100 ngày thôi. Làm không được nó chịu thua luôn á. Cái gì là Phật thưa cô. Chút nữa mình sẽ có giờ hỏi, cô yên tâm. Chắc chắn ai cũng phải hỏi hết á. Ở đây thầy có, thầy mới nói chuyện với cô gì đó, thầy không nhớ tên, thầy có bệnh hay quên. Thầy nói nếu huynh đệ nào mà có cái lòng tu, có cái tâm muốn phát triển trong vấn đề tu hành trong Phật Pháp, thầy sẽ tặng cho cái vị đó một món quà. Thầy giảng trên mấy trăm dĩa rồi, nhưng mà thầy sẽ tặng huynh đệ cái máy nghe Pháp, trong đó có cái thẻ nghe Pháp luôn. Người nào tu giỏi và biết, muốn biết phát triển, muốn phát triển, muốn tiến hóa thực sự trong đường tu, thầy sẽ tặng cho cái máy đó, món quà tâm linh cho huynh đệ. Quyết định đi nha. Không có, đừng có ganh tị đó à. Ganh tị là tội lỗi ghê lắm mà. Thầy có viết cái bài nhạc đó. Cảm ơn mẹ, mẹ cho con biết thương người. Cảm ơn người, người đã cho tôi biết hờn ghen. Hờn ghen giết chết thương yêu. Đời người đổi trắng thay đen. Người người tạo tác nghiệp duyên, để rồi tử sinh luân hồi. Nếu mình có gánh ganh tị hờn ghen á, mình sẽ chết trong sự đau khổ. Như cái bà mà bà chết le lưỡi trợn mắt á, đó đó. Niệm Phật mà không bỏ qua nỗi ghen tuông, không vượt qua nỗi cho nên chết le lưỡi trợn mắt. Tùy huynh đệ. Muốn le lưỡi trợn mắt cứ tự nhiên, thầy chúc mừng. Thầy có nói với cô rồi, thầy sẽ gửi những món quà đó. Khi huynh đệ nào muốn phát triển đạo tâm và tu hành tiến hóa, thầy sẽ sẵn sàng tặng cho huynh đệ một cái máy đó với cái thẻ 100 mấy bài giảng của thầy trong đó. Thầy chỉ huynh đệ tu thôi. Thầy luôn luôn đi khắp nơi và chỉ người ta tu giống mình đã tu và đang tu rồi, tiếp tục tu. Ở thế gian này, các ngài có nói câu, người tu thì như lông trâu. Trâu có lông không? Rất ít ha. Mà thành đạo như sừng thỏ. Thỏ có sừng không? Không có sừng. Các ngài hỏi, người tu thì như lông trâu, mà thành đạo thì như sừng thỏ. Chứng tỏ rằng là
rất hiếm người tu mà thành đạo rất ít người được. Bởi vì mình vớ vẩn nhiều quá cho nên mình không thấy được mình là ai. Cái chân lý khi người ta hỏi mình là ai, câu trả lời luôn luôn không bao giờ trật: mình là Phật. Đó là chân lý của cuộc sống tu hành. Khi mình biết mình là Phật, mình phải niệm Phật làm sao để đánh thức ông Phật của mình dậy, kèm theo cái lòng đại từ đại bi, kèm theo cái lòng yêu thương dành cho ba tánh chúng sanh, kèm theo cái tính kính trọng khiêm nhường, từ bi bác ái hỷ xả. Lúc đó mình mới giúp được ông Phật của mình phát triển lòng đại từ đại bi lớn mạnh, thì mình mới có hội gần gũi chư Phật và sống trong chánh pháp. Bởi chánh pháp chính là đại từ đại bi. Trung đạo không cần biết huynh đệ tu pháp gì, hành pháp gì, nói pháp gì, không cần. Mà cái tánh từ bi của huynh đệ phát triển rộng lớn thì trung đạo đã tán thán công đức huynh đệ đó rồi. Còn huynh đệ tụng kinh gì, pháp gì, hành pháp gì, nói gì thầy không cần biết. Mà hả, tự cao tự đại nổi lên là biết mình đã sống trong tà pháp. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Huynh đệ tự chọn đi. Đi vào thế gian chỉ có hai đường đi thôi. Muốn đi vào thế gian, người phàm phu tục tử cứ qua cửa người mẹ, tức là người đàn bà đó. Khi ra cửa người mẹ rồi thì không biết gì, chỉ có cái nghiệp thức cầm theo thôi. Chết của đều mang theo được gì? Nói thì nghe coi. Có nhà, có cửa, có vợ, có con, có chồng, có con. Nói chung có tất cả mọi thứ vật chất thế gian. Ai chết cầm theo được gì giơ tay lên? Hả? Chỉ có một cái duy nhất gọi là nghiệp tốt và xấu theo mình thôi. Cái đó là thức nghiệp. Chúng ta cầm thành ra đứa con nít sanh ra, mới sanh ra bàn tay nó nắm cứng như nè. Huynh đệ có thấy đứa nít nào mở tay không? Bởi nó đang cầm cái nghiệp của nó trong tay, nó không cho ai thấy. Khi nó bắt đầu nó nằm đó, nó biết giãy tay giãy chân ha. Một nửa 12 tháng, 18 tháng nó dở bàn tay ra, nó nhìn nó khóc, nó nắm lại là biết đứa này sẽ khổ trong tương lai. Còn nó mở bàn tay, nó nhìn hai tay, nó cười hoài, biết cái này sẽ hạnh phúc trong tương lai. Nó nhìn được cái nghiệp chướng của nó. Bởi vì con mắt của nó rất là ngây thơ trong trắng. Nó nhìn được những gì chúng ta không nhìn được. Nó ngửi được những mùi chúng ta không ngửi được. Nó thấy được những điều chúng ta không thấy được. Bởi tại sao? Nó là trong trắng, ngây thơ, tinh khiết, cho nên nó thấy, nó biết những điều chúng ta không thấy biết. Một đứa bé mới sinh ra tới 10 tuổi, nó học được 5-6 tứ thiến cùng một lúc. Nên chúng ta nhét chúng sanh vô nó mà liên tục, tự nhiên lớn lên cái tánh thông minh nó biến mất, tánh phàm phu tục tử nó lớn lên. Huynh đệ thử nghĩ lại coi, nếu muốn đứa bé phát triển tánh thông minh tột đỉnh, cái tánh thông minh thiêng liêng của nó đó, là nên hạn chế cho năng chúng sanh đi. Không thôi lớn lên á, tánh thông minh nó bị hạn chế rất là nhiều. Bởi vì mê muội ngu xuông thuận mới thành chúng sanh, đúng không? Nhưng chúng ta sống làm sao mà tái sanh làm người là còn có phước, mà tái sanh lọt xuống kia là thiệt là vô phước đó. Cho nên mình giúp đứa bé phát triển Phật tánh bằng cách là giúp cho nó hạn chế ăn chúng sanh, để tánh Phật nó ngự trị trong người của nó. Nó lớn lên nó thông minh, nó đẹp đẽ, nó yêu thương ba tánh chúng sanh, là mình cha mẹ hiểu biết. Còn nếu mà mình cho nó ăn chúng sanh quá nhiều đó, thì lớn lên nó Phật tánh nó sẽ chết, và cái tánh tôi phàm phu tục tử nó sẽ lớn lên, thì nó ra đời ba tánh chúng sanh sẽ khổ. Thì cái tôi nó quá lớn, nó không nhìn thấy được Phật tánh, thành ra không có lòng từ bi cho ba tánh chúng sanh. Bây giờ huynh đệ tự quyết định đi, mình sản xuất đứa nhỏ ra để Phật tánh nó lớn, hay mà sản xuất đứa nhỏ ra để cái tánh nó thành một quái vật cho xã hội. Huynh đệ là chủ nhân của sự sáng tạo đó, đó sự suy nghĩ đi. Rõ chưa? Cho nên con mình an lành, hạnh phúc, đạo đức là do chính mình rèn luyện. Còn nó lớn lên làm khổ, mình làm khổ ba tánh chúng sanh cũng do chính mình rèn luyện. Cho nên đi vào thế gian phải qua cửa người mẹ, rồi trong cái cửa người mẹ nó ra đời rồi sẽ có hai ngõ đi, một là địa ngục, hai là niết bàn. Nếu mình sống trong tánh phàm phu tục tử, ngu si, bản ngã thấp hèn, mình sống làm khổ những người xung quanh, biết rằng là mình sẽ đi vào cái ngõ đen thù lùi đó. Còn nếu mình sống yêu thương ba tánh với sự rộng lượng, từ bi bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng, tha thứ, tương trợ giúp đỡ, phải biết rằng là mình đang chọn con đường sáng để đi. Bây giờ vấn đề tự quyết định sáng hay tối. Nói tối hả? Vậy là Phật hay tôi, địa ngục hay niết bàn? Nếu biết chọn lựa là phải biết cách sống nha, chứ phải nói cái miệng đâu á. Chút may mắn đó, nói là phải làm á, lời nói hành động phải đi đôi, là người tu chân chính. Nam mô A Di Đà Phật.
Huynh đệ có hiểu ý Trung Đạo muốn chia sẻ huynh đệ điều gì không? Huynh đệ, Trung Đạo đang cố gắng đánh thức Phật tánh của anh em vậy đó. Cho dù ít nhiều về cũng phải suy nghĩ lại Trung Đạo nói cái gì. Đang cố gắng đánh thức ông Phật Di Đà của mình vậy đó. Bây giờ biết niệm Phật ở đâu để đánh thức Phật A Di Đà mình chưa? Hả? Niệm ngoài chợ hay niệm trong nhà? Niệm ngay đây nè. Bây giờ Trung Đạo, huynh đệ đây rất là đơn giản mộc mạc, Trung Đạo chỉ là huynh đệ sẽ làm được liền. Đầu tiên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nó hơi vào ha. Chữ Phật là nó vô tới cái bụng. Rồi bắt đầu mình thở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ra ha. Niệm vô Nam Mô A Di Đà. Khi niệm Phật, tai lắng nghe tâm tưởng nhớ, thì tạp niệm vọng niệm không sanh. Còn nếu niệm Phật mà không chịu lắng nghe tâm tưởng nhớ thì tạp niệm vọng niệm sẽ khởi không ngừng nghỉ. Lặp lại, hít một hơi niệm chậm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thở ra cũng vậy. Nhưng mà mình niệm mình vẫn lắng nghe tiếng niệm của mình, tâm của mình phải biết rằng là mình đang niệm Phật. Nó gọi là ý thức niệm. Mà có ý thức niệm là tâm mình sẽ an tịnh. Nhờ an tịnh như vậy cho nên không có tạp niệm vọng niệm. Rõ chưa? Còn nếu huynh đệ niệm Phật 10 năm mà tạp niệm vọng niệm khởi hoài thì nó biến thành ác niệm tà niệm. Mà khi huynh đệ đã bị ác niệm tà niệm chiếm ngự rồi thì không bao giờ niệm Phật có kết quả cả. Bây giờ muốn chánh niệm hay là tà niệm, ác niệm, suy nghĩ đi. Chúc may mắn. Chánh niệm là gì? Có ai kể huynh đệ nghe chánh niệm là gì chưa? Chánh niệm phải là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không phải. Không phải chánh niệm là vậy đâu. Chánh niệm là cái người đang niệm Phật đó, niệm nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không mất. Tai lắng nghe tâm tưởng nhớ mình đang niệm đó chính là chánh niệm. Rõ chưa? Thầy lặp lại, đâu có ai dạy đâu phải không? Sách đâu có ghi đâu. Chánh niệm là tai lắng nghe tâm tưởng nhớ, nghiệp thiện không mất, nghiệp ác không khởi, đó là chánh niệm. Mà người niệm Phật có ý thức niệm cho nên gọi là chánh niệm. Bây giờ hiểu chưa? Dễ không? Đó là bước thứ nhất thôi nha. Niệm hơi thở ra vào. Trung Đạo sẵn chỉ cho huynh đệ luôn, về nhà lắng nghe. Ở trong chùa này là cái chuyện đương nhiên, chúng ta cùng tu với nhau để tiến hóa. Nhưng khi về nhà, không lẽ nằm nông cả ngày từ sáng tới khuya, cũng phải có thời gian rảnh chứ, đúng không? Trong lúc rảnh đừng có tụ năm tụ bảy nói những lời không tốt lành để cho nó tạo nghiệp. Ta ngồi yên lại á, trước chánh điện cũng được, trước bàn thờ cũng được, không có bàn thờ cũng được. Nói chung bàn thờ chỉ là phương tiện tạm thời thôi, còn ông Phật này mới là chính. Mình ngồi mình niệm Phật với ổng luôn, mình với ổng tâm sự, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít sâu thở dài, hít sâu thở dài. Đó là bước thứ nhất. Và bước thứ hai nè, thầy chỉ huynh đệ nhớ, mai mốt coi lại cái dĩa này rồi nhớ. Mốt thầy sẽ vô cái dĩa nhỏ nhỏ rồi bỏ cho cái máy cho huynh đệ nghe. Lắng nghe tiếng tim của mình á, cái tim mình đập, mình niệm mỗi nhịp cái là Nam, nhịp cái thứ hai là A, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nghe tiếng tim mình, cố gắng nghe tiếng tim, cố gắng lắng nghe tiếng tim. Khi mình nghe tiếng tim rõ rồi, mình niệm chậm theo tiếng tim, niệm từng chút một. Bên cạnh nó vẫn hít vô niệm Phật, vẫn thở ra niệm Phật, nhưng niệm theo nhịp đập của tim. Đây là không phải của thầy chỉ đâu nha. Sau này gặp lại thầy sẽ nói ai chỉ. Cái vị này lớn ghê lắm mà chúng ta hay kêu mẹ mẹ đó nha. Khi con niệm theo tiếng tim, khi con nghe tiếng tim con rõ ràng rồi, thì tất cả tiếng động xung quanh không còn tồn động ngoài tiếng tim ra, thì con đang hòa nhập với sự sống. Khi cái tim ngừng đập, vấn đề gọi là gì? Cái người nằm thẳng cẳng không thở mà tim ngừng đập gọi là gì? Ngẫm. Ngẫm đó, tức là không nhúc nhích mà không thở, tim không đập là ngẫm. Là nếu tầm bậy thì mình sẽ lọt vô cái kia đen thù lùi. Còn nếu mà biết rằng là mình đang niệm tiếng tim của mình, nghe tiếng tim niệm theo á, là mình đi về cái chỗ sáng thiệt sáng. Thầy nói lại vấn đề sẽ nghĩ ra tại sao mình phải hít vô thở dài ra, hít sâu thở dài là sự sống.
Hơi thở ra vào, nhịp tim là sự sống, đúng không? Đúng chưa? Giờ thầy mới hỏi lại đó, nằm thẳng cẳng không thở tim ngừng đập gọi là gì? Ngủm. Nói câu nó đơn giản rõ ràng đi, ngủm. Rồi. Bắt đầu cái mặt xanh lè, môi tím riệm, mắt trợn lưỡi le là biết đi đâu rồi, phải không? Cần phải diễn tả. Còn mà mình ngủm mà mỉm cười nè, cái mặt vẫn đẹp là đi đâu? Là tịch. Tịch nha. Tịch trong cơn an tịnh hạnh phúc để được tịch là mình có cơ hội về với chư Phật. Còn nằm dãy đạch đạch mà nhăn mày nhăn mặt trợn mắt le lưỡi là biết đi đâu rồi, cần gì phải hỏi, phải không? Biết rồi cần gì phải hỏi. Thầy chỉ với huynh đệ, hơi thở ra vào, nhịp tim của mình là sự sống. Huynh đệ trả lời đúng hay không đúng? Đúng chưa? Trả lời lại. Hơi thở ra vào, nhịp tim còn đập gọi là sự sống, có phải vậy không? Đúng không? Chắc chưa? Rồi. Giờ Trung Đạo nói sâu chút xíu nữa. Trong sách vở đệ là vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể. Con chó có thở không? Con mèo có thở không? Con rắn có thở không? Con voi có thở không? Nói chung tất cả những sinh vật, cây cỏ, lá hoa đều thở. Cái lá cây nó cũng thở, cho nên nó xanh đẹp hoài. Thấy không? Nó cũng thở. Cái lỗ chân lông trong lá cây nó thở. Nó hút ánh nắng vô, cái lá cây nó chuyển qua cái thân, nó chuyển thành lục diệp tố, nuôi dưỡng thân cây nó xanh lè đẹp đẽ. Nó có sự sống luân chuyển trong cái cây. Cái cây nó có sự sống, cái cây nó hữu tình đó. Nó biết được mình nói chuyện với nó đó. Thầy chứng minh rất là nhiều lần. Thầy mới chứng minh cho đệ tử, thầy thấy luôn cái cây hoàng hậu huynh đệ biết rồi. Cành lá xum xuê, nó gọi là cây đực, không bao giờ có bông được. Mà ở trong cái nhà của thầy ở dưới cái bè đó, cái cây đó rất là lớn luôn. Cây hoàng hậu lớn ghê lắm mà không có một cái nhánh bông nào hết mà nhiều năm như vậy. Thì cái anh mà ảnh chăm sóc cái nhà cho thầy, anh nói sư phụ ơi đây là cái cây hoàng hậu đực. Không đến nào, hoàng hậu đực chắc là bê đê rồi đó. Như thầy nói, cây đực đi, hoàng hậu đực. Cây kỳ quá, hoàng hậu sao đực được. Thì anh nói là hoàng hậu đực không có bông được, con sẽ chặt nó, con trồng cây khác. Sư phụ nhìn cái cây nó đẹp quá, nó bự quá, nói chặt uổng vậy con. Cái sư phụ Trung Đạo mới nói với cây nè, nói rồi đó nha, không có bông nó chặt bỏ, ráng chịu, làm gì làm đi, tôi không có biết tới á. Thầy đi qua bên nước Đức một tháng sau về, rồi đi Phật sự đâu về, thì đến tháng tư này nè, tức thì đó, thầy quay trở lại huynh đệ tưởng tượng coi, hoa vàng hoa vàng nó mọc đầy cái cây hết. Nó sợ bị chặt, nó phải đẻ ra hoa bông chứ. Nó không phải hoàng đực nữa mà hoàng hậu cái. Bây giờ nó nở hoa rồi, bây giờ vẫn còn nở hoa. Huynh đệ thấy, nó nghe đó, nó cũng sợ chết như mình vậy đó. Người bên Nhật họ làm một cái test, tức là một cái thí nghiệm á. Nó cầm lửa, nó đứng trước cái cây á, nó múa trước cái cây á. Cái ánh sáng cây nó nhỏ lại, nhỏ xíu lại luôn. Tới chừng nó bỏ lửa đi, cái nó mấy tiếng hồ sau nó chạy lên, nó giỡn với cây, nó cười, nó giỡn. Ánh sáng cây nó sáng ra. Cỏ cây hữu tình đó. Bên chùa của thầy bên Mỹ á, thầy trồng 10 cây hồng, 12 cây liễu. Mà tháng 4 là nó mọc bông nụ ra hết rồi. Cuối tháng 4 là mùa xuân. Nhưng mà đầu tháng 5 á, có một cơn lạnh cực đỉnh, nó thổi qua một cái là chay chết sạch đó. Cây chết hết, lá rụng hết, bông rụng, không còn cái gì hết. Thầy lại thầy bẻ cành hết, nó kêu cốp cốp cốp, lạnh quá đó, cây nó chết giòn giụm hết, thầy bẻ hết. Xong thầy đứng thầy rầu. Mỗi cái cây 60 đô, đâu có ít, mắc lắm. Mà 10 cây hồng vậy là 600, 12 cây liễu là biết bao nhiêu tiền. Thầy tới thầy bẻ cành mà thầy cứ nói thiệt là. Thầy cứ than thở, thầy mới tưới cây cho nó, thầy nói chuyện. Thầy nói cho tới tháng 6, từ tháng 4 nói tới tháng 6, tới giữa tháng 7 quân đệ biết không, cây hồng chết 3 cây, còn 7 kia nó mọc chút chút xíu xíu dưới, mọc lên. Còn cái liễu bắt đầu nó xanh, nó mọc lá đầy lại. Thì nói chuyện không thôi, thì năn nỉ cho nó đừng có chết, uổng tiền lắm, mắc. Nói đi, mình nói cái lời tốt lành cho cây nó còn nghe đó. Mà người tu nhân học Phật nha, niệm Phật tụng kinh nhiều, cái miệng á, nước miếng thơm như ngọt, rất là linh. Tại ra khi mình tụng đến mức rồi, mình không bao giờ dám la ai, không bao giờ dám chửi, hay là không bao giờ dám miệt thị ai hết.
chuyện xui sẽ xảy ra cho người ta, mình sẽ mang nghiệp. Cho nên người tụng kinh niệm Phật tuyệt đối không được nói bậy đó, sẽ mang khẩu nghiệp là ác lắm mà. Thay vì trở thành thiện khẩu đi, phải không? Cái thiện khẩu, mình là một phàm khẩu, mình tụng kinh niệm Phật thời gian, cái miệng thành thần khẩu, thánh khẩu rồi Phật khẩu. Hả, mình nói một lời xấu ra, người ta bệnh tật, người ta bị nạn á, trở thành ác khẩu là mình mang nghiệp đó. Nhớ chưa? Vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể, là cỏ cây cũng thở như mình, con gì cũng thở. Tại sao con rắn sống dài hơn con chó? Con chó chết sớm hơn con rắn là tại sao? Con rắn nó thở dài thở chậm, mà nó sống dài hơn chó lý do nó thở dài thở chậm. Còn con rắn, con chó thở nhiều hơn chó chết sớm. Tại sao con voi sống dài hơn con khỉ? Bởi con voi thở rất là chậm. Tại sao chúng ta bệnh? Bởi chúng ta thở lẹ quá mà thở ngắn quá cho nên chúng ta bệnh. Cho nên hơi thở chính là sự sống, nhịp tim chính là sự sống. Cho nên hơi thở nhịp tim chính là sự sống của chính mình. Sự sống này có trong vạn vật, mà sự sống không biết đặt tên là gì, đặt là thiêng liêng. Sự thiêng liêng chính là Như Lai ngự trị trong từng cá nhân một. Cho nên các ngài nói là vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể, đồng cái tánh thiêng liêng trong mình đó. Thầy có tánh thiêng liêng, huynh đệ có tánh thiêng liêng, tất cả chúng ta đều có tánh thiêng liêng. Thế gian không biết đặt tên, đặt là Như Lai ông Phật đó. Bây giờ hiểu là vạn vật bá tánh sanh đồng nhất thể chưa? Cho nên chúng ta phải ý thức rằng là trong này có sự thiêng liêng luân chuyển. Chúng ta ngồi niệm Phật, mình lắng nghe tiếng tim, còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong bản thể. Cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự thiêng liêng ngự trị trong thân xác mình. Cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe Như Lai ngự trị trong ta đó. Thấy chưa? Như Lai chính là tự tánh đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ chưa? Rõ không? Dễ hiểu chưa? Không làm được thì bó chân luôn. Bây giờ ngưng thở, tim đập, nằm im gọi là gì biết chưa? Nói một câu cho rõ ràng đi. Tim không đập, ngừng thở gọi là gì? Ngẫm. Đơn giản dễ hiểu. Như là Phật. Đi có quay lại không đi luôn? Bây giờ cái hiểu là sự sống luân chuyển trong người mình chính là sự thiêng liêng không? Bởi vì sự sống có trong vạn vật nha, không phải trong con người mình không. Tất cả vạn vật bá tánh sanh đồng nhất thể là sự thiêng liêng có trong vạn vật. Mà sự liêng trong ta rất lớn mạnh. Rõ chưa? Bây giờ hiểu sự thiêng liêng là ai chưa? Tự tánh Di Đà đó. Hèn. Cho nên niệm Phật phải niệm trong tim của mình để đánh thức tự tánh này vậy. Còn nghĩa là mình ý thức trong chúng ta có sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng thế gian đặt tên cho. Tụng cũng vậy, niệm cũng vậy. Mình tụng làm sao, mình niệm làm sao mà cái niệm tụng mình đều nằm trong con tim mới thực sự là công phu. Còn tụng liên tục cái miệng mà cái đầu ngoài đường á là không phải công phu. Mà không có công phu thì dứt khoát không có kết quả như mong muốn. Niệm mấy chục năm vẫn bệnh, vẫn chết, le lưỡi như thường. Mắt trợn lên đó chứ, người tréo que. Thầy đi giảng ở Vũng Tàu đó, cái người mà giỏi nhất, một sâu chuỗi mà không biết bao nhiêu sâu luôn. Ai tới nói chuyện với cô nói đừng nói chuyện, để tôi niệm Phật. Khi cô chết á, mắt trợn lưỡi le dài ra, người co quắc lại. Đi đâu? Trả lời đi. Niệm Phật mà chết như vậy đi đâu? Nói. Về cực lạc được không? Không. Chết trong sự ganh tị, ghen tuông, hận thù, le lưỡi trợn mắt là chết không an lành. Cái đó không gọi là tịch được, mà gọi là chết trong đau khổ. Thì niệm Phật mấy chục năm có kết quả không? Không. Bởi vì niệm mà không chịu tha thứ, bỏ qua, quên lãng, niệm mà không phát triển lòng từ bi cho bá tánh chúng sanh bên chung quanh mình, niệm mà không buông bỏ lỗi lầm của người khác là chết trong đau khổ. Nhớ chưa? Bây giờ để muốn chết le lưỡi không? Thầy nói chuyện là nói chứng nghiệm không, chứ không có nói vớ vẩn sách vở đâu nha. Thầy có giảng cái gì ở tự tánh Di Đà, thầy nói thẳng luôn. Giờ muốn nghe không? Nếu mà muốn nghe đó thì thầy ở lại, còn không muốn nghe thì ra xe đi về liền, khỏi mất thời gian. Thầy đâu có cần đâu. Huynh đệ mới cần. Mà thầy không cần phải đọc sách nữa. Thầy giảng thẳng vấn đề, vấn đề tu dễ dàng, đơn giản, mộc mạc, gọn ghẽ, rất là dễ cho huynh đệ.
Bởi vì chúng ta không cần phải đọc sách nhiều để làm rối loạn cái đầu đơn giản mộc mạc của mình. Mình sống ở nhà quê mà làm ăn rồi cái gì cũng đơn giản đúng không? Còn ra thành thị mà đâu bằng người ta đâu. Nó gặp mặt nhà quê mà nó gạt cái mình té rồi. Thầy cái miệng nói lanh chứ ra đường chúng ăn thịt thầy phút một là hết liền à. Thầy biết thân phận của thầy cho nên thầy đâu dám lú ra kia đâu. Thầy chui trong chỗ này không à. Thiệt đó. Cái miệng thầy lanh lắm à. Lanh là về đạo thôi. Còn ra đời nói chuyện làm ăn bụp văn cái đầu thầy liền tức thì. Thầy mở miệng lột hết cái túi thầy luôn à. Thầy biết thân phận. Nên chúng ta biết ít nhưng mà mình làm trúng thì kết quả lớn, còn biết nhiều làm vớ vẩn chẳng có ra cái ôn gì. Chạy nó chẳng thà biết ít đi kệ nó, phải không? Nhiều ăn nhiều liệu cơm gấp đồ hũ, mình ăn chay rồi gấp đồ hũ ăn được, nó gấp mắm á nha, liệu cơm gấp đồ hũ hay. Nhớ không? Cho nên chúng ta niệm Phật rất là đơn giản mộc mạc. Niệm bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim ngồi niệm cho nó đã cái miệng. Niệm mà không biết mệt mỏi nha mà lại vui. Hả, mình niệm Phật mà thấy vui vẻ hạnh phúc thì biết rằng mình đang gọi là nhập tâm để niệm đó, gọi là nhất tâm niệm đó. Có tụng A Di Đà không? Lâu lâu tụng A Di Đà không? Nếu tụng A Di Đà sẽ hiểu được á, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn thị nhân lâm thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, thì nhân chúng này tâm bất liên đạo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Vấn đề niệm Phật mà hạnh phúc vui vẻ trong 7 ngày liền, vấn đề ngáp ngáp mấy cái Phật trước rồi cần gì phải sinh, phải không? Bởi lúc đó chúng ta niệm Phật nhất tâm trong 7 ngày liên tục không ngừng nghỉ, còn có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Mà người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chắc chắn là vãng sanh viên mãn. Cho nên để niệm Phật được nhất tâm bất loạn, chúng ta phải niệm ngay con tim của mình nè. Biết ông Phật mình đang ngồi đây, niệm cho ông thức dậy rồi ông với mình cùng làm việc với nhau. Bên cạnh cái niệm Phật, chúng ta phải trau dồi đạo hạnh, đức hạnh nữa chứ. Còn nghĩa là nói chung lại là đạo đức đó. Đạo hạnh, đức hạnh, hai cái là đạo đức. Chúng ta phải trau dồi cái đạo đức của mình, làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình, với anh em, với dòng tộc, với bà con, lối xóm. Đi tới đâu cũng ban rảy tình thương, sự vui vẻ, hạnh phúc mình cho mọi người. Người tu mà để đem cái sự an lạc hạnh phúc từ trong tâm khảm của mình nè, mình chia sẻ cho bà con lối xóm, ai gặp mình cũng vui á, chứng tỏ là mình có phước rồi. Mà ai gặp mình cũng hạnh phúc, chứng tỏ là họ được phước rồi. Như vậy mới gọi là giúp đỡ huynh đệ ba tánh sanh tiến hóa giống mình chứ. Chứ mình tu mình hưởng mình thôi, tu làm chi? Mà chắc gì hưởng mình được kết quả như mong muốn đâu. Hả, mình hưởng một mình thấy mình sướng người ta, mình sẽ đâm ra tự cao tự đại, mình sẽ chết trong cái tự cao tự đại đó luôn đó. Cho nên người niệm Phật tụng kinh phải biết một điều là càng tụng càng niệm, tánh thương yêu bá tánh càng nhiều thì biết rằng là mình đang vào chánh pháp. Rõ chưa? Còn mình tụng mình niệm càng ngày mình thấy càng giỏi hơn người ta phải biết rằng là mình đang lọt vào tà pháp đó. Bởi vì sao? Bởi chư Phật chính là đại từ đại bi. Đại từ đại bi chính là chánh pháp. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật mà không phát triển lòng đại từ đại bi mà coi thường bá tánh nên phải biết rằng là mình đã lạc đường rồi đó. Mà khi lạc đường rồi cái mặt mình rất là đen thùi, cái mặt mình tánh tình mình kỳ cục lắm, tánh tình mình muốn hơn thua với người ta là mình thua rồi. Trong Phật pháp muốn thắng là bại, muốn hơn là thua. Vừa khởi niệm tự cao tự đại là mình đã mất con đường trở về với chư Phật rồi. Bởi mình rời xa cái tánh đại từ đại bi, còn có nghĩa là mình đang rời xa chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Rõ chưa? Cho nên phải tu sửa chứ. Trong kinh nói rõ ràng, này thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hỏi lại coi mình là thiện nam tử chưa, thiện nữ nhân chưa, hả? Được chưa? Chưa. Bởi vì cái tánh bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ giúp đỡ chưa có đủ, thì làm sao trở thành thiện nam tử, thiện nữ nhân được? Mình phải tự biết mình đúng không? Thí dụ bây giờ ha, con bác tên gì vậy bác? Sao hả? Tên sao hả bác? Dạ, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà sao? Tại vì A Di Đà chính là mình mà, đúng không? Thì bác niệm cho ai? Niệm cho mình đúng không? Cho nên chúng ta khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình phóng tâm ra kiếm một cái gì đó là mình đã niệm trật rồi. Ngay từ cái câu đầu tiên đã trật rồi. Bởi vì mình đang niệm cho tự tánh của mình. Bên cạnh cái niệm Phật đó, mình phải phát triển cái tâm thương yêu ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình.
Huynh đệ có nhớ ông bà để lại cái câu thành ngữ tục ngữ không? Thương người như thể thương thân không? Câu này không phải là của người thường để lại đâu, là các vị minh sư đã chứng đắc trong dân tộc của mình để lại cho mình học đó. Nhưng mà mình đâu có chịu học, mình coi là thành ngữ tục ngữ thôi, phải không? Chẳng hạn cái câu là lời nói không mất, tiền mua lựa lời mà nói chứ vừa lòng nhau, để dạy mình cái tính là giữ cái khẩu nghiệp đừng nói bậy. Hay lắm, các ngài rất hay, nhưng chúng ta lại coi là thành ngữ tục ngữ. Chẳng hạn câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng, dạy cho mình cái tánh từ bi, đừng có kỳ thị phân biệt, ghét người này ghét người nọ, dạy cho mình biểu lộ tánh thương yêu đó, phải không? Là các vị minh sư đã chứng đắc dạy cho dân tộc mình những điều rất là hay, nhưng chúng ta không thèm học, không thèm làm. Cười người chứ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười, dạy cho mình cái gì? Dạy cho mình là nhân quả đó. Mình cười ha hả hôm nay, ngày mai mình khóc hu hu. Cười đi, cười nhe răng đấy, cười ngày mai người ta cười mình đó. Luật nhân quả đó. Thấy những câu nói các ngài để lại cho mình chưa? Đó là Phật Pháp không đó. Nhưng mà mình coi là thành ngữ tục ngữ, cho nên mình không học được gì hết. Bây giờ hiểu ý trong đạo chia sẻ chưa? Nếu để tụng kinh niệm Phật mà không phát triển được cái lòng thương yêu bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình á, thì dứt khoát mình không thể nào gần gũi chư Phật được. Bởi chư Phật chính là Đại Từ Đại Bi, mà Đại Từ Đại Bi chính là chánh pháp. Mà người biết tu phải phát triển lòng Đại Từ Đại Bi, và khi niệm Phật phải biểu lộ tình thương yêu, thì cái niệm Phật mình có giá trị tuyệt đối như sự mong muốn của mình đó. Nhớ chưa? Dễ hiểu không? Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đệ đã cho thầy có cơ hội nói chuyện. Thầy nhìn huynh đệ, thầy nói là thao thao bất tuyệt, là không bao giờ viết một chữ nào xuống hết. Nói là nói cho đã cái miệng. Tất cả những cái nói của trung đạo đều là chứng nghiệm, những cái kinh nghiệm tâm linh của bản thân mình đã trải qua nhiều năm như vậy. Bây giờ nói hoài, nói đến khi nào mà huynh đệ thấu triệt được cái chân lý mình là ai. Cái câu hỏi luôn luôn là không bao giờ trật. Cái câu hỏi là mình là ai, câu trả lời không bao giờ thay đổi từ ngàn ngàn năm tới giờ. Mình là Phật, chắc chắn là như vậy. Nếu không phải vậy thì dám nói là Phật A Di Đà chính là ta, đúng chưa? Chân lý là mình là ai, trả lời thiệt lớn lên, mình là ai, mình là ai? A Di Đà Phật. Chúc mừng huynh đệ, mình dám nói nha. Thầy sáng thầy có nói đó, các ngài nói với ta thế này nè, các con có quyền nói mình là Phật. Nếu các con nói mình là Phật là có phải sống với cái đức tính của Phật. Các đức tính của Phật là gì nè? Là kính trọng, là khiêm nhường, là yêu thương rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ. Đó là những đức tánh của Phật. Nếu con nói con là Phật, con phải sống với những đức tánh đó. Nếu con sống từ 1 năm đến 5 năm sau, những cái đức tánh đó sẽ ăn nhập với con. Khi những đức tánh với con là một thì con là ai? 5 năm sau ông Phật mình sẽ xuất hiện. Còn nếu nói mình là Phật mà mình không chịu sống trong tính kính trọng, khiêm nhường, yêu thương rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ, thì 5 năm sau ông Phật mình cũng không bao giờ xuất hiện. Bởi vì mình không chịu sống và tập cái đức hạnh của Phật tánh, cho nên ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy. Cũng như mình niệm Phật là đánh thức tự tánh mình dậy, mà mình phóng tâm ra ngoài mình niệm là ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy được. Rõ chưa? Bây giờ hiểu ý thầy chưa? À gì đó, dễ hiểu không? Dễ làm lắm mà thiệt, dễ làm lắm. Ngày xưa thầy cũng như huynh đệ thôi, thầy mày mò trong cái niệm Phật, cái tụng kinh á. Mục đích chính của thầy đó, thầy thực sự là người xuất thân từ Công giáo, là đời thứ tư. Thầy là đời thứ tư. Ông cố, ông nội, bố thầy là người đời thứ tư, thầy là Công giáo. Mà thầy tụng kinh niệm Phật, sự chứng ngộ, thầy không cầu cạnh, thầy không khóc lóc van xin, thầy quyết tâm thầy đi, thầy biết trong này có ông Phật. Thầy biết như vậy luôn, nhưng mà không biết cách nào để gần gũi cái ông này. Nên tụng kinh niệm Phật một thời gian thiệt dài, để giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, giải trừ ý xấu, khẩu xấu, thân xấu, giúp cho tam nghiệp thanh tịnh. Thầy cố tình tụng kinh niệm Phật để cho tam nghiệp được thanh tịnh. Nhờ nó thanh tịnh như vậy thầy mới hiểu được nhiều thứ lắm. Cái ý mà thanh tịnh rồi á thì tự nhiên mình rất là sáng suốt.
Bởi vì tụng kinh niệm Phật có công năng phát triển trí tuệ. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật đúng thì trí tuệ mình phát triển rất là nhiều. Cái đầu mình càng sạch á, thì cái miệng mình sạch, cái thân mình sạch, là tam nghiệp đã thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nên cái đầu này rất là ngộ. Cái ý mà không sạch thì cái miệng sẽ không sạch, cái thân sẽ không sạch. Cái ý không thiện, cái khẩu sẽ không thiện và thân không thiện. Cái ý không lành, cái khẩu sẽ không lành và cái thân không lành. Cho nên mình tiếp tục tạo tác trong tam nghiệp. Bây giờ để niệm Phật tụng kinh có kết quả, cố gắng làm sao giết cái thằng ý vẩn vơ bá láp này đi, thằng phàm phu tục tử nằm trong cái đầu này nè. Luôn luôn nghĩ thiện, nghĩ thiện, nghĩ thiện, để không cho cái thằng tôi mình nó nghĩ bậy. Cho nên niệm Phật, thí dụ huynh đệ có một cái niệm không tốt lành vừa khởi lên trong cái đầu này, niệm Phật dẹp nó liền là huynh đệ sẽ không tạo tác nghiệp. Còn nếu huynh đệ để cho cái ý niệm bậy nó lặp đi lặp lại trong vòng một phút, tức là 1000 lần lặp đi lặp lại, là huynh đệ đã tạo tác ý nghiệp rồi đó. Thành ra mình vừa khởi niệm lên, mình nghĩ xấu cho huynh đệ, nghĩ xấu cho bác sao đi, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật con xin xong ấy, là tự động cái ý nghĩ đi biến mất, là không tạo nghiệp. Bây giờ có biết cách nào không tạo nghiệp chưa? Tức là mình xóa bỏ mấy ý tưởng không tốt lành ngay tức thì bằng câu niệm Phật, thì tự nhiên mình không tạo tác ý nghiệp. Hãy ý nghiệp lặng rồi thì tiên khẩu nghiệp không khởi, thân nghiệp không động. Rõ chưa? Dễ hiểu ha? A Di Đà Phật. Bài giảng rất là đơn giản nhưng mà rất là xúc tích để cho huynh đệ tập theo. Mình nông dân mình sống đơn giản mộc mạc đi thì đạo pháp nó rõ ràng vậy lắm, không cần phải biết nhiều cái ngôn ngữ mà nó trên trời dưới đất không chi, nó mệt cái đầu. Mình đơn giản mộc mạc mà sống sao biểu lộ vậy. Cố gắng làm sao niệm Phật tụng kinh biểu lộ cái tánh thương yêu, nói ra lời tốt, nghĩ lời điều tốt, làm điều tốt. Chỉ có 8 chữ thôi huynh đệ, chúng ta chỉ cần sống trong 8 chữ này thì tự nhiên tam nghiệp sẽ được thanh tịnh. Nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Nghĩ thiện, làm lành 4 chữ đúng không? Tụng kinh, trì chú 4 chữ là 8 chữ. Mà người tu niệm Phật chỉ cần 8 chữ đó thôi, mình cũng đạt được cái mức nào đó trong cõi giới tâm linh để sống tâm hồn của mình đó. Nếu mình sống thực sự trong những cái điều thầy vừa nói trong 8 chữ đó, tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh. Tại sao dám nói là tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh? Nghĩ thiện làm lành. Nghĩ thiện là gì? Là ý nghiệp. Làm lành là gì? Là thân nghiệp. Tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Có phải vậy không? Thì đây huynh đệ chỉ có 8 chữ. Nghĩ thiện, mở mắt dậy là đạo nghĩ điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Mở miệng ra những điều an lành, tốt lành cho ba tánh chúng sanh. Hả, làm là làm những điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Đó là nghĩ thiện làm lành đó. Cho nên người tu niệm Phật chỉ biết ngồi xuống, hết lòng vô cái tụng, hết lòng cho cái niệm, chuyện gì còn lại luật nhân quả chư Phật sẽ tính. Chúng ta không cần phải lo, cứ làm đi rồi sẽ thấy cái lợi lạc đó ai hưởng. Mình là người hưởng hết, chứ trung đạo không có hưởng trong đó. Không những mình hưởng rồi, con cháu mình hưởng, cả gia tộc mình hưởng. Vì người tu trong gia tộc, một người biết tu, cả nhà được nhờ, chứ trung đạo không dính vào trong đó. Thử làm coi, một người ở Rạch Giá gặp thầy mà chưa bao giờ gặp, mà tụng kinh theo cách hướng dẫn của thầy, thì mấy năm sau thầy xuống Rạch Giá cách đây 4-5 tháng, thì tới một cái làng nhỏ nhoi đó, bà gặp thầy, bà vô bà đảnh lễ thầy, bà nói một câu: thưa thầy, từ ngày con biết cái pháp mà thầy chỉ cho con tu, con cái con tất cả mọi điều được như ý hết, mọi đứa rất là hạnh phúc, con cảm niệm công đức của thầy. Nếu huynh đệ đã làm được thì huynh đệ ở đây cũng làm được, làm được hết á. Tại vì pháp của chung không phải của riêng ai. Muốn được những gì mà mình mong cầu là phải làm y như sự hướng dẫn của các ngài, thì chúng ta sẽ được kết quả như mong muốn. Bởi vì mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có nguyện rằng là: nếu con trì tụng kinh chú, tức là đại bi, niệm danh hiệu của cha ta, cầu quả vị gì con được quả vị ý. Những gì mà con mong cầu mà không được đắc thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đây là lời nguyện của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Nên huynh đệ cứ làm hết lòng đi, mà huynh đệ cầu mong không được là ngài sẽ không thành chánh đẳng chánh giác. Với điều kiện là mình phải làm hết lòng nha, thì lời nguyện mình sẽ được như ý đó. Trung đạo cầu chúc cho huynh đệ tụng kinh năng nổ, niệm Phật tinh tấn, để những gì mà huynh đệ mong cầu đều được như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ không? Dễ hiểu không? Quyền lợi là của mình nha, của không phải của trung đạo, của cô ở đây đâu. Tất cả là của mình hết. Phải hiểu rằng là
nghĩ thiện làm lành là mình giúp cho ý nghiệp và thân nghiệp mình được lành. Tụng kinh trì chú giúp cho khẩu nghiệp được lành. Cho nên ba điều này giúp cho tam nghiệp tạm thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú là tam nghiệp thanh tịnh. Mà phải biết rằng là khi không nghĩ được điều tốt cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống niệm Phật, tập trung tư tưởng trong tiếng Nam Phật để đừng nói bậy, để đừng nghĩ bậy. Khi không nói được điều an lành cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng mù thời kinh để đừng nói bậy. Khi không làm được điều gì lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng mù thời kinh thiệt là an lành để đừng làm bậy. Đó là mình tự giúp mình không tạo tác nghiệp. Dễ hiểu ha? Cho nên để không tạo tác nghiệp, cố gắng làm sao sống trong tám chữ nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú. Phải ý thức rằng khi mình nghĩ tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình nói tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình làm tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, còn có nghĩa là mình đang làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt cho đời sống của mình, cho gia đình và cho dòng tộc của mình đó. Đừng có ngại, đừng có ích kỷ, đừng có hạn hẹp. Khi mình ích kỷ, hạn hẹp và ngại là mình tự làm cho đời sống mình hạn hẹp, không phát triển được. Rõ chưa? Phải biết rằng khi mình nghĩ tốt cho bác sao là mình đang nghĩ tốt cho chính mình. Khi mình làm tốt cho bác sao là mình đang làm tốt cho chính mình. Bởi vì luật nhân quả sẽ không bao giờ tha thứ và sẽ đem lại tất cả những gì huynh đệ đã tạo ra. Luật nhân quả cai quản cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sống rất là an lành. Cái gì cũng có luật nhân quả, chư Phật lo rồi, mắc chứng gì mình phải lo. Hiểu không? A Di Đà Phật. Rõ không? Quá rõ em. Làm không được nó bó tay. Nó dễ đến mức như vậy mà làm không được, nó không có gì cao siêu hết á. Cuộc sống tu hành rất là đơn giản mộc mạc. Biết càng ít học càng giỏi. Biết nhiều đâm vớ vẩn, nói tầm bậy tạo nghiệp. Biết ít nói nhiều là tạo tác. Biết ít mà nói nhiều quá nè, lộng ngôn lộng ngữ, chưa chứng nói chứng, không có nói có, chưa được đã nói được là tạo ra khẩu nghiệp. Thành ra mình biết chút, mình chia sẻ vấn đề một chút, mình có nhiều nói nhiều. Khi huynh đệ tu giỏi ngộ lắm, cái đầu của mình á, mình phát triển trí tuệ. Huynh đệ thấy cái đầu của thầy nó tròn, nó u lên không? U không? Thấy u nhiều không? Ngu quá bị đập đầu nó sưng lên chứ không có gì hết á. Nhiều quyền lợi lắm. Thầy nói không bao giờ hết được cái quyền lợi tâm linh. Nhưng các ngài ban cho chúng ta cái quyền lợi tâm linh để làm cái gì? Để làm phương tiện giúp đỡ huynh đệ anh em của mình cùng tiến hóa với mình, chứ để cho mình xài chơi đâu. Không phải. Nhưng nếu mình lấy cái đó mà làm lợi dưỡng cho mình phát triển tiền bạc danh lợi ha, là mình tự hủy diệt con đường trở về với chư Phật đó. Mình sẽ phạm lỗi lầm. Lấy ân điển phước báu chư Phật ban cho mình để làm giàu cho cá nhân mình là mình đang làm tổn phước chính đời sống tu hành của mình. Cuối đời của mình sẽ không được như ý. Cho nên tất cả những gì chư Phật ban cho mình á, đều lấy đó làm phương tiện độ lại anh em của mình, là một người con có hiếu. Bởi vì mình làm việc cho anh em bá tánh chúng sanh đây là báo hiếu ở chư Phật. Đúng không? Đúng không? Chư Phật ở đâu? Chư Phật ở đâu? Dạ đây nè, chư Phật ngồi nè. Cho nên làm việc cho anh em là báo hiếu chư Phật nè. Chứ đâu phải là làm việc cho bá tánh sanh là báo hiếu cho mấy cục đá này đâu. Không có. Mấy cục đá này không có cần. Mấy ông Phật đây nè, Phật ngồi đây nhóc. Tại đã phụng sự bá tánh là bấy chư Phật đang ngồi trước mặt mình đó. Quân đệ nếu mà quân đệ nhìn thấy anh em mình là Phật, tự nhiên ông Phật trong lòng của mình nó hạnh phúc vô cùng. Bởi vì ông có cơ hội được biểu lộ cái tánh khiêm nhường, thương yêu rộng lượng. Hay lắm luôn á. Quân thử làm coi, chừng 100 ngày à, cuộc đời mới thay đổi hết á. Mặt mình sẽ đẹp lên. Mình xài kem A-di-đà phấn đại bi, mặt đẹp vô cùng. Biết kem A-di-đà phấn đại bi không? Xài không có hóa chất. Biết cái đó không? Ở đâu à? Mình xài kem A-di-đà phấn đại bi mỗi ngày á, mặt rất là đẹp. Thầy nói vấn đề đừng, thầy hỏi vấn đề đừng có ói nhan. Nhan, da mặt thầy đẹp không? Đừng có ói hen. Nhưng mà không có đẹp trai nha, chỉ có da mặt đẹp thôi. Nếu thầy nói đẹp, mình đệ sẽ ói chết luôn á. Tụng kinh nhiều đi, mặt mình sẽ phát quang.
mặt mình sẽ phát quang. Nó sáng lên, con mắt rất là sáng. Con mắt sáng không bác? Mắt thầy sáng không? Con mắt lúc nào cũng long lanh, bởi cái lòng mình rất là sáng cho nên con mắt nó sáng. Cái lòng mình nó tròn cho nên cái đầu nó tròn. Cái lòng này ngộ lắm, tùy tướng tự tâm sanh mà. Cái lòng trong sạch thì con mắt sáng, cái tâm tròn thì cái đầu bóng, nó vậy thôi. Con ruồi đậu mà không có gậy chống nó té cái bạch nó chết nó đó. Thử làm đi rồi thấy được cái lợi lạc. Chứ có 100 ngày thôi, 100 ngày thôi, làm không được nó chịu thua luôn á. Cái gì là Phật thưa cô, chút nữa mình sẽ có giờ hỏi, cô yên tâm, chắc chắn ai cũng phải hỏi hết á. Ở đây thầy có, thầy mới nói chuyện với cô gì đó, thầy không nhớ tên, thầy có bệnh hay quên. Thầy nói nếu huynh đệ nào mà có cái lòng tu, có cái tâm muốn phát triển trong vấn đề tu hành trong Phật Pháp, thầy sẽ tặng cho cái vị đó một món quà. Thầy giảng trên mấy trăm dĩa rồi, nhưng mà thầy sẽ tặng huynh đệ cái máy nghe Pháp, trong đó có cái thẻ nghe Pháp luôn. Người nào tu giỏi và biết, muốn biết phát triển, muốn phát triển, muốn tiến hóa thực sự trong đường tu, thầy sẽ tặng cho cái máy đó, món quà tâm linh cho huynh đệ. Quyết định đi nha, không có đừng có ganh tị đó. Ganh tị là tội lỗi ghê lắm mà. Thầy có viết cái bài nhạc đó, cảm ơn mẹ, mẹ cho con biết thương người. Cảm ơn người, người đã cho tôi biết hờn ghen. Hờn ghen giết chết thương yêu, đời người đổi trắng thay đen. Người người tạo tác nghiệp duyên, để rồi tử sinh luân hồi. Nếu mình có gánh ganh tị hờn ghen á, mình sẽ chết trong sự đau khổ. Như cái bà mà bà chết le lưỡi trợn mắt á, đó đó. Niệm Phật mà không bỏ qua nỗi ghen tuông, không vượt qua nỗi cho nên chết le lưỡi trợn mắt. Tùy huynh đệ muốn le lưỡi trợn mắt cứ tự nhiên, thầy chúc mừng. Thầy có nói với cô rồi, thầy sẽ gửi những món quà đó. Khi huynh đệ nào muốn phát triển đạo tâm và tu hành tiến hóa, thầy sẽ sẵn sàng tặng cho huynh đệ một cái máy đó với cái thẻ 100+ bài giảng của thầy trong đó. Thầy chỉ chỉ huynh đệ tu thôi. Thầy luôn luôn đi khắp nơi và chỉ người ta tu, giống mình đã tu và đang tu rồi tiếp tục tu. Ở thế gian này các ngài có nói câu người tu thì như lông trâu. Trâu có lông không? Rất ít ha. Mà thành đạo như sừng thỏ. Thỏ có sừng không? Không có sừng. Các ngài hỏi, người tu thì như lông trâu, mà thành đạo thì như sừng thỏ. Chứng tỏ rằng là rất hiếm người tu, mà thành đạo rất ít người được. Bởi vì mình vớ vẩn nhiều quá, cho nên mình không thấy được mình là ai. Cái chân lý, khi người ta hỏi mình là ai, câu trả lời luôn luôn không bao giờ trật, mình là Phật. Đó là chân lý của cuộc sống tu hành. Khi mình biết mình là Phật, mình phải niệm Phật làm sao để đánh thức ông Phật của mình dậy, kèm theo cái lòng đại từ đại bi, kèm theo cái lòng yêu thương dành cho ba tánh chúng sanh, kèm theo cái tính kính trọng khiêm nhường, từ bi bác ái hỷ xả. Lúc đó mình mới giúp được ông Phật của mình phát triển lòng đại từ đại bi lớn mạnh, thì mình mới có hội gần gũi chư Phật và sống trong chánh pháp. Bởi chánh pháp chính là đại từ đại bi. Trung đạo không cần biết huynh đệ tu pháp gì, hành pháp gì, nói pháp gì, không cần. Mà cái tánh từ bi huynh đệ phát triển rộng lớn thì trung đạo đã tán thán công đức huynh đệ đó rồi. Còn huynh đệ tụng kinh gì, pháp gì, hành pháp gì, nói gì thầy không cần biết. Mà hả tự cao tự đại nổi lên là biết mình đã sống trong tà pháp. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Huynh đệ tự chọn đi, đi vào thế gian chỉ có hai đường đi thôi. Muốn đi vào thế gian, người phàm phu tục tử cứ qua cửa người mẹ, tức là người đàn bà đó. Khi ra cửa người mẹ rồi thì không biết gì, chỉ có cái nghiệp thức cầm theo thôi. Chết của đệ mang theo được gì? Nói thì nghe coi. Có nhà, có cửa, có vợ, có con, có chồng, có con. Nói chung có tất cả mọi thứ vật chất thế gian. Ai chết cầm theo được gì giơ tay lên? Hả? Chỉ có một cái duy nhất gọi là nghiệp tốt và xấu theo mình thôi. Cái đó là thức nghiệp. Chúng ta cầm thành ra đứa con nít sanh ra, mới sanh ra bàn tay nó nắm cứng vậy nè. Huynh đệ có thấy đứa nít nào mở tay không?
Bởi nó đang cầm cái nghiệp của nó trong tay, nó không cho ai thấy. Khi nó bắt đầu nó nằm đó, nó biết giãy tay giãy chân ha. Một nửa 12 tháng, 18 tháng nó dở bàn tay ra, nó nhìn nó khóc, nó nắm lại là biết đứa này sẽ khổ trong tương lai. Còn nó mở bàn tay, nó nhìn ham thấy, nó cười hoài, biết cái này sẽ hạnh phúc trong tương lai. Nó nhìn được cái nghiệp chướng của nó. Bởi vì con mắt của nó rất là ngây thơ trong trắng, nó nhìn được những gì chúng ta không nhìn được. Nó ngửi được những mùi chúng ta không ngửi được. Nó thấy được những điều chúng ta không thấy được. Bởi tại sao? Nó là trong trắng, ngây thơ, tinh khiết, cho nên nó thấy, nó biết những điều chúng ta không thấy biết. Một đứa bé mới sinh ra tới 10 tuổi, nó học được 5-6 tứ thiến cùng một lúc. Nên chúng ta nhét chúng sanh vô nó mà liên tục, tự nhiên lớn lên cái tánh thông minh nó biến mất, tánh phàm phu tục tử nó lớn lên. Quý vị thử nghĩ lại coi, nếu muốn đứa bé phát triển tánh thông minh tột đỉnh, cái tánh thông minh thiêng liêng của nó đó, là nên hạn chế cho năng chúng sanh, thì không thôi lớn lên đó, tánh thông minh nó bị hạn chế rất là nhiều. Bởi vì mê muội ngu xuông thuận mới thành chúng sanh, đúng không? Nhưng chúng ta sống làm sao mà tái sanh làm người là còn có phước, mà tái sanh lọt xuống kia là thiệt là vô phước đó. Cho nên mình giúp đứa bé phát triển Phật tánh bằng cách là giúp cho nó hạn chế ăn chúng sanh, để tánh Phật nó ngự trị trong người của nó. Nó lớn lên nó thông minh, nó đẹp đẽ, nó yêu thương ba tánh chúng sanh, là mình cha mẹ hiểu biết. Còn nếu mà mình cho nó ăn chúng sanh quá nhiều đó, thì lớn lên nó Phật tánh nó sẽ chết, và cái tánh tôi phàm phu tục tử nó sẽ lớn lên, thì nó ra đời ba tánh chúng sanh sẽ khổ. Thì cái tôi nó quá lớn, nó không nhìn thấy được Phật tánh, thì nó không có lòng từ bi cho ba tánh chúng sanh. Bây giờ để tự quyết định đi, mình sản xuất đứa nhỏ ra để Phật tánh nó lớn, hay mà sản xuất đứa nhỏ ra để cái tánh nó thành một quái vật cho xã hội. Huynh đệ là chủ nhân của sự sáng tạo đó, đó, sự suy nghĩ đi. Rõ chưa? Cho nên con mình an lành, hạnh phúc, đạo đức là do chính mình rèn luyện. Còn nó lớn lên làm khổ, mình làm khổ ba tánh chúng anh cũng do chính mình rèn luyện. Cho nên đi vào thế gian phải qua cửa người mẹ. Rồi trong cái cửa người mẹ nó ra đời rồi, sẽ có hai ngõ đi, một là địa ngục, hai là niết bàn. Nếu mình sống trong tánh phàm phu tục tử, ngu si, bản ngã thấp hèn, mình sống làm khổ những người xung quanh, biết rằng là mình sẽ đi vào cái ngõ đen thù lùi đó. Còn nếu mình sống yêu thương ba tánh với sự rộng lượng từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ giúp đỡ, phải biết rằng là mình đang chọn con đường sáng để đi. Bây giờ vấn đề tự quyết định sáng hay tối. Nói tối hả? Vậy là Phật hay tôi, địa ngục hay niết bàn? Nếu biết chọn lựa là phải biết cách sống nha, chứ phải nói cái miệng đâu á. Chút may mắn đó, nói là phải làm á, lời nói hành động phải đi đôi, là người tu chân chính. Nam mô Di Đà Phật. Huynh đệ cái hiểu ý Trung Đạo muốn chia sẻ huynh đệ điều gì không? Huynh đệ Trung Đạo đang cố gắng đánh thức Phật tánh của anh em vậy đó. Cho dù ít nhiều về cũng phải suy nghĩ lại Trung Đạo nói cái gì. Đang cố gắng đánh thức ông Phật Di Đà của mình vậy đó. Bây giờ biết niệm Phật ở đâu để đánh thức Phật A Di Đà mình chưa? Hả? Niệm ngoài chợ hay niệm trong nhà? Niệm ngay đây nè. Bây giờ Trung Đạo, huynh đệ ở đây rất là đơn giản mộc mạc, Trung Đạo chỉ là huynh đệ sẽ làm được liền. Đầu tiên mình niệm Nam Mô A Di Đà. Niệm nó hơi vào ha, chữ Phật là nó vô tới cái bụng. Rồi bắt đầu mình thở ra, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ra ha, niệm vô Nam Mô A Di Đà. Khi niệm Phật, tai lắng nghe tâm tưởng nhớ, thì tạp niệm vọng niệm không sanh. Còn nếu niệm Phật mà không chịu lắng nghe tâm tưởng nhớ, thì tạp niệm vọng niệm sẽ khởi không ngừng nghỉ. Lặp lại, hít một hơi, niệm chậm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thở ra cũng vậy. Nhưng mà mình niệm mình vẫn lắng nghe tiếng niệm của mình, tâm của mình phải biết rằng là mình đang niệm Phật. Nó gọi là ý thức niệm. Mà có ý thức niệm là tâm mình sẽ an tịnh. Nhờ an tịnh như vậy cho nên không có tạp niệm vọng niệm. Rõ chưa? Còn nếu mình để niệm Phật 10 năm mà tạp niệm vọng niệm khởi hoài, thì nó biến thành ác niệm tà niệm. Mà khi huynh đệ đã bị ác niệm tà niệm chiếm ngự rồi, thì không bao giờ niệm Phật có kết quả cả. Bây giờ muốn chánh niệm hay là tà niệm, ác niệm, suy nghĩ đi. Chúc may mắn. Chánh niệm là gì?
Có ai kể vấn đề nghe chánh niệm là gì chưa? Chánh niệm phải là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không phải, không phải chánh niệm là vậy đâu. Chánh niệm là cái người đang niệm Phật đó, niệm nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không mất. Tai lắng nghe, tâm tưởng nhớ mình đang niệm đó chính là chánh niệm. Rõ chưa? Thầy lặp lại, đâu có ai dạy đâu phải không? Sách đâu có ghi đâu. Chánh niệm là tai lắng nghe, tâm tưởng nhớ, nghiệp thiện không mất, nghiệp ác không khởi, đó là chánh niệm. Mà người niệm Phật có ý thức niệm cho nên gọi là chánh niệm. Bây giờ hiểu chưa? Dễ không? Đó là bước thứ nhất thôi nha, niệm hơi thở ra vào. Trung đạo sẵn chỉ cho huynh đệ luôn, về nhà lắng nghe. Ở trong chùa này là cái chuyện đương nhiên, chúng ta cùng tu với nhau để tiến hóa. Nhưng khi về nhà, không lẽ nằm nông cả ngày từ sáng tới khuya, cũng phải có thời gian rảnh chứ, đúng không? Trong lúc rảnh đừng có tụ năm tụ bảy nói những lời không tốt lành để cho nó tạo nghiệp. Ta ngồi yên lại á, trước chánh điện cũng được, trước bàn thờ cũng được, không có bàn thờ cũng được. Nói chung bàn thờ chỉ là phương tiện tạm thời thôi, còn ông Phật này mới là chính. Mình ngồi mình niệm Phật với ổng luôn, mình với ổng tâm sự, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít sâu thở dài, hít sâu thở dài. Đó là bước thứ nhất. Và bước thứ hai nè, thầy chỉ huynh đệ nhớ, mai mốt coi lại cái dĩa này rồi nhớ. Mốt thầy sẽ vô cái dĩa nhỏ nhỏ rồi bỏ cho cái máy cho huynh đệ nghe. Lắng nghe tiếng tim của mình á, cái tim mình đập, mình niệm mỗi nhịp cái là Nam, nhịp cái thứ hai là A, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nghe tiếng tim mình, cố gắng nghe tiếng tim, cố gắng lắng nghe tiếng tim. Khi mình nghe tiếng tim rõ rồi, mình niệm chậm theo tiếng tim, niệm từng chút một. Bên cạnh nó vẫn hít vô niệm Phật, vẫn thở ra niệm Phật, nhưng niệm theo nhịp đập của tim. Đây là không phải của thầy chỉ đâu nha. Sau này gặp lại thầy sẽ nói ai chỉ. Cái vị này lớn ghê lắm, mà chúng ta hay kêu mẹ mẹ đó nha. Khi con niệm theo tiếng tim, khi con nghe tiếng tim con rõ ràng rồi, thì tất cả tiếng động xung quanh không còn tồn động ngoài tiếng tim ra, thì con đang hòa nhập với sự sống. Khi cái tim ngừng đập, vấn đề gọi là gì? Cái người nằm thẳng cẳng không thở mà tim ngừng đập gọi là gì? Ngẫm. Ngẫm đó, tức là không nhúc nhích mà không thở, tim không đập là ngẫm. Là nếu tầm bậy thì mình sẽ lọt vô cái kia đen thù lùi. Còn nếu mà biết rằng là mình đang niệm tiếng tim của mình, nghe tiếng tim niệm theo á, là mình đi về cái chỗ sáng thiệt sáng. Thầy nói lại vấn đề sẽ nghĩ ra tại sao mình phải hít vô thở dài ra. Hít sâu thở dài là sự sống, hơi thở ra vào nhịp tim là sự sống, đúng không? Đúng chưa? Giờ thầy mới hỏi lại đó, nằm thẳng cẳng không thở tim ngừng đập gọi là gì? Ngẫm. Nói câu nó rơn giản rõ ràng đi, ngẫm. Rồi bắt đầu cái mặt xanh lè, môi tím riệm, mắt trợn lưỡi le là biết đi đâu rồi, phải không? Cần phải diễn tả. Còn mà mình ngẫm mà mỉm cười nè, cái mặt vẫn đẹp là đi đâu? Là tịch. Tịch nha. Tịch trong cơn an tịnh hạnh phúc để được tịch là mình có cơ hội về với chư Phật. Còn nằm dãy đạch đạch mà nhăn mày nhăn mặt, trợn mắt le lưỡi là biết đi đâu rồi, cần gì phải hỏi, phải không? Biết rồi cần gì phải hỏi. Thầy chỉ với huynh đệ, hơi thở ra vào nhịp tim của mình là sự sống. Huynh đệ trả lời đúng hay không đúng? Đúng chưa? Trả lời lại, hơi thở ra vào nhịp tim còn đập gọi là sự sống, có phải vậy không? Đúng không? Chắc chưa? Rồi giờ Trung Đạo nói sâu chút xíu nữa. Trong sách vở đệ là vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể. Con chó có thở không? Con mèo có thở không? Con rắn có thở không? Con voi có thở không? Nói chung tất cả những sinh vật, cây cỏ, lá hoa đều thở. Cái lá cây nó cũng thở, cho nên nó xanh đẹp hoài. Thấy không? Nó cũng thở. Cái lỗ chân lông trong lá cây nó thở. Nó hút ánh nắng vô, cái lá cây nó chuyển qua cái thân, nó chuyển thành lục diệp tố, nuôi dưỡng thân cây nó xanh lè đẹp đẽ. Nó có sự sống luân chuyển trong cái cây. Cái cây nó có sự sống, cái cây nó hữu tình đó. Nó biết được mình nói chuyện với nó đó. Thầy chứng minh rất là nhiều lần. Thầy mới chứng minh cho đệ tử thầy thấy luôn. Cái cây hoàng hậu huynh đệ biết rồi, cành lá xum xuê, nó gọi là cây đực, không bao giờ có bông được. Mà ở trong cái nhà của thầy ở dưới cái bè đó,
cái cây đó rất là lớn luôn, cây hoàng hậu lớn ghê lắm mà không có một cái nhánh bông nào hết mà nhiều năm như vậy. Thì cái anh mà ảnh chăm sóc cái nhà cho thầy, anh nói sư phụ ơi, đây là cái cây hoàng hậu đực, không thể nào hoàng hậu đực chắc là BD rồi đó. Như thầy nói, cây đực đi, hoàng hậu đực, cây kỳ quá, hoàng hậu sao đực được. Thì anh nói là hoàng hậu đực không có bông được, con sẽ chặt nó, con trồng cây khác. Sư phụ nhìn cái cây nó đẹp quá, nó bự quá, nói chặt uổng vậy con. Cái sư phụ trung đạo mới nói với cây nè, nói rồi đó nha, không có bông nó chặt bỏ, ráng chịu, làm gì làm đi, tôi không có biết tới á. Thầy đi qua bên nước Đức một tháng sau về, rồi đi Phật sự đâu về, thì đến tháng tư này nè, tức thì đó, thầy quay trở lại, huynh đệ tưởng tượng coi, hoa vàng nó mọc đầy cái cây hết, nó sợ bị chặt, nó phải đẻ ra hoa bông chứ, nó không phải hoàng đực nữa mà hoàng hậu cái. Bây giờ nó nở hoa rồi, bây giờ vẫn còn nở hoa. Huynh đệ thấy, nó nghe đó, nó cũng sợ chết như mình vậy đó. Người bên Nhật họ làm một cái test, tức là một cái thí nghiệm á, nó cầm lửa, nó đứng trước cái cây á, nó múa trước lửa cây á, cái ánh sáng cây nó nhỏ lại, nhỏ xíu lại luôn. Tới chừng nó bỏ lửa đi, cái nó mấy tiếng hồ sau nó chạy lên, nó giỡn với cây, nó cười, nó giỡn, ánh sáng cây nó sáng ra. Cỏ cây hữu tình đó. Bên chùa của thầy bên Mỹ á, thầy trồng 10 cây hồng, 12 cây liễu, mà tháng 4 là nó mọc bông nụ ra hết rồi, cuối tháng 4 là mùa xuân. Nhưng mà đầu tháng 5 á, có một cơn lạnh cực đỉnh, nó thổi qua một cái là cây chết sạch đó. Cây chết hết, lá rụng hết, bông rụng, không còn cái gì hết. Thầy lại thầy bẻ cành hết, nó kêu cốp cốp cốp, lạnh quá đó, cây nó chết, giòn giụm hết, thầy bẻ hết. Xong thầy đứng thầy rầu, mỗi cái cây 60 đô, đâu có ít, mắc lắm. Mà 10 cây hồng vậy là 600, 12 cây liễu là biết bao nhiêu tiền. Thầy tới thầy bẻ cành mà thầy cứ nói thiệt là, thầy cứ than thở, thầy mới tưới cây cho nó, thầy nói chuyện. Thầy nói cho tới tháng 6, từ tháng 4 nói tới tháng 6, tới giữa tháng 7 quân đệ biết không, cây hồng chết 3 cây, còn 7 kia nó mọc chút chút xíu xíu dưới, mọc lên. Còn cái liễu bắt đầu nó xanh, nó mọc lá đầy lại. Thầy nói chuyện không thôi, thầy năn nỉ cho nó đừng có chết, uổng tiền lắm, mắc. Nói đi, mình nói cái lời tốt lành cho cây nó còn nghe đó. Mà người tu nhân học Phật nha, niệm Phật tụng kinh nhiều, cái miệng á, nước miếng thơm nhiều ngọt, rất là linh. Tại ra khi mình tụng đến mức rồi, mình không bao giờ dám la ai, không bao giờ dám chửi, hay là không bao giờ dám miệt thị ai hết. Chuyện xui sẽ xảy ra cho người ta, mình sẽ mang nghiệp. Cho nên người tụng kinh niệm Phật tuyệt đối không được nói bậy đó, sẽ mang khẩu nghiệp là ác lắm mà. Thay vì trở thành thiện khẩu đi, phải không? Cái thiện khẩu, mình là một phàm khẩu, mình tụng kinh niệm Phật thời gian, cái miệng thành thần khẩu, thánh khẩu, rồi Phật khẩu. Hả, mình nói một lời xấu ra, người ta bệnh tật, người ta bị nạn á, trở thành ác khẩu là mình mang nghiệp đó. Nhớ chưa? Vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể, là cỏ cây cũng thở như mình, con gì cũng thở. Tại sao con rắn sống dài hơn con chó? Con chó chết sớm hơn con rắn là tại sao? Con rắn nó thở dài thở chậm, mà nó sống dài hơn chó, lý do nó thở dài thở chậm. Còn con chó thở nhiều hơn chó, chết sớm. Tại sao con voi sống dài hơn con khỉ? Bởi con voi thở rất là chậm. Tại sao chúng ta bệnh? Bởi chúng ta thở lẹ quá, mà thở ngắn quá cho nên chúng ta bệnh. Cho nên hơi thở chính là sự sống, nhịp tim chính là sự sống. Cho nên hơi thở nhịp tim chính là sự sống của chính mình. Sự sống này có trong vạn vật, mà sự sống không biết đặt tên là gì, đặt là thiêng liêng. Sự thiêng liêng chính là Như Lai ngự trị trong từng cá nhân một. Cho nên các ngài nói là vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể, đồng cái tánh thiêng liêng trong mình đó. Thầy có tánh thiêng liêng, huynh đệ có tánh thiêng liêng, tất cả chúng ta đều có tánh thiêng liêng. Thế gian không biết đặt tên, đặt là Như Lai ông Phật đó. Bây giờ hiểu là vạn vật bá tánh sanh đồng nhất thể chưa? Cho nên chúng ta phải ý thức rằng là trong này có sự thiêng liêng luân chuyển. Chúng ta ngồi niệm Phật, mình lắng nghe tiếng tim, còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong bản thể. Cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự thiêng liêng ngự trị trong thân xác mình. Cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe Như Lai ngự trị trong ta đó. Thấy chưa? Như Lai chính là tự tánh đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ chưa? Rõ không? Dễ hiểu chưa? Không làm được thôi bó chân luôn.
Bây giờ ngưng thở, tim đập, nằm im gọi là gì biết chưa? Nói một câu cho rõ ràng đi. Tim không đập, ngừng thở gọi là gì? Ngẫm. Đơn giản dễ hiểu. Di Đà Phật. Đi có quay lại không đi luôn? Bây giờ cái hiểu là sự sống luân chuyển trong người mình chính là sự thiêng liêng không? Bởi vì sự sống có trong vạn vật nha, không phải trong con người mình không. Tất cả vạn vật ba tánh sinh đồng nhất thể là sự thiêng liêng có trong vạn vật. Mà sự liêng trong ta rất lớn mạnh. Rõ chưa? Bây giờ hiểu sự thiêng liêng là ai chưa? Tự tánh Di Đà đó. Hèn. Cho nên niệm Phật phải niệm trong tim của mình để đánh thức tự tánh này vậy. Còn nghĩa là mình ý thức trong chúng ta có sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng thế gian đặt tên cho. Tụng cũng vậy, niệm cũng vậy. Mình tụng làm sao, mình niệm làm sao mà cái niệm tụng mình đều nằm trong con tim mới thực sự là công phu. Còn tụng liên tục cái miệng mà cái đầu ngoài đường á là không phải công phu. Mà không có công phu thì dứt khoát không có kết quả như mong muốn. Niệm mấy chục năm vẫn bệnh, vẫn chết, le lưỡi như thường. Mắt trợn lên đó chứ, người tréo nghe. Thầy đi giảng ở Vũng Tàu đó, cái người mà giỏi nhất, một sâu chuỗi mà không biết bao nhiêu sâu luôn. Ai tới nói chuyện với cô nói đừng nói chuyện, để tôi niệm Phật. Khi cô chết á, mắt trợn lưỡi le dài ra, người co quắc lại. Đi đâu? Trả lời đi. Niệm Phật mà chết như vậy đi đâu? Nói. Về cực lạc được không? Không. Chết trong sự ganh tị, ghen tuông, hận thù, le lưỡi trợn mắt là chết không an lành. Cái đó không gọi là tịch được, mà gọi là chết trong đau khổ. Thì niệm Phật mấy chục năm có kết quả không? Không. Bởi vì niệm mà không chịu tha thứ, bỏ qua, quên lãng, niệm mà không phát triển lòng từ bi cho bá tánh chúng sanh bên chung quanh mình, niệm mà không buông bỏ lỗi lầm của người khác là chết trong đau khổ. Nhớ chưa? Bây giờ để muốn chết le lưỡi không? Thầy nói chuyện là nói chứng nghiệm không, chứ không có nói vớ vẩn sách vở đâu nha. Thầy có giảng cái gì ở tự tánh Di Đà, thầy nói thẳng luôn. Giờ muốn nghe không? Nếu mà muốn nghe đó thì thầy ở lại, còn không muốn nghe thì ra xe đi về liền, khỏi mất thời gian. Thầy đâu có cần đâu. Huynh đệ mới cần. Mà thầy không cần phải đọc sách nữa. Thầy giảng thẳng vấn đề, vấn đề tu dễ dàng, đơn giản, mộc mạc, gọn ghẽ. Rất là dễ cho vấn đề. Bởi vì chúng ta không cần phải đọc sách nhiều để làm rối loạn cái đầu đơn giản mộc mạc của mình. Mình sống ở nhà quê mà làm ăn rồi cái gì cũng đơn giản đúng không? Còn ra thành thị mà đâu bằng người ta đâu. Nó gặp mặt nhà quê mà nó gạt cái mình té rồi. Thầy cái miệng nói lanh chứ ra đường chúng ăn thịt thầy phút một là hết liền à. Thầy biết thân phận của thầy cho nên thầy đâu dám lú ra kia đâu. Thầy chui trong chỗ này không à. Thiệt đó. Cái miệng thầy lanh lắm à. Lanh là về đạo thôi. Còn ra đời nói chuyện làm ăn bụp văng cái đầu thầy liền tức thì. Thầy mở miệng lột hết cái túi thầy luôn à. Thầy biết thân phận. Nên chúng ta biết ít nhưng mà mình làm trúng thì kết quả lớn. Còn biết nhiều làm vớ vẩn chẳng có ra cái ôn gì. Chạy nó chẳng thà biết ít đi kệ nó, phải không? Nhiều ăn nhiều, liệu cơm gấp đồ hũ. Mình ăn chay rồi gấp đồ hũ ăn được, nó gấp mắm á nha. Liệu cơm gấp đồ hũ. Nhớ không? Cho nên chúng ta niệm Phật rất là đơn giản mộc mạc. Niệm bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim, ngồi niệm cho nó đã cái miệng. Niệm mà không biết mệt mỏi nha mà lại vui. Hả, mình niệm Phật mà thấy vui vẻ hạnh phúc thì biết rằng mình đang gọi là nhập tâm để niệm đó, gọi là nhất tâm niệm đó. Có tụng A Di Đà không? Lâu lâu tụng A Di Đà không? Nếu tụng A Di Đà sẽ vô được á, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn thị nhân lâm thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền thì nhân chúng này tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Vấn đề niệm Phật mà hạnh phúc vui vẻ trong 7 ngày liền, vấn đề ngáp ngáp mấy cái Phật trước rồi cần gì phải sinh, phải không? Bởi lúc đó chúng ta niệm Phật nhất tâm trong 7 ngày liên tục không ngừng nghỉ, còn có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Mà người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chắc chắn là vãng sanh viên mãn.
Cho nên để niệm Phật được nhất tâm bất loạn, chúng ta phải niệm ngay con tim của mình nè. Biết ông Phật mình đang ngồi đây, niệm cho ông thức dậy, rồi ông với mình cùng làm việc với nhau. Bên cạnh cái niệm Phật, chúng ta phải trau dồi đạo hạnh, đức hạnh nữa chứ. Còn nghĩa là nói chung lại là đạo đức đó. Đạo hạnh, đức hạnh, hai cái là đạo đức. Chúng ta phải trau dồi cái đạo đức của mình, làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình, với anh em, với dòng tộc, với bà con, lối xóm. Đi tới đâu cũng ban rảy tình thương, sự vui vẻ, hạnh phúc mình cho mọi người. Người tu mà phải đem cái sự an lạc, hạnh phúc từ trong tâm khảm của mình nè, mình chia sẻ cho bà con lối xóm. Ai gặp mình cũng vui á, chứng tỏ là mình có phước rồi. Mà ai gặp mình cũng hạnh phúc, chứng tỏ là họ được phước rồi. Như vậy mới gọi là giúp đỡ huynh đệ ba tánh sanh tiến hóa giống mình chứ. Chứ mình tu mình hưởng mình thôi, tu làm chi? Mà chắc gì hưởng mình được kết quả như mong muốn đâu. Mình hưởng một mình thấy mình sướng hơn người ta, mình sẽ đâm ra tự cao tự đại, mình sẽ chết trong cái tự cao tự đại đó luôn đó. Cho nên người niệm Phật tụng kinh phải biết một điều là càng tụng càng niệm, tánh thương yêu bá tánh càng nhiều thì biết rằng là mình đang vào chánh pháp. Rõ chưa? Còn mình tụng mình niệm càng ngày mình thấy càng giỏi hơn người ta, phải biết rằng là mình đang lọt vào tà pháp đó. Bởi vì sao? Bởi chư Phật chính là đại từ đại bi. Đại từ đại bi chính là chánh pháp. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật mà không phát triển lòng đại từ đại bi, mà coi thường bá tánh sanh, phải biết rằng là mình đã lạc đường rồi đó. Mà khi lạc đường rồi, cái mặt mình rất là đen thùi. Cái mặt mình, tánh tình mình kỳ cục lắm. Tánh tình mình muốn hơn thua với người ta là mình thua rồi. Trong Phật Pháp muốn thắng là bại, muốn hơn là thua. Vừa khởi niệm tự cao tự đại là mình đã mất con đường trở về với chư Phật rồi. Bởi mình rời xa cái tánh đại từ đại bi, còn có nghĩa là mình đang rời xa chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Rõ chưa? Cho nên phải tu sửa chứ. Trong kinh nói rõ ràng, này thiện nam tử, thiện nữ nhân, hỏi lại coi mình là thiện nam tử chưa, thiện nữ nhân chưa, hả? Được chưa? Chưa. Bởi vì cái tánh bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ giúp đỡ chưa có đủ, thì làm sao trở thành thiện nam tử, thiện nữ nhân được? Mình phải tự biết mình, đúng không? Thí dụ bây giờ ha, con bác tên gì vậy bác? Sao hả? Tên Sao hả bác? Dạ, Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Sao. Tại vì A Di Đà chính là mình mà, đúng không? Thì bác niệm cho ai? Niệm cho mình, đúng không? Cho nên chúng ta khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình phóng tâm ra kiếm một cái gì đó là mình đã niệm trật rồi. Ngay từ cái câu đầu tiên đã trật rồi. Bởi vì mình đang niệm cho tự tánh của mình. Bên cạnh cái niệm Phật đó, mình phải phát triển cái tâm thương yêu ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Huynh đệ có nhớ ông bà mình để lại cái câu thành ngữ tục ngữ không? Thương người như thể thương thân không? Câu này không phải là của người thường để lại đâu, là các vị minh sư đã chứng đắc trong dân tộc của mình để lại cho mình học đó. Nhưng mà mình đâu có chịu học, mình coi là thành ngữ tục ngữ thôi, phải không? Chẳng hạn cái câu là lời nói không mất, tiền mua lựa lời mà nói chứ vừa lòng nhau, để dạy mình cái tính là giữ cái khẩu nghiệp đừng nói bậy. Hay lắm, các ngài rất hay. Nhưng chúng ta lại coi là thành ngữ tục ngữ. Chẳng hạn câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng, dạy cho mình cái tánh từ bi, đừng có kỳ thị phân biệt, ghét người này ghét người nọ, dạy cho mình biểu lộ tánh thương yêu đó, phải không? Là các vị minh sư đã chứng đắc dạy cho dân tộc mình những điều rất là hay, nhưng chúng ta không thèm học, không thèm làm. Cười người chứ có, cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười, dạy cho mình cái gì? Dạy cho mình là nhân quả đó. Mình cười ha hả hôm nay, ngày mai mình khóc hu hu. Cười đi, cười nhe răng đấy, cười ngày mai người ta cười mình đó. Luật nhân quả đó. Thấy những câu nói các ngài để lại cho mình chưa? Đó là Phật Pháp không đó. Nhưng mà mình coi là thành ngữ tục ngữ, cho nên mình không học được gì hết. Bây giờ hiểu ý trong đạo chia sẻ chưa? Nếu để tụng kinh niệm Phật mà không phát triển được cái lòng thương yêu bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình á, thì dứt khoát mình không thể nào gần gũi chư Phật được. Bởi chư Phật chính là đại từ đại bi, mà đại từ đại bi chính là chánh pháp. Mà người biết tu phải phát triển lòng đại từ đại bi, và khi niệm Phật phải biểu lộ tình thương yêu, thì cái niệm Phật mình có giá trị tuyệt đối như sự mong muốn của mình đó. Nhớ chưa? Dễ hiểu không? Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đệ đã cho thầy có cơ hội nói chuyện. Thầy nhìn huynh đệ, thầy nói là thao thao bất tuyệt, là không bao giờ viết một chữ nào xuống hết. Nói là nói cho đã cái miệng. Tất cả những cái nói của trung đạo đều là chứng nghiệm, những cái kinh nghiệm tâm linh của bản thân mình
đã trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ nói hoài, nói đến khi nào mà huynh đệ thấu triệt được cái chân lý mình là ai. Cái câu hỏi luôn luôn là không bao giờ trật. Cái câu hỏi là mình là ai, câu trả lời không bao giờ thay đổi từ ngàn ngàn năm tới giờ. Mình là Phật, chắc chắn là như vậy. Nếu không phải vậy thì dám nói là Phật A Di Đà chính là ta, đúng chưa? Chân lý là mình là ai, trả lời thiệt lớn lên, mình là ai, mình là ai? A Di Đà Phật. Chúc mừng huynh đệ, mình dám nói nha. Thầy sáng này có nói đó, các ngài nói với ta thế này nè, các con có quyền nói mình là Phật. Nếu các con nói mình là Phật là có phải sống với cái đức tính của Phật. Các đức tính của Phật là gì nè? Là kính trọng, là khiêm nhường, là yêu thương rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ. Đó là những đức tánh của Phật. Nếu con nói con là Phật, con phải sống với những đức tánh đó. Nếu con sống từ 1 năm đến 5 năm sau, những cái đức tánh đó sẽ ăn nhập với con. Khi những đức tánh với con là một thì con là ai? 5 năm sau ông Phật mình sẽ xuất hiện. Còn nếu nói mình là Phật mà mình không chịu sống trong tính kính trọng, khiêm nhường, yêu thương rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ, thì 5 năm sau ông Phật mình cũng không bao giờ xuất hiện. Bởi vì mình không chịu sống và tập cái đức hạnh của Phật tánh, cho nên ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy. Cũng như mình niệm Phật là đánh thức tự tánh mình dậy, mà mình phóng tâm ra ngoài mình niệm là ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy được. Rõ chưa? Bây giờ hiểu ý thầy chưa? À gì đó, dễ hiểu không? Dễ làm lắm mà thiệt, dễ làm lắm. Ngày xưa thầy cũng như huynh đệ thôi, thầy mày mò trong cái niệm Phật, cái tụng kinh á. Mục đích chính của thầy đó, thầy thực sự là người xuất thân từ Công giáo, là đời thứ tư. Thầy là đời thứ tư. Ông cố, ông nội, bố thầy là người đời thứ tư, thầy là Công giáo. Mà thầy tụng kinh niệm Phật, sự chứng ngộ, thầy không cầu cạnh, thầy không khóc lóc van xin, thầy quyết tâm thầy đi, thầy biết trong này có ông Phật. Thầy biết như vậy luôn, nhưng mà không biết cách nào để gần gũi cái ông này. Nên tụng kinh niệm Phật một thời gian thiệt dài để giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, giải trừ ý xấu, khẩu xấu, thân xấu, giúp cho tam nghiệp thanh tịnh. Thầy cố tình tụng kinh niệm Phật để cho tam nghiệp được thanh tịnh. Nhờ nó thanh tịnh như vậy thầy mới hiểu được nhiều thứ lắm. Cái ý mà thanh tịnh rồi á thì tự nhiên mình rất là sáng suốt. Bởi vì tụng kinh niệm Phật có công năng phát triển trí tuệ. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật đúng thì trí tuệ mình phát triển rất là nhiều. Cái đầu mình càng sạch á thì cái miệng mình sạch, cái thân mình sạch là tam nghiệp đã thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nên cái đầu này rất là ngộ. Cái ý mà không sạch thì cái miệng sẽ không sạch, cái thân sẽ không sạch. Cái ý không thiện, cái khẩu sẽ không thiện và thân không thiện. Cái ý không lành, cái khẩu sẽ không lành và cái thân không lành. Cho nên mình tiếp tục tạo tác trong tam nghiệp. Bây giờ để niệm Phật tụng kinh có kết quả, cố gắng làm sao giết cái thằng ý vẩn vơ bá láp này đi, thằng phàm phu tục tử nằm trong cái đầu này nè. Luôn luôn nghĩ thiện, nghĩ thiện, nghĩ thiện, để không cho cái thằng tôi mình nó nghĩ bậy. Cho nên niệm Phật, thí dụ huynh đệ có một cái niệm không tốt lành vừa khởi lên trong cái đầu này, niệm Phật dẹp nó liền là huynh đệ sẽ không tạo tác nghiệp. Còn nếu huynh đệ để cho cái ý niệm bậy nó lặp đi lặp lại trong vòng 1 phút, tức là 1000 lần lặp đi lặp lại, là huynh đệ đã tạo tác ý nghiệp rồi đó. Thành ra mình vừa khởi niệm lên, mình nghĩ xấu cho huynh đệ, nghĩ xấu cho bác sao đi, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật con xin xong ấy, là tự động cái ý nghĩ đi biến mất, là không tạo nghiệp. Bây giờ có biết cách nào không tạo nghiệp chưa? Tức là mình xóa bỏ mấy ý tưởng không tốt lành ngay tức thì bằng câu niệm Phật, thì tự nhiên mình không tạo tác ý nghiệp. Hãy ý nghiệp lặng rồi thì tự nhiên khẩu nghiệp không khởi, thân nghiệp không động. Rõ chưa? Dễ hiểu ha? A Di Đà Phật. Bài giảng rất là đơn giản nhưng mà rất là xúc tích để cho huynh đệ tập theo. Mình nông dân mình sống đơn giản mộc mạc đi thì đạo pháp nó rõ ràng vậy lắm. Không cần phải biết nhiều cái ngôn ngữ mà nó trên trời dưới đất không chi, nó mệt cái đầu. Mình đơn giản mộc mạc mà sống sao biểu lộ vậy. Cố gắng làm sao niệm Phật tụng kinh biểu lộ cái tánh thương yêu. Nói ra lời tốt, nghĩ lời điều tốt, làm điều tốt. Chỉ có 8 chữ thôi, huynh đệ.
Chúng ta chỉ cần sống trong tám chữ này thì tự nhiên tam nghiệp sẽ được thanh tịnh. Nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Nghĩ thiện, làm lành bốn chữ đúng không? Tụng kinh, trì chú bốn chữ là tám chữ. Mà người tu niệm Phật chỉ cần tám chữ đó thôi, mình cũng đạt được cái mức nào đó trong cõi giới tâm linh để sống tâm hồn của mình đó. Nếu mình sống thực sự trong những cái điều thầy vừa nói trong tám chữ đó, tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh. Tại sao dám nói là tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh? Nghĩ thiện làm lành. Nghĩ thiện là gì? Là ý nghiệp. Làm lành là gì? Là thân nghiệp. Tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Có phải vậy không? Thì đây huynh đệ chỉ có tám chữ. Nghĩ thiện, mở mắt dậy là đạo nghĩ điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Mở miệng ra những điều an lành, tốt lành cho ba tánh chúng sanh. Hả, làm là làm những điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Đó là nghĩ thiện làm lành đó. Cho nên người tu niệm Phật chỉ biết ngồi xuống, hết lòng vô cái tụng, hết lòng cho cái niệm, chuyện gì còn lại luật nhân quả chư Phật sẽ tính. Chúng ta không cần phải lo, cứ làm đi rồi sẽ thấy cái lợi lạc đó ai hưởng. Mình là người hưởng hết, chứ trung đạo không có hưởng trong đó. Không những mình hưởng rồi, con cháu mình hưởng, cả gia tộc mình hưởng. Vì người tu trong gia tộc, một người biết tu, cả nhà được nhờ, chứ trung đạo không dính vào trong đó. Thử làm coi, một người ở Rạch Giá gặp thầy mà chưa bao giờ gặp, mà tụng kinh theo cách hướng dẫn của thầy, thì mấy năm sau thầy xuống Rạch Giá cách đây 4-5 tháng, thì tới một cái làng nhỏ nhoi đó, bà gặp thầy, bà vô bà đảnh lễ thầy, bà nói một câu: thưa thầy, từ ngày con biết cái pháp mà thầy chỉ cho con tu, con cái con tất cả mọi điều được như ý hết, mọi đứa rất là hạnh phúc, con cảm niệm công đức của thầy. Nếu huynh đệ đã làm được thì huynh đệ ở đây cũng làm được, làm được hết á. Tại vì pháp của chung không phải của riêng ai. Muốn được những gì mà mình mong cầu là phải làm y như sự hướng dẫn của các ngài, thì chúng ta sẽ được kết quả như mong muốn. Bởi vì mẹ Quán Thế Bồ Tát ngài có nguyện rằng là: nếu con trì tụng kinh chú, tức là đại bi, niệm danh hiệu của cha ta, cầu quả vị gì con được quả vị ý. Những gì mà con mong cầu mà không được đắc thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đây là lời nguyện của mẹ Quán Thâm Bồ Tát đó. Nên huynh đệ cứ làm hết lòng đi, mà huynh đệ cầu mong không được là ngài sẽ không thành chánh đẳng chánh giác. Với điều kiện là mình phải làm hết lòng nha, thì lời nguyện mình sẽ được như ý đó. Trung đạo cầu chúc cho huynh đệ tụng kinh năng nổ, niệm Phật tinh tấn, để những gì mà huynh đệ mong cầu đều được như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Rõ không? Dễ hiểu không? Quyền lợi là của mình nha, của không phải của trung đạo, của cô ở đây đâu. Tất cả là của mình hết. Phải hiểu rằng là nghĩ thiện làm lành là mình giúp cho ý nghiệp và thân nghiệp mình được lành. Tụng kinh trì chú giúp cho khẩu nghiệp được lành. Cho nên ba điều này giúp cho tam nghiệp tạm thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là tam nghiệp thanh tịnh. Mà phải biết rằng là khi không nghĩ được điều tốt cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống niệm Phật, tập trung tư tưởng trong tiếng Nam Phật để đừng nói bậy, để đừng nghĩ bậy. Khi không nói được điều an lành cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng mù thời kinh để đừng nói bậy. Khi không làm được điều gì lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng mù thời kinh thiệt là an lành để đừng làm bậy. Đó là mình tự giúp mình, không tạo tác nghiệp. Dễ hiểu ha? Cho nên để không tạo tác nghiệp, cố gắng làm sao sống trong tám chữ: nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Phải ý thức rằng khi mình nghĩ tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình nói tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình làm tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, còn có nghĩa là mình đang làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt cho đời sống của mình, cho gia đình và cho dòng tộc của mình đó. Đừng có ngại, đừng có ích kỷ, đừng có hạn hẹp. Khi mình ích kỷ, hạn hẹp và ngại là mình tự làm cho đời sống mình hạn hẹp, không phát triển được. Rõ chưa? Phải biết rằng khi mình nghĩ tốt cho bác sao là mình đang nghĩ tốt cho chính mình. Khi mình làm tốt cho bác sao là mình đang làm tốt cho chính mình. Bởi vì luật nhân quả sẽ không bao giờ tha thứ và sẽ đem lại tất cả những gì huynh đệ đã tạo ra. Luật nhân quả cai quản cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sống rất là an lành. Cái gì cũng có luật nhân quả chư Phật lo rồi, mắc chứng gì mình phải lo. Hiểu không? A Di Đà Phật. Rõ không? Quá rõ em. Làm không được nó bó tay. Nó dễ đến mức như vậy mà làm không được, nó không có gì cao siêu hết á. Cuộc sống tu hành rất là đơn giản mộc mạc. Biết càng ít học càng giỏi,
biết nhiều đâm vớ vẩn, nói tầm bậy tạo nghiệp. Biết ít nói nhiều là tạo tác. Biết ít mà nói nhiều quá là lộng ngôn lộng ngữ. Chưa chứng nói chứng, không có nói có, chưa được đã nói được là tạo ra khẩu nghiệp. Thành ra mình biết chút, mình chia sẻ vấn đề một chút, mình có nhiều nói nhiều. Khi vấn đề tu giỏi ngộ lắm, cái đầu của mình á, mình phát triển trí tuệ. Vấn đề thấy cái đầu của thầy nó tròn, nó u lên không? U không? Thấy u nhiều không? Ngu quá bị đập đầu nó sưng lên chứ không có gì hết á. Nhiều quyền lợi lắm, thầy nói không bao giờ hết được cái quyền lợi tâm linh. Nhưng các ngài ban cho chúng ta cái quyền lợi tâm linh để làm cái gì? Để làm phương tiện giúp đỡ huynh đệ anh em của mình cùng tiến hóa với mình, chứ để cho mình xài chơi đâu, không phải. Nhưng nếu mình lấy cái đó mà làm lợi dưỡng cho mình phát triển tiền bạc danh lợi á, là mình tự hủy diệt con đường trở về với chư Phật đó. Mình sẽ phạm lỗi lầm, lấy ân điển phước báu chư Phật ban cho mình để làm giàu cho cá nhân mình, là mình đang làm tổn phước chính đời sống tu hành của mình. Cuối đời của mình sẽ không được như ý. Cho nên tất cả những gì chư Phật ban cho mình á, đều lấy đó làm phương tiện độ lại anh em của mình, là một người con có hiếu. Bởi vì mình làm việc cho anh em bá tánh chúng sanh đây là báo hiếu ở chư Phật. Đúng không? Đúng không? Chư Phật ở đâu? Chư Phật ở đâu? Dạ đây nè, chư Phật ngồi nè. Cho nên làm việc cho anh em là báo hiếu chư Phật nè. Chứ đâu phải là làm việc cho bá tánh sanh là báo hiếu cho mấy cục đá này đâu, không có. Mấy cục đá này không có cần. Ông mấy ông Phật đây nè, Phật ngồi đây nhóc. Tại đã phụng sự bá tánh là bấy chư Phật đang ngồi trước mặt mình đó. Quân đệ nếu mà quân đệ nhìn thấy anh em mình là Phật, tự nhiên ông Phật trong lòng của mình nó hạnh phúc vô cùng. Bởi vì ông có cơ hội được biểu lộ cái tánh khiêm nhường, thương yêu rộng lượng. Hay lắm luôn á, quân thử làm coi. Chừng 100 ngày à, cuộc đời mới thay đổi hết á, mặt mình sẽ đẹp lên. Mình xài kem A-di-đà phấn đại bi, mặt đẹp vô cùng. Biết kem A-di-đà phấn đại bi không? Xài không có hóa chất. Biết cái đó không? Ở đâu à? Mình xài kem A-di-đà phấn đại bi mỗi ngày á, mặt rất là đẹp. Thầy nói vấn đề đừng, thầy hỏi vấn đề đừng có ói nhan. Nhan, da mặt thầy đẹp không? Đừng có ói hen. Nhưng mà không có đẹp trai nha, chỉ có da mặt đẹp thôi. Nếu thầy nói đẹp, mình đề sẽ ói chết luôn á. Tụng kinh nhiều đi, mặt mình sẽ phát quang. Mặt mình sẽ phát quang. Nó sáng lên, con mắt rất là sáng. Con mắt sáng không bác? Mắt thầy sáng không? Con mắt lúc nào cũng long lanh. Bởi cái lòng mình rất là sáng, cho nên con mắt nó sáng. Cái lòng mình nó tròn, cho nên cái đầu nó tròn. Cái lòng này ngộ lắm, tùy tướng tự tâm sanh mà. Cái lòng trong sạch thì con mắt sáng. Cái tâm tròn thì cái đầu bóng, nó vậy thôi. Con ruồi đậu mà không có gậy chống nó té cái bạch nó chết nó đó. Thử làm đi rồi thấy được cái lợi lạc. Chứ có 100 ngày thôi, 100 ngày thôi. Làm không được nó chịu thua luôn á. Cái gì là Phật thưa cô? Chút nữa mình sẽ có giờ hỏi, cô yên tâm, chắc chắn ai cũng phải hỏi hết đó. Ở đây thầy có, thầy mới nói chuyện với cô gì đó, thầy không nhớ tên, thầy có bệnh hay quên. Thầy nói nếu huynh đệ nào mà có cái lòng tu, có cái tâm muốn phát triển trong vấn đề tu hành trong Phật Pháp, thầy sẽ tặng cho cái vị đó một món quà. Thầy giảng trên mấy trăm dĩa rồi, nhưng mà thầy sẽ tặng huynh đệ cái máy nghe Pháp. Trong đó có cái thẻ nghe Pháp luôn. Người nào tu giỏi và biết, muốn biết phát triển, muốn phát triển, muốn tiến hóa thực sự trong đường tu, thầy sẽ tặng cho cái máy đó, món quà tâm linh cho huynh đệ. Quyết định đi nha. Không có, đừng có ganh tị đó à. Ganh tị là tội lỗi ghê lắm mà. Thầy có viết cái bài nhạc đó: cảm ơn mẹ, mẹ cho con biết thương người. Cảm ơn người, người đã cho tôi biết hờn ghen. Hờn ghen giết chết thương yêu. Đời người đổi trắng thay đen. Người người tạo tác nghiệp duyên, để rồi tử sinh luân hồi. Nếu mình có gánh ganh tị hờn ghen á, mình sẽ chết trong sự đau khổ.
như cái bà mà bà chết le lưỡi trợn mắt đó đó, niệm Phật mà không bỏ qua nỗi ghen tuông, không vượt qua nỗi cho nên chết le lưỡi trợn mắt. Tùy huynh đệ muốn le lưỡi trợn mắt cứ tự nhiên, thầy chúc mừng. Thầy có nói với cô rồi, thầy sẽ gửi những món quà đó, khi huynh đệ nào muốn phát triển đạo tâm và tu hành tiến hóa, thầy sẽ sẵn sàng tặng cho huynh đệ một cái máy đó với cái thẻ 100+ bài giảng của thầy trong đó. Thầy chỉ chỉ huynh đệ tu thôi. Thầy luôn luôn đi khắp nơi và chỉ người ta tu, giống mình đã tu và đang tu rồi tiếp tục tu. Ở thế gian này các ngài có nói câu người tu thì như lông trâu, trâu có lông không? Rất ít ha. Mà thành đạo như sừng thỏ, thỏ có sừng không? Không có sừng. Các ngài hỏi, người tu thì như lông trâu mà thành đạo thì như sừng thỏ, chứng tỏ rằng là rất hiếm người tu mà thành đạo rất ít người được. Bởi vì mình vớ vẩn nhiều quá cho nên mình không thấy được mình là ai. Cái chân lý khi người ta hỏi mình là ai, câu trả lời luôn luôn không bao giờ trật, mình là Phật. Đó là chân lý của cuộc sống tu hành. Khi mình biết mình là Phật, mình phải niệm Phật làm sao để đánh thức ông Phật của mình dậy, kèm theo cái lòng đại từ đại bi, kèm theo cái lòng yêu thương dành cho ba tánh chúng sanh, kèm theo cái tính kính trọng khiêm nhường, từ bi bác ái hỷ xả. Lúc đó mình mới giúp được ông Phật của mình phát triển lòng đại từ đại bi lớn mạnh, thì mình mới có hội gần gũi chư Phật và sống trong chánh pháp. Bởi chánh pháp chính là đại từ đại bi. Trung đạo không cần biết huynh đệ tu pháp gì, hành pháp gì, nói pháp gì, không cần. Mà cái tánh từ bi huynh đệ phát triển rộng lớn thì trung đạo đã tán thán công đức huynh đệ đó rồi. Còn huynh đệ tụng kinh gì, pháp gì, hành pháp gì, nói gì thầy không cần biết. Mà hả, tự cao tự đại nổi lên là biết mình đã sống trong tà pháp. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Huynh đệ tự chọn đi. Đi vào thế gian chỉ có hai đường đi thôi. Muốn đi vào thế gian, người phàm phu tục tử cứ qua cửa người mẹ, tức là người đàn bà đó. Khi ra cửa người mẹ rồi thì không biết gì, chỉ có cái nghiệp thức cầm theo thôi. Chết huynh đệ mang theo được gì? Nói thì nghe coi. Có nhà, có cửa, có vợ, có con, có chồng, có con. Nói chung có tất cả mọi thứ vật chất thế gian. Ai chết cầm theo được gì giơ tay lên? Hả? Chỉ có một cái duy nhất gọi là nghiệp tốt và xấu theo mình thôi. Cái đó là thức nghiệp. Chúng ta cầm, thành ra đứa con nít sanh ra, mới sanh ra bàn tay nó nắm cứng vậy nè. Huynh đệ có thấy đứa nít nào mở tay không? Bởi nó đang cầm cái nghiệp của nó trong tay, nó không cho ai thấy. Khi nó bắt đầu nó nằm đó, nó biết giãy tay giãy chân ha. Một nửa, 12 tháng, 18 tháng nó dở bàn tay ra, mà nó nhìn nó khóc, nó nắm lại là biết đứa này sẽ khổ trong tương lai. Còn nó mở bàn tay, nó nhìn ham thấy nó cười hoài, biết cái này sẽ hạnh phúc trong tương lai. Nó nhìn được cái nghiệp chướng của nó. Bởi vì con mắt của nó rất là ngây thơ trong trắng, nó nhìn được những gì chúng ta không nhìn được. Nó ngửi được những mùi chúng ta không ngửi được. Nó thấy được những điều chúng ta không thấy được. Bởi tại sao? Nó là trong trắng, ngây thơ, tinh khiết, cho nên nó thấy, nó biết những điều chúng ta không thấy biết. Một đứa bé mới sinh ra tới 10 tuổi, nó học được 5-6 tứ thiến cùng một lúc. Nên chúng ta nhét chúng sanh vô nó mà liên tục, tự nhiên lớn lên cái tánh thông minh nó biến mất, tánh phàm phu tục tử nó lớn lên. Huynh đệ thử nghĩ lại coi, nếu muốn đứa bé phát triển tánh thông minh tột đỉnh, cái tánh thông minh thiêng liêng của nó đó, là nên hạn chế cho năng chúng sanh thì không thôi, lớn lên á, tánh thông minh nó bị hạn chế rất là nhiều. Bởi vì mê muội ngu xuông thuận hóa thành chúng sanh, đúng không? Nhưng chúng ta sống làm sao mà tái sanh làm người là còn có phước, mà tái sanh lọt xuống kia là thiệt là vô phước đó. Cho nên mình giúp đứa bé phát triển Phật tánh bằng cách là giúp cho nó hạn chế ăn chúng sanh, để tánh Phật nó ngự trị trong người của nó. Nó lớn lên nó thông minh, nó đẹp đẽ, nó yêu thương ba tánh chúng sanh, là mình cha mẹ hiểu biết. Còn nếu mà mình cho nó ăn chúng sanh quá nhiều đó, thì lớn lên nó Phật tánh nó sẽ chết, và cái tánh tôi phàm phu tục tử nó sẽ lớn lên, thì nó ra đời ba tánh chúng sanh sẽ khổ. Thì cái tôi nó quá lớn, nó không nhìn thấy được Phật tánh, thành ra không có lòng từ bi cho ba tánh chúng sanh. Bây giờ huynh đệ tự quyết định đi, mình sản xuất đứa nhỏ ra để Phật tánh nó lớn, hay mà sản xuất đứa nhỏ ra để cái tánh nó ra thành một quái vật cho xã hội. Huynh đệ là chủ nhân của sự sáng tạo đó đó, sự suy nghĩ đi. Rõ chưa? Cho nên con mình an lành hạnh phúc đạo đức là do chính mình rèn luyện.
Còn nó lớn lên làm khổ mình, làm khổ ba tánh xung quanh cũng do chính mình rèn luyện. Cho nên đi vào thế gian phải qua cửa người mẹ. Rồi trong cái cửa người mẹ nó ra đời rồi sẽ có hai ngõ đi, một là địa ngục, hai là niết bàn. Nếu mình sống trong cái tánh phàm phu tục tử, ngu si, bản ngã thấp hèn, mình sống làm khổ những người xung quanh, biết rằng là mình sẽ đi vào cái ngõ đen thù lùi đó. Còn nếu mình sống yêu thương bá tánh với sự rộng lượng từ bi, bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng, tha thứ tương trợ giúp đỡ, phải biết rằng là mình đang chọn con đường sáng để đi. Bây giờ vấn đề tự quyết định sáng hay tối. Nói tối hả? Vậy là Phật hay tôi, địa ngục hay niết bàn? Nếu biết chọn lựa là phải biết cách sống nha, chứ phải nói cái miệng đâu á. Chút may mắn đó, nói là phải làm á, lời nói hành động phải đi đôi, là người tu chân chính. Nam mô Di Đà Phật. Huynh đệ cái hiểu ý Trung Đạo muốn chia sẻ huynh đệ điều gì không? Huynh đệ Trung Đạo đang cố gắng đánh thức Phật tánh của anh em vậy đó. Cho dù ít nhiều về cũng phải suy nghĩ lại Trung Đạo nói cái gì. Đang cố gắng đánh thức ông Phật Di Đà của mình vậy đó. Bây giờ biết niệm Phật ở đâu để đánh thức Phật A Di Đà mình chưa? Hả? Niệm ngoài chợ hay niệm trong nhà? Niệm ngay đây nè. Bây giờ Trung Đạo, huynh đệ ở đây rất là đơn giản mộc mạc, Trung Đạo chỉ là huynh đệ sẽ làm được liền. Đầu tiên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nó hơi vào ha. Chữ Phật là nó vô tới cái bụng. Rồi bắt đầu mình thở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ra ha. Niệm vô Nam Mô A Di Đà. Khi niệm Phật, tai lắng nghe tâm tưởng nhớ, thì tạp niệm vọng niệm không sanh. Còn nếu niệm Phật mà không chịu lắng nghe tâm tưởng nhớ thì tạp niệm vọng niệm sẽ khởi không ngừng nghỉ. Lặp lại. Hít một hơi, niệm chậm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thở ra cũng vậy. Nhưng mà mình niệm mình vẫn lắng nghe tiếng niệm của mình. Tâm của mình phải biết rằng là mình đang niệm Phật. Nó gọi là ý thức niệm. Mà có ý thức niệm là tâm mình sẽ an tịnh. Nhờ an tịnh như vậy cho nên không có tạp niệm vọng niệm. Rõ chưa? Còn nếu huynh đệ niệm Phật 10 năm mà tạp niệm vọng niệm khởi hoài thì nó biến thành ác niệm tà niệm. Mà khi huynh đệ đã bị ác niệm tà niệm chiếm ngự rồi thì không bao giờ niệm Phật có kết quả cả. Bây giờ muốn chánh niệm hay là tà niệm, ác niệm, suy nghĩ đi. Chúc may mắn. Chánh niệm là gì? Có ai kể huynh đệ nghe chánh niệm là gì chưa? Chánh niệm phải là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không phải. Không phải chánh niệm là vậy đâu. Chánh niệm là cái người đang niệm Phật đó, niệm nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không mất. Tai lắng nghe tâm tưởng nhớ mình đang niệm đó chính là chánh niệm. Rõ chưa? Thầy lặp lại, đâu có ai dạy đâu phải không? Sách đâu có ghi đâu. Chánh niệm là tai lắng nghe tâm tưởng nhớ, nghiệp thiện không mất, nghiệp ác không khởi, đó là chánh niệm. Mà người niệm Phật có ý thức niệm cho nên gọi là chánh niệm. Bây giờ hiểu chưa? Dễ không? Đó là bước thứ nhất thôi nha. Niệm hơi thở ra vào. Trung Đạo sẵn chỉ cho huynh đệ luôn. Về nhà lắng nghe. Ở trong chùa này là cái chuyện đương nhiên, chúng ta cùng tu với nhau để tiến hóa. Nhưng khi về nhà, không lẽ nằm nông cả ngày từ sáng tới khuya, cũng phải có thời gian rảnh chứ, đúng không? Trong lúc rảnh đừng có tụ năm tụ bảy nói những lời không tốt lành để cho nó tạo nghiệp. Cái ngồi yên lại á, trước chánh điện cũng được, trước bàn thờ cũng được, không có bàn thờ cũng được. Nói chung bàn thờ chỉ là phương tiện tạm thời thôi. Còn ông Phật này mới là chính. Mình ngồi mình niệm Phật với ổng luôn. Mình với ổng tâm sự, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hít sâu thở dài, hít sâu thở dài. Đó là bước thứ nhất. Và bước thứ hai nè, thầy chỉ huynh đệ nhớ. Mai mốt coi lại cái dĩa này rồi nhớ. Mốt thầy sẽ vô cái dĩa nhỏ nhỏ rồi bỏ cho cái máy cho huynh đệ nghe. Lắng nghe tiếng tim của mình á. Cái tim mình đập, mình niệm mỗi nhịp cái là Nam, nhịp cái thứ hai là A, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nghe tiếng tim mình, cố gắng nghe tiếng tim, cố gắng lắng nghe tiếng tim. Khi mình nghe tiếng tim rõ rồi, mình niệm chậm theo tiếng tim, niệm từng chút một. Bên cạnh nó vẫn hít vô niệm Phật, vẫn thở ra niệm Phật, nhưng niệm theo nhịp đập của tim.
Đây là không phải của thầy chỉ đâu nha. Sau này gặp lại thầy sẽ nói ai chỉ. Cái vị này lớn ghê lắm mà chúng ta hay kêu mẹ mẹ đó nha. Khi con niệm theo tiếng tim, khi con nghe tiếng tim con rõ ràng rồi, thì tất cả tiếng động xung quanh không còn tồn động ngoài tiếng tim ra, thì con đang hòa nhập với sự sống. Khi cái tim ngừng đập, vấn đề gọi là gì? Cái người nằm thẳng cẳng không thở mà tim ngừng đập gọi là gì? Ngẫm. Ngẫm đó, tức là không nhúc nhích mà không thở, tim không đập là ngẫm. Là nếu tầm 7 thì mình sẽ lọt vô cái kia đen thùi lùi. Còn nếu mà biết rằng là mình đang niệm tiếng tim của mình, nghe tiếng tim niệm theo á, là mình đi về cái chỗ sáng thiệt sáng. Thầy nói lại vấn đề sẽ nghĩ ra tại sao mình phải hít vô thở dài ra, hít sâu thở dài là sự sống, hơi thở ra vào nhịp tim là sự sống, đúng không? Đúng chưa? Giờ thầy mới hỏi lại đó, nằm thẳng cẳng không thở tim ngừng đập gọi là gì? Ngẫm. Nói câu nó rơn giản rõ ràng đi, ngẫm. Rồi bắt đầu cái mặt xanh lè, môi tím riệm, mắt trợn lưỡi le là biết đi đâu rồi, phải không? Cần phải diễn tả. Còn mà mình ngủm mà mỉm cười nè, cái mặt vẫn đẹp là đi đâu? Là tịch. Tịch nha. Tịch trong cơn an tịnh hạnh phúc để được tịch là mình có cơ hội về với chư Phật. Còn nằm dãy đạch đạch mà nhăn mày nhăn mặt, trợn mắt le lưỡi là biết đi đâu rồi, cần gì phải hỏi, phải không? Biết rồi cần gì phải hỏi. Thầy chỉ với huynh đệ, hơi thở ra vào nhịp tim của mình là sự sống. Huynh đệ trả lời đúng hay không đúng? Đúng chưa? Trả lời lại, hơi thở ra vào nhịp tim còn đập gọi là sự sống, có phải vậy không? Đúng không? Chắc chưa? Rồi giờ Trung Đạo nói sâu chút xíu nữa. Trong sách vở đệ là vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể. Con chó có thở không? Con mèo có thở không? Con rắn có thở không? Con voi có thở không? Nói chung tất cả những sinh vật, cây cỏ, lá hoa đều thở. Cái lá cây nó cũng thở, cho nên nó xanh đẹp hoài. Thấy không? Nó cũng thở. Cái lỗ chân lông trong lá cây nó thở. Nó hút ánh nắng vô, cái lá cây nó chuyển qua cái thân, nó chuyển thành lục diệp tố, nuôi dưỡng thân cây nó xanh lè đẹp đẽ. Nó có sự sống luân chuyển trong cái cây. Cái cây nó có sự sống, cái cây nó hữu tình đó. Nó biết được mình nói chuyện với nó đó. Thầy chứng minh rất là nhiều lần. Thầy mới chứng minh cho đệ tử, thầy thấy luôn cái cây hoàng hậu huynh đệ biết rồi. Cành lá xum xuê, nó gọi là cây đực, không bao giờ có bông được. Mà ở trong cái nhà của thầy ở dưới cái bè đó, cái cây đó rất là lớn luôn. Cây hoàng hậu lớn ghê lắm mà không có một cái nhánh bông nào hết mà nhiều năm như vậy. Thì cái anh mà ảnh chăm sóc cái nhà cho thầy, anh nói, sư phụ ơi, đây là cái cây hoàng hậu đực. Không thế nào, hoàng hậu đực chắc là bê đê rồi đó. Như thầy nói, cây đực đi, nó hoàng hậu đực. Cây kỳ quá, hoàng hậu sao đực được. Thì anh nói là hoàng hậu đực không có bông được, con sẽ chặt nó, con trồng cây khác. Sư phụ nhìn cái cây nó đẹp quá, nó bự quá, nói chặt uổng vậy con. Cái sư phụ Trung Đạo mới nói với cây nè, nói rồi đó nha, không có bông nó chặt bỏ, ráng chịu, làm gì làm đi, tôi không có biết tới á. Thầy đi qua bên nước Đức một tháng sau về, rồi đi Phật sự đâu về, thì đến tháng tư này nè, tức thì đó, thầy quay trở lại huynh đệ tưởng tượng coi, hoa vàng nó mọc đầy cái cây hết. Nó sợ bị chặt, nó phải đẻ ra hoa bông chứ. Nó không phải hoàng đực nữa mà hoàng hậu cái. Bây giờ nó nở hoa rồi, bây giờ vẫn còn nở hoa. Huynh đệ thấy, nó nghe đó, nó cũng sợ chết như mình vậy đó. Người bên Nhật họ làm một cái test, tức là một cái thí nghiệm á. Nó cầm lửa, nó đứng trước cái cây á, nó múa trước cái cây á, cái ánh sáng cây nó nhỏ lại, nhỏ xíu lại luôn. Tới chừng nó bỏ lửa đi, cái nó mấy tiếng hồ sau nó chạy lên, nó giỡn với cây, nó cười, nó giỡn, ánh sáng cây nó sáng ra. Cỏ cây hữu tình đó. Bên chùa của thầy bên Mỹ á, thầy trồng 10 cây hồng, 12 cây liễu. Mà tháng 4 là nó mọc bông nụ ra hết rồi, cuối tháng 4 là mùa xuân. Nhưng mà đầu tháng 5 á, có một cơn lạnh cực đỉnh, nó thổi qua một cái là cây chết sạch đó. Cây chết hết, lá rụng hết, bông rụng, không còn cái gì hết.
Thầy lại thầy bẻ cành hết, nó kêu cốp cốp cốp, nó lạnh quá đó, cây nó chết giòn giụm hết, thầy bẻ hết xong thầy đứng thầy rầu. Mỗi cái cây 60 đô, đâu có ít, mắc lắm. Mà 10 cây hồng vậy là 600, 12 cây liễu là biết bao nhiêu tiền. Thầy tới thầy bẻ cành mà thầy cứ nói thiệt là, thầy cứ than thở. Thầy mới tưới cây cho nó, thầy nói chuyện. Thầy nói cho tới tháng 6, từ tháng 4 nói tới tháng 6, tới giữa tháng 7 quý đệ biết không, cây hồng chết 3 cây, còn 7 kia nó mọc chút chút xíu xíu dưới, mọc lên. Còn cái liễu bắt đầu nó xanh, nó mọc lá đầy lại. Thầy nói chuyện không thôi, thầy năn nỉ cho nó đừng có chết, uổng tiền lắm, mắc. Nói đi, mình nói cái lời tốt lành cho cây nó còn nghe đó. Mà người tu nhân học Phật nha, niệm Phật tụng kinh nhiều, cái miệng á, nước miếng thơm nhiều ngọt, rất là linh. Tại ra khi mình tụng đến mức rồi, mình không bao giờ dám la ai, không bao giờ dám chửi, hay là không bao giờ dám miệt thị ai hết. Chuyện xui sẽ xảy ra cho người ta, mình sẽ mang nghiệp. Cho nên người tụng kinh niệm Phật tuyệt đối không được nói bậy đó, sẽ mang khẩu nghiệp là ác lắm mà. Thay vì trở thành thiện khẩu đi, phải không? Cái thiện khẩu, mình là một phàm khẩu, mình tụng kinh niệm Phật thời gian, cái miệng thành thần khẩu, thánh khẩu rồi Phật khẩu. Hả, mình nói một lời xấu ra, người ta bệnh tật, người ta bị nạn á, trở thành ác khẩu là mình mang nghiệp đó. Nhớ chưa? Vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể, là cỏ cây cũng thở như mình, con gì cũng thở. Tại sao con rắn sống dài hơn con chó? Con chó chết sớm hơn con rắn là tại sao? Con rắn nó thở dài thở chậm, mà nó sống dài hơn chó lý do nó thở dài thở chậm. Còn con rắn, con chó thở nhiều hơn chó chết sớm. Tại sao con voi sống dài hơn con khỉ? Bởi con voi thở rất là chậm. Tại sao chúng ta bệnh? Bởi chúng ta thở lẹ quá mà thở ngắn quá cho nên chúng ta bệnh. Cho nên hơi thở chính là sự sống, nhịp tim chính là sự sống. Cho nên hơi thở nhịp tim chính là sự sống của chính mình. Sự sống này có trong vạn vật, mà sự sống không biết đặt tên là gì, đặt là thiêng liêng. Sự thiêng liêng chính là Như Lai ngự trị trong từng cá nhân một. Cho nên các ngài nói là vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể, đồng cái tánh thiêng liêng trong mình đó. Thầy có tánh thiêng liêng, huynh đệ có tánh thiêng liêng, tất cả chúng ta đều có tánh thiêng liêng. Thế gian không biết đặt tên, đặt là Như Lai ông Phật đó. Bây giờ hiểu là vạn vật bá tánh sanh đồng nhất thể chưa? Cho nên chúng ta phải ý thức rằng là trong này có sự thiêng liêng luân chuyển. Chúng ta ngồi niệm Phật, mình lắng nghe tiếng tim, còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong bản thể. Cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự thiêng liêng ngự trị trong thân xác mình. Cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe Như Lai ngự trị trong ta đó. Thấy chưa? Như Lai chính là tự tánh đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ chưa? Rõ không? Dễ hiểu chưa? Không làm được thì bó chân luôn. Bây giờ ngưng thở, tim đập, nằm im gọi là gì biết chưa? Nói một câu cho rõ ràng đi. Tim không đập, ngừng thở gọi là gì? Ngẫm. Đơn giản dễ hiểu. Như là Phật. Đi có quay lại không đi luôn? Bây giờ cái hiểu là sự sống luân chuyển trong người mình chính là sự thiêng liêng không? Bởi vì sự sống có trong vạn vật nha, không phải trong con người mình không. Tất cả vạn vật bá tánh sanh đồng nhất thể là sự thiêng liêng có trong vạn vật. Mà sự liêng trong ta rất lớn mạnh. Rõ chưa? Bây giờ hiểu sự thiêng liêng là ai chưa? Tự tánh Di Đà đó. Hèn. Cho nên niệm Phật phải niệm trong tim của mình để đánh thức tự tánh này vậy. Còn nghĩa là mình ý thức trong chúng ta có sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng thế gian đặt tên cho. Tụng cũng vậy, niệm cũng vậy. Mình tụng làm sao, mình niệm làm sao mà cái niệm tụng mình đều nằm trong con tim mới thực sự là công phu. Còn tụng liên tục cái miệng mà cái đầu ngoài đường á là không phải công phu. Mà không có công phu thì dứt khoát không có kết quả như mong muốn. Niệm mấy chục năm vẫn bệnh, vẫn chết, le lưỡi như thường. Mắt trợn lên đó chứ, người tréo que. Thầy đi giảng ở Vũng Tàu đó, cái người mà giỏi nhất, một sâu chuỗi mà không biết bao nhiêu sâu luôn. Ai tới nói chuyện với cô nói đừng nói chuyện, để tôi niệm Phật. Khi cô chết á, mắt trợn lưỡi le dài ra, người co quắc lại. Đi đâu? Trả lời đi. Niệm Phật mà chết như vậy đi đâu? Nói. Về cực lạc được không? Không. Chết trong sự ganh tị, ghen tuông, hận thù, le lưỡi trợn mắt là chết không an lành. Cái đó không gọi là tịch được.
mà gọi là chết trong đau khổ. Thì niệm Phật mấy chục năm có kết quả không? Không. Bởi vì niệm mà không chịu tha thứ, bỏ qua, quên lãng, niệm mà không phát triển lòng từ bi cho bá tánh chúng sanh bên chung quanh mình, niệm mà không buông bỏ lỗi lầm của người khác là chết trong đau khổ. Nhớ chưa? Bây giờ ông đệ muốn chết le lưỡi không? Thầy nói chuyện là nói chứng nghiệm không, chứ không có nói vớ vẩn sách vở đâu nha. Thầy có giảng cái gì ở Tự Tánh Di Đà, thầy nói thẳng luôn. Giờ muốn nghe không? Nếu mà muốn nghe đó thì thầy ở lại, còn không muốn nghe thì ra xe đi về liền, khỏi mất thời gian. Thầy đâu có cần đâu, huynh đệ mới cần. Mà thầy không cần phải đọc sách nữa, thầy giảng thẳng vấn đề, vấn đề tu dễ dàng, đơn giản, mộc mạc, gọn ghẽ, rất là dễ cho vấn đề. Bởi vì chúng ta không cần phải đọc sách nhiều để làm rối loạn cái đầu đơn giản mộc mạc của mình. Mình sống ở nhà quê mà làm ăn rồi cái gì cũng đơn giản đúng không? Còn ra thành thị mà đâu bằng người ta đâu. Nó gặp mặt nhà quê mà nó gạt cái mình té rồi. Thầy cái miệng nói lanh chứ ra đường chúng ăn thịt thầy phút một là hết liền à. Thầy biết thân phận của thầy cho nên thầy đâu dám lú ra kia đâu. Thầy chui trong chỗ này không à. Thiệt đó, cái miệng thầy lanh lắm à. Lanh là về đạo thôi. Còn ra đời nói chuyện làm ăn bụp văn cái đầu thầy liền tức thì. Thầy mở miệng lột hết cái túi thầy luôn à. Thầy biết thân phận. Nên chúng ta biết ít nhưng mà mình làm trúng thì kết quả lớn. Còn biết nhiều làm vớ vẩn chẳng có ra cái ôn gì. Chạy nó chẳng thà biết ít đi, kệ nó, phải không? Nhiều ăn nhiều, liệu cơm gấp đồ hũ. Mình ăn chay rồi gấp đồ hũ ăn được, nó gấp mắm á nha. Liệu cơm gấp đồ hũ. Nhớ không? Cho nên chúng ta niệm Phật rất là đơn giản mộc mạc. Niệm bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim, ngồi niệm cho nó đã cái miệng. Niệm mà không biết mệt mỏi nha, mà lại vui. Hả, mình niệm Phật mà thấy vui vẻ hạnh phúc thì biết rằng mình đang gọi là nhập tâm để niệm đó, gọi là nhất tâm niệm đó. Có tụng A Di Đà không? Lâu lâu tụng A Di Đà không? Nếu tụng A Di Đà sẽ vô được á, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn thị nhân lâm thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền thì nhân chúng này tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Vấn đề niệm Phật mà hạnh phúc vui vẻ trong 7 ngày liền, vấn đề ngáp ngáp mấy cái Phật trước rồi cần gì phải sinh, phải không? Bởi lúc đó chúng ta niệm Phật nhất tâm trong 7 ngày liên tục không ngừng nghỉ, còn có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Mà người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chắc chắn là vãng sanh viên mãn. Cho nên để niệm Phật được nhất tâm bất loạn, chúng ta phải niệm ngay con tim của mình nè. Biết ông Phật mình đang ngồi đây, niệm cho ổng thức dậy rồi ổng với mình cùng làm việc với nhau. Bên cạnh cái niệm Phật, chúng ta phải trau dồi đạo hạnh, đức hạnh nữa chứ. Còn nghĩa là nói chung lại là đạo đức đó. Đạo hạnh, đức hạnh, hai cái là đạo đức. Chúng ta phải trau dồi cái đạo đức của mình, làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình, với anh em, với dòng tộc, với bà con, lối xóm. Đi tới đâu cũng ban rảy tình thương, sự vui vẻ, hạnh phúc mình cho mọi người. Người tu mà để đem cái sự an lạc hạnh phúc từ trong tâm khảm của mình nè, mình chia sẻ cho bà con lối xóm, ai gặp mình cũng vui á, chứng tỏ là mình có phước rồi. Mà ai gặp mình cũng hạnh phúc, chứng tỏ là họ được phước rồi. Như vậy mới gọi là giúp đỡ huynh đệ ba tánh sanh tiến hóa giống mình chứ. Chứ mình tu mình hưởng mình thôi, tu làm chi? Mà chắc gì hưởng mình được kết quả như mong muốn đâu. Hả, mình hưởng một mình thấy mình sướng người ta, mình sẽ đâm ra tự cao tự đại, mình sẽ chết trong cái tự cao tự đại đó luôn đó. Cho nên người niệm Phật tụng kinh phải biết một điều là càng tụng càng niệm, tánh thương yêu bá tánh càng nhiều thì biết rằng là mình đang vào chánh pháp. Rõ chưa? Còn mình tụng mình niệm càng ngày mình thấy càng giỏi hơn người ta phải biết rằng là mình đang lọt vào tà pháp đó. Bởi vì sao? Bởi chư Phật chính là đại từ đại bi. Đại từ đại bi chính là chánh pháp. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật mà không phát triển lòng đại từ đại bi mà coi thường bá tánh nên phải biết rằng là mình đã lạc đường rồi đó. Mà khi lạc đường rồi cái mặt mình rất là đen thùi. Cái mặt mình, tánh tình mình kỳ cục lắm. Tánh tình mình muốn hơn thua với người ta là mình thua rồi. Trong Phật Pháp muốn thắng là bại, muốn hơn là thua. Vừa khởi niệm tự cao tự đại là mình đã mất con đường trở về với chư Phật rồi. Bởi mình rời xa cái tánh đại từ đại bi, còn có nghĩa là mình đang rời xa chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Rõ chưa? Cho nên phải tu sửa chứ.
Trong kinh nói rõ ràng, này thiện nam tử, thiện nữ nhân, hỏi lại coi mình là thiện nam tử chưa, thiện nữ nhân chưa, hả? Được chưa? Chưa. Bởi vì cái tánh bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ giúp đỡ chưa có đủ, thì làm sao trở thành thiện nam tử, thiện nữ nhân được? Mình phải tự biết mình, đúng không? Thí dụ bây giờ ha, con bác tên gì vậy bác? Sao hả? Tên Sao hả bác? Dạ, Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Sao. Tại vì A Di Đà chính là mình mà, đúng không? Thì bác niệm cho ai? Niệm cho mình, đúng không? Cho nên chúng ta khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình phóng tâm ra kiếm một cái gì đó là mình đã niệm trật rồi. Ngay từ cái câu đầu tiên đã trật rồi. Bởi vì mình đang niệm cho tự tánh của mình. Bên cạnh cái niệm Phật đó, mình phải phát triển cái tâm thương yêu ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Huynh đệ có nhớ ông bà mình để lại cái câu thành ngữ tục ngữ không? Thương người như thể thương thân không? Câu này không phải là của người thường để lại đâu, là các vị minh sư đã chứng đắc trong dân tộc của mình để lại cho mình học đó. Nhưng mà mình đâu có chịu học, mình coi là thành ngữ tục ngữ thôi, phải không? Chẳng hạn cái câu là lời nói không mất, tiền mua lựa lời mà nói chứ vừa lòng nhau, để dạy mình cái tính là giữ cái khẩu nghiệp đừng nói bậy. Hay lắm, các ngài rất hay. Nhưng chúng ta lại coi là thành ngữ tục ngữ. Chẳng hạn câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng, dạy cho mình cái tánh từ bi, đừng có kỳ thị phân biệt, ghét người này ghét người nọ, dạy cho mình biểu lộ tánh thương yêu đó, phải không? Là các vị minh sư đã chứng đắc dạy cho dân tộc mình những điều rất là hay, nhưng chúng ta không thèm học, không thèm làm. Cười người chứ có, cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười, dạy cho mình cái gì? Dạy cho mình là nhân quả đó. Mình cười ha hả hôm nay, ngày mai mình khóc hu hu. Cười đi, cười nhe răng đấy, cười ngày mai người ta cười mình đó. Luật nhân quả đó. Thấy những câu nói các ngài để lại cho mình chưa? Đó là Phật Pháp không đó. Nhưng mà mình coi là thành ngữ tục ngữ, cho nên mình không học được gì hết. Bây giờ hiểu ý trong đạo chia sẻ chưa? Nếu để tụng kinh niệm Phật mà không phát triển được cái lòng thương yêu bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình đó, thì dứt khoát mình không thể nào gần gũi chư Phật được. Bởi chư Phật chính là Đại Từ Đại Bi, mà Đại Từ Đại Bi chính là chánh pháp. Mà người biết tu phải phát triển lòng Đại Từ Đại Bi, và khi niệm Phật phải biểu lộ tình thương yêu, thì cái niệm Phật mình có giá trị tuyệt đối như sự mong muốn của mình đó. Nhớ chưa? Dễ hiểu không? Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đệ đã cho thầy có cơ hội nói chuyện. Thầy nhìn huynh đệ, thầy nói là thao thao bất tuyệt, là không bao giờ viết một chữ nào xuống hết. Nói là nói cho đã cái miệng. Tất cả những cái nói của trung đạo đều là chứng nghiệm, những cái kinh nghiệm tâm linh của bản thân mình đã trải qua nhiều năm như vậy. Bây giờ nói hoài, nói đến khi nào mà huynh đệ thấu triệt được cái chân lý mình là ai. Cái câu hỏi luôn luôn là không bao giờ trật. Cái câu hỏi là mình là ai, câu trả lời không bao giờ thay đổi từ ngàn ngàn năm tới giờ. Mình là Phật, chắc chắn là như vậy. Nếu không phải vậy thì dám nói là Phật A Di Đà chính là ta, đúng chưa? Chân lý là mình là ai, trả lời thiệt lớn lên, mình là ai, mình là ai? A Di Đà Phật. Chúc mừng huynh đệ, mình dám nói nha. Thầy sáng thầy có nói đó, các ngài nói với ta thế này nè, các con có quyền nói mình là Phật. Nếu các con nói mình là Phật là có phải sống với cái đức tính của Phật. Các đức tính của Phật là gì nè? Là kính trọng, là khiêm nhường, là yêu thương rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ. Đó là những đức tánh của Phật. Nếu con nói con là Phật, con phải sống với những đức tánh đó. Nếu con sống từ 1 năm đến 5 năm sau, những cái đức tánh đó sẽ ăn nhập với con. Khi những đức tánh với con là một thì con là ai? 5 năm sau ông Phật mình sẽ xuất hiện. Còn nếu nói mình là Phật mà mình không chịu sống trong tính kính trọng, khiêm nhường, yêu thương rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ, thì 5 năm sau ông Phật mình cũng không bao giờ xuất hiện. Bởi vì mình không chịu sống và tập cái đức hạnh của Phật tánh, cho nên ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy. Cũng như mình niệm Phật là đánh thức tự tánh mình dậy, mà mình phóng tâm ra ngoài mình niệm là ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy được. Rõ chưa? Bây giờ hiểu ý thầy chưa? À gì đâu. Vậy hiểu không?
dễ làm lắm mà thiệt, dễ làm lắm. Ngày xưa thầy cũng như huynh đệ thôi, thầy mày mò trong cái niệm Phật, cái tụng kinh á. Mục đích chính của thầy đó, thầy thực sự là người xuất thân từ Công giáo, là đầy đời thứ tư. Thầy là đời thứ tư, ông cố, ông nội, bố thầy là người đời thứ tư, thầy là Công giáo. Mà thầy tụng kinh niệm Phật, sự chứng ngộ, thầy không cầu cạnh, thầy không khóc lóc van xin, thầy quyết tâm thầy đi, thầy biết trong này có ông Phật, thầy biết như vậy luôn, nhưng mà không biết cách nào để gần gũi cái ông này. Nên tụng kinh niệm Phật một thời gian thiệt dài, để giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, giải trừ ý xấu, khẩu xấu, thân xấu, giúp cho tam nghiệp thanh tịnh. Thầy cố tình tụng kinh niệm Phật để cho tam nghiệp được thanh tịnh. Nhờ nó thanh tịnh như vậy, thầy mới hiểu được nhiều thứ lắm. Cái ý mà thanh tịnh rồi á, thì tự nhiên mình rất là sáng suốt. Bởi vì tụng kinh niệm Phật có công năng phát triển trí tuệ. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật đúng, thì trí tuệ mình phát triển rất là nhiều. Cái đầu mình càng sạch á, thì cái miệng mình sạch, cái thân mình sạch, là tam nghiệp đã thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nên cái đầu này rất là ngộ. Cái ý mà không sạch thì cái miệng sẽ không sạch, cái thân sẽ không sạch. Cái ý không thiện, cái khẩu sẽ không thiện và thân không thiện. Cái ý không lành, cái khẩu sẽ không lành và cái thân không lành. Cho nên mình tiếp tục tạo tác trong tam nghiệp. Bây giờ để niệm Phật tụng kinh có kết quả, cố gắng làm sao giết cái thằng ý vẩn vơ bá láp này đi, thằng phàm phu tục tử nằm trong cái đầu này nè. Luôn luôn nghĩ thiện, nghĩ thiện, nghĩ thiện, để không cho cái thằng tôi mình nó nghĩ bậy. Cho nên niệm Phật, thí dụ huynh đệ có một cái niệm không tốt lành vừa khởi lên trong cái đầu này, niệm Phật dẹp nó liền là huynh đệ sẽ không tạo tác nghiệp. Còn nếu huynh đệ để cho cái ý niệm bậy nó lặp đi lặp lại trong vòng một phút, tức là 1000 lần lặp đi lặp lại, là huynh đệ đã tạo tác ý nghiệp rồi đó. Thành ra mình vừa khởi niệm lên, mình nghĩ xấu cho huynh đệ, nghĩ xấu cho bác sao đi, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật con xin xong ấy, là tự động cái ý nghĩ đi biến mất, là không tạo nghiệp. Bây giờ có biết cách nào không tạo nghiệp chưa? Tức là mình xóa bỏ mấy ý tưởng không tốt lành ngay tức thì bằng câu niệm Phật, thì tự nhiên mình không tạo tác ý nghiệp. Hãy ý nghiệp lặng rồi thì tiên khẩu nghiệp không khởi, thân nghiệp không động. Rõ chưa? Dễ hiểu ha? A Di Đà Phật. Bài giảng rất là đơn giản nhưng mà rất là xúc tích để cho huynh đệ tập theo. Mình nông dân mình sống đơn giản mộc mạc đi thì đạo pháp nó rõ ràng vậy lắm, không cần phải biết nhiều cái ngôn ngữ mà nó trên trời dưới đất không chi, nó mệt cái đầu. Mình đơn giản mộc mạc mà sống sao biểu lộ vậy. Cố gắng làm sao niệm Phật tụng kinh biểu lộ cái tánh thương yêu, nói ra lời tốt, nghĩ lời điều tốt, làm điều tốt. Chỉ có 8 chữ thôi huynh đệ, chúng ta chỉ cần sống trong 8 chữ này thì tự nhiên tam nghiệp sẽ được thanh tịnh. Nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Nghĩ thiện, làm lành 4 chữ đúng không? Tụng kinh, trì chú 4 chữ là 8 chữ. Mà người tu niệm Phật chỉ cần 8 chữ đó thôi, mình cũng đạt được cái mức nào đó trong cõi giới tâm linh để sống tâm hồn của mình đó. Nếu mình sống thực sự trong những cái điều thầy vừa nói trong 8 chữ đó, tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh. Tại sao dám nói là tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh? Nghĩ thiện làm lành. Nghĩ thiện là gì? Là ý nghiệp. Làm lành là gì? Là thân nghiệp. Tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Có phải vậy không? Thì đây huynh đệ chỉ có 8 chữ. Nghĩ thiện, mở mắt dậy là đạo nghĩ điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Mở miệng ra những điều an lành, tốt lành cho ba tánh chúng sanh. Hả, làm là làm những điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Đó là nghĩ thiện làm lành đó. Cho nên người tu niệm Phật chỉ biết ngồi xuống, hết lòng vô cái tụng, hết lòng cho cái niệm, chuyện gì còn lại luật nhân quả chư Phật sẽ tính. Chúng ta không cần phải lo, cứ làm đi rồi sẽ thấy cái lợi lạc đó ai hưởng. Mình là người hưởng hết, chứ trung đạo không có hưởng trong đó. Không những mình hưởng rồi, con cháu mình hưởng, cả gia tộc mình hưởng. Vì người tu trong gia tộc, một người biết tu, cả nhà được nhờ, chứ trung đạo không dính vào trong đó. Thử làm coi, một người ở Rạch Giá gặp thầy mà chưa bao giờ gặp, mà tụng kinh theo cách hướng dẫn của thầy, thì mấy năm sau thầy xuống Rạch Giá cách đây 4-5 tháng, thì tới một cái làng nhỏ nhoi đó, bà gặp thầy, bà vô bà đảnh lễ thầy, bà nói một câu: thưa thầy, từ ngày con biết cái pháp mà thầy chỉ cho con tu, con cái con tất cả mọi điều được như ý hết, mọi đứa rất là hạnh phúc, con cảm niệm công đức của thầy. Nếu huynh đệ đã làm được thì huynh đệ ở đây cũng làm được, làm được hết á. Thì pháp của chung không phải của riêng ai.
muốn được những gì mà mình mong cầu là phải làm y như sự hướng dẫn của các ngài, thì chúng ta sẽ được kết quả như mong muốn. Bởi vì mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có nguyện rằng là nếu con trì tụng kinh chú, tức là đại bi, niệm danh hiệu của cha ta, cầu quả vị gì con được quả vị ý. Những gì mà con mong cầu mà không được đắc thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đây là lời nguyện của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Nên huynh đệ cứ làm hết lòng đi, mà huynh đệ cầu mong không được là ngài sẽ không thành chánh đẳng chánh giác. Với điều kiện là mình phải làm hết lòng nha, thì lời nguyện mình sẽ được như ý đó. Trung đạo cầu chúc cho huynh đệ tụng kinh năng nổ, niệm Phật tinh tấn, để những gì mà huynh đệ mong cầu đều được như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Rõ không? Dễ hiểu không? Quyền lợi là của mình nha, của không phải của trung đạo của cô ở đây đâu. Tất cả là của mình hết. Phải hiểu rằng là nghĩ thiện làm lành là mình giúp cho ý nghiệp và thân nghiệp mình được lành. Tụng kinh trì chú giúp cho khẩu nghiệp được lành. Cho nên ba điều này giúp cho tam nghiệp tạm thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là tam nghiệp thanh tịnh. Mà phải biết rằng là khi không nghĩ được điều tốt cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống niệm Phật, tập trung tư tưởng trong tiếng Nam Phật để đừng nói bậy, để đừng nghĩ bậy. Khi không nói được điều an lành cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng mù thời kinh để đừng nói bậy. Khi không làm được điều gì lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng mù thời kinh thiệt là an lành để đừng làm bậy. Đó là mình tự giúp mình không tạo tác nghiệp. Dễ hiểu ha? Cho nên để không tạo tác nghiệp, cố gắng làm sao sống trong tám chữ nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú. Phải ý thức rằng khi mình nghĩ tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình nói tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình làm tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, còn có nghĩa là mình đang làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt cho đời sống của mình, cho gia đình và cho dòng tộc của mình đó. Đừng có ngại, đừng có ích kỷ, đừng có hạn hẹp. Khi mình ích kỷ, hạn hẹp và ngại là mình tự làm cho đời sống mình hạn hẹp, không phát triển được. Rõ chưa? Phải biết rằng khi mình nghĩ tốt cho bác sao là mình đang nghĩ tốt cho chính mình. Khi mình làm tốt cho bác sao là mình đang làm tốt cho chính mình. Bởi vì luật nhân quả sẽ không bao giờ tha thứ và sẽ đem lại tất cả những gì huynh đệ đã tạo ra. Luật nhân quả cai quản cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sống rất là an lành. Cái gì cũng có luật nhân quả, chư Phật lo rồi, mắc chứng gì mình phải lo. Hiểu không? A Di Đà Phật. Rõ không? Quá rõ em. Làm không được nó bó tay. Nó dễ đến mức như vậy mà làm không được. Nó không có gì cao siêu hết á. Cuộc sống tu hành rất là đơn giản, mộc mạc. Biết càng ít học càng giỏi. Biết nhiều đâm vớ vẩn, nói tầm bậy tạo nghiệp. Biết ít nói nhiều là tạo tác. Biết ít mà nói nhiều quá nè, lộng ngôn lộng ngữ. Chưa chứng nói chứng, không có nói có, chưa được đã nói được là tạo ra khẩu nghiệp. Thành ra mình biết chút, mình chia sẻ vấn đề một chút, mình có nhiều nói nhiều. Khi huynh đệ tu giỏi ngộ lắm, cái đầu của mình á, mình phát triển trí tuệ. Huynh đệ thấy cái đầu của thầy nó tròn, nó u lên không? U không? Thấy u nhiều không? Ngu quá bị đập đầu nó sưng lên chứ không có gì hết á. Nhiều quyền lợi lắm. Thầy nói không bao giờ hết được cái quyền lợi tâm linh. Nhưng các ngài ban cho chúng ta cái quyền lợi tâm linh để làm cái gì? Để làm phương tiện giúp đỡ huynh đệ anh em của mình cùng tiến hóa với mình. Chứ để cho mình xài chơi đâu. Không phải. Nhưng nếu mình lấy cái đó mà làm lợi dưỡng cho mình phát triển tiền bạc danh lợi á, là mình tự hủy diệt con đường trở về với chư Phật đó. Mình sẽ phạm lỗi lầm. Lấy ân điển phước báu chư Phật ban cho mình để làm giàu cho cá nhân mình, là mình đang làm tổn phước chính đời sống tu hành của mình. Cuối đời của mình sẽ không được như ý. Cho nên tất cả những gì chư Phật ban cho mình á, đều lấy đó làm phương tiện độ lại anh em của mình, là một người con có hiếu. Bởi vì mình làm việc cho anh em bá tánh chúng sanh đây là báo hiếu ở chư Phật. Đúng không? Đúng không? Chư Phật ở đâu? Chư Phật ở đâu? Dạ đây nè, chư Phật ngồi nè. Cho nên làm việc cho anh em là báo hiếu chư Phật nè. Chứ đâu phải là làm việc cho ba tánh sanh là báo hiếu cho mấy cục đá này đâu. Không có. Mấy cục đá này không có cần. Không, mấy ông Phật đây nè. Phật ngồi đây nhóc. Tại đã phụng sự ba tánh sanh là báo hiếu chư Phật đang ngồi trước mặt mình đó.
Huynh đệ nếu mà huynh đệ nhìn thấy anh em mình là Phật, tự nhiên ông Phật trong lòng của mình nó hạnh phúc vô cùng. Bởi vì ông có cơ hội được biểu lộ cái tánh khiêm nhường, thương yêu rộng lượng. Hay lắm luôn á, huynh thử làm coi. Chừng 100 ngày à, cuộc đời mới thay đổi hết á. Mặt mình sẽ đẹp lên. Mình xài kem A-di-đà phấn đại bi, mặt đẹp vô cùng. Biết kem A-di-đà phấn đại bi không? Xài không có hóa chất. Biết cái đó không? Ở đâu à? Mình xài kem A-di-đà phấn đại bi mỗi ngày á, mặt rất là đẹp. Thầy nói vấn đề đừng, thầy hỏi vấn đề đừng có ói nhan. Nhan, da mặt thầy đẹp không? Đừng có ói hen. Nhưng mà không có đẹp trai nha, chỉ có da mặt đẹp thôi. Nếu thầy nói đẹp vấn đề sẽ ói chết luôn á. Tụng kinh nhiều đi, mặt mình sẽ phát quang. Mặt mình sẽ phát quang. Nó sáng lên, con mắt rất là sáng. Con mắt sáng không bác? Mắt thầy sáng không? Con mắt lúc nào cũng long lanh. Bởi cái lòng mình rất là sáng cho nên con mắt nó sáng. Cái lòng mình nó tròn cho nên cái đầu nó tròn. Cái lòng này ngộ lắm. Tùy tướng tự tâm sanh mà. Cái lòng trong sạch thì con mắt sáng. Cái tâm tròn thì cái đầu bóng. Nó vậy thôi. Con ruồi đậu mà không có gậy chống nó té cái bạch nó chết nó đó. Thử làm đi rồi thấy được cái lợi lạc. Chứ có 100 ngày thôi. 100 ngày thôi. Làm không được nó chịu thua luôn á. Cái gì là Phật thưa cô. Chút nữa mình sẽ có giờ hỏi, cô yên tâm. Chắc chắn ai cũng phải hỏi hết á. Ở đây thầy có, thầy mới nói chuyện với cô gì đó, thầy không nhớ tên, thầy có bệnh hay quên. Thầy nói nếu huynh đệ nào mà có cái lòng tu, có cái tâm muốn phát triển trong vấn đề tu hành trong Phật Pháp, thầy sẽ tặng cho cái vị đó một món quà. Thầy giảng trên mấy trăm dĩa rồi, nhưng mà thầy sẽ tặng huynh đệ cái máy nghe Pháp. Trong đó có cái thẻ nghe Pháp luôn. Người nào tu giỏi và biết, muốn biết phát triển, muốn phát triển, muốn tiến hóa thực sự trong đường tu, thầy sẽ tặng cho cái máy đó. Món quà tâm linh cho huynh đệ. Quyết định đi nha. Không có, đừng có ganh tị đó à. Ganh tị là tội lỗi ghê lắm mà. Thầy có viết cái bài nhạc đó. Cảm ơn mẹ, mẹ cho con biết thương người. Cảm ơn người, người đã cho tôi biết hờn ghen. Hờn ghen giết chết thương yêu. Đời người đổi trắng thay đen. Người người tạo tác nghiệp duyên, để rồi tử sinh luân hồi. Nếu mình có gánh ganh tị hờn ghen á, mình sẽ chết trong sự đau khổ. Như cái bà mà bà chết le lưỡi trợn mắt á, đó đó. Niệm Phật mà không bỏ qua nỗi ghen tuông, không vượt qua nổi cho nên chết le lưỡi trợn mắt. Tùy huynh đệ. Muốn le lưỡi trợn mắt cứ tự nhiên, thầy chúc mừng. Thầy có nói với cô rồi, thầy sẽ gửi những món quà đó. Khi huynh đệ nào muốn phát triển đạo tâm và tu hành tiến hóa, thầy sẽ sẵn sàng tặng cho huynh đệ một cái máy đó với cái thẻ 100 mấy bài giảng của thầy trong đó. Thầy chỉ huynh đệ tu thôi. Thầy luôn luôn đi khắp nơi và chỉ người ta tu, giống mình đã tu và đang tu rồi tiếp tục tu. Ở thế gian này các ngài có nói câu người tu thì như lông trâu. Trâu có lông không? Rất ít hen. Mà thành đạo như sừng thỏ. Thỏ có sừng không? Không có sừng. Các ngài hỏi người tu thì như lông trâu mà thành đạo thì như sừng thỏ, chứng tỏ rằng là rất hiếm người tu mà thành đạo rất ít người được. Bởi vì mình vớ vẩn nhiều quá cho nên mình không thấy được mình là ai. Cái chân lý khi người ta hỏi mình là ai, câu trả lời luôn luôn không bao giờ trật: mình là Phật. Đó là chân lý của cuộc sống tu hành. Khi mình biết mình là Phật, mình phải niệm Phật làm sao để đánh thức ông Phật của mình dậy, kèm theo cái lòng đại từ đại bi, kèm theo cái lòng yêu thương dành cho ba tánh chúng sanh, kèm theo cái tính kính trọng khiêm nhường, từ bi bác ái hỷ xả. Lúc đó mình mới giúp được ông Phật của mình phát triển lòng đại từ đại bi lớn mạnh, thì mình mới có hội gần gũi chư Phật và sống trong chánh pháp. Bởi chánh pháp chính là đại từ đại bi. Trung đạo không cần biết huynh đệ tu pháp gì, hành pháp gì, nói pháp gì, không cần. Mà cái tánh từ bi huynh đệ phát triển rộng lớn thì trung đạo đã tán thán công đức huynh đệ đó rồi.
Còn con đệ tụng kinh gì, pháp gì, hành pháp gì, nói gì thầy không cần biết. Mà hả, tự cao tự đại nổi lên là biết mình đã sống trong tà pháp. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Quý đệ tự chọn đi. Đi vào thế gian chỉ có hai đường đi thôi. Muốn đi vào thế gian, người phàm phu tục tử cứ qua cửa người mẹ, tức là người đàn bà đó. Khi ra cửa người mẹ rồi thì không biết gì, chỉ có cái nghiệp thức cầm theo thôi. Chết của đệ mang theo được gì? Nói thì nghe coi. Có nhà, có cửa, có vợ, có con, có chồng, có con. Nói chung có tất cả mọi thứ vật chất thế gian. Ai chết cầm theo được gì, giơ tay lên. Hả? Chỉ có một cái duy nhất gọi là nghiệp tốt và xấu theo mình thôi. Cái đó là thức nghiệp. Chúng ta cầm thành ra đứa con nít sanh ra, mới sanh ra bàn tay nó nắm cứng như nè. Quýnh đệ có thấy đứa nít nào mở tay không? Bởi nó đang cầm cái nghiệp của nó trong tay, nó không cho ai thấy. Khi nó bắt đầu nó nằm đó, nó biết giãy tay giãy chân ha. Một nửa, 12 tháng, 18 tháng nó dở bàn tay ra. Mà nó nhìn nó khóc, nó nắm lại là biết đứa này sẽ khổ trong tương lai. Còn nó mở bàn tay, nó nhìn ham thấy nó cười hoài, biết cái này sẽ hạnh phúc trong tương lai. Nó nhìn được cái nghiệp chướng của nó. Bởi vì con mắt của nó rất là ngây thơ trong trắng. Nó nhìn được những gì chúng ta không nhìn được. Nó ngửi được những mùi chúng ta không ngửi được. Nó thấy được những điều chúng ta không thấy được. Bởi tại sao? Nó là trong trắng, ngây thơ, tinh khiết, cho nên nó thấy, nó biết những điều chúng ta không thấy biết. Một đứa bé mới sinh ra tới 10 tuổi, nó học được 5-6 tứ thiến cùng một lúc. Nên chúng ta nhét chúng sanh vô nó mà liên tục, tự nhiên lớn lên cái tánh thông minh nó biến mất, tánh phàm phu tục tử nó lớn lên. Quý đại thử nghĩ lại coi, nếu muốn đứa bé phát triển tánh thông minh tột đỉnh, cái tánh thông minh thiêng liêng của nó đó, là nên hạn chế cho năng chúng sanh đi. Không thôi lớn lên á, tánh thông minh nó bị hạn chế rất là nhiều. Bởi vì mê muội ngu xuông thuận hóa thành chúng sanh, đúng không? Nhưng chúng ta sống làm sao mà tái sanh làm người là còn có phước, mà tái sanh lọt xuống kia là thiệt là vô phước đó. Cho nên mình giúp đứa bé phát triển Phật tánh bằng cách là giúp cho nó hạn chế ăn chúng sanh, để tánh Phật nó ngự trị trong người của nó. Nó lớn lên nó thông minh, nó đẹp đẽ, nó yêu thương ba tánh chúng sanh, là mình cha mẹ hiểu biết. Còn nếu mà mình cho nó ăn chúng sanh quá nhiều đó, thì lớn lên nó Phật tánh nó sẽ chết, và cái tánh tôi phàm phu tục tử nó sẽ lớn lên, thì nó ra đời á, ba tánh chúng sanh sẽ khổ. Thì cái tôi nó quá lớn, nó không nhìn thấy được Phật tánh, thành nó không có lòng từ bi cho ba tánh chúng sanh. Bây giờ để tự quyết định đi, mình sản xuất đứa nhỏ ra để Phật tánh nó lớn, hay mà sản xuất đứa nhỏ ra để cái tánh nó ra thành một quái vật cho xã hội. Huynh đệ là chủ nhân của sự sáng tạo đó, đó, sự suy nghĩ đi. Rõ chưa? Cho nên con mình an lành, hạnh phúc, đạo đức là do chính mình rèn luyện. Còn nó lớn lên làm khổ, mình làm khổ ba tánh chúng anh cũng do chính mình rèn luyện. Cho nên đi vào thế gian phải qua cửa người mẹ. Rồi trong cái cửa người mẹ nó ra đời rồi, sẽ có hai ngõ đi, một là địa ngục, hai là niết bàn. Nếu mình sống trong tánh phàm phu tục tử, ngu si, bản ngã thấp hèn, mình sống làm khổ những người xung quanh, biết rằng là mình sẽ đi vào cái ngõ đen thù lùi đó. Còn nếu mình sống yêu thương ba tánh với sự rộng lượng từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ giúp đỡ, phải biết rằng là mình đang chọn con đường sáng để đi. Bây giờ vấn đề tự quyết định sáng hay tối. Nói tối hả? Vậy là Phật hay tôi, địa ngục hay niết bàn? Nếu biết chọn lựa là phải biết cách sống nha, chứ phải nói cái miệng đâu á. Chút may mắn đó, nói là phải làm á, lời nói hành động phải đi đôi, là người tu chân chính. Nam mô Di Đà Phật. Huynh đệ cái hiểu ý trung đạo muốn chia sẻ huynh đệ điều gì không? Huynh đệ trung đạo đang cố gắng đánh thức Phật tánh của anh em vậy đó. Cho dù ít nhiều về cũng phải suy nghĩ lại trung đạo nói cái gì. Đang cố gắng đánh thức ông Phật Di Đà của mình vậy đó. Bây giờ biết niệm Phật ở đâu để đánh thức Phật A Di Đà mình chưa? Hả? Niệm ngoài chợ hay niệm trong nhà? Niệm ngay đây nè. Bây giờ trung đạo, huynh đệ ở đây rất là đơn giản mộc mạc, trung đạo chỉ là huynh đệ sẽ làm được liền. Đầu tiên mình niệm Nam Mô A Di Đà. Niệm nó hơi vào ha, chữ Phật là nó vô tới cái bụng. Rồi bắt đầu mình thở ra, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ra ha, niệm vô Nam Mô A Di Đà. Khi niệm Phật, tai lắng nghe tâm tưởng nhớ,
thì tạp niệm vọng niệm không sanh. Còn nếu niệm Phật mà không chịu lắng nghe tâm tưởng nhớ thì tạp niệm vọng niệm sẽ khởi không ngừng nghỉ. Lặp lại, hít một hơi niệm chậm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thở ra cũng vậy. Nhưng mà mình niệm mình vẫn lắng nghe tiếng niệm của mình, tâm của mình phải biết rằng là mình đang niệm Phật. Nó gọi là ý thức niệm. Mà có ý thức niệm là tâm mình sẽ an tịnh. Nhờ an tịnh như vậy cho nên không có tạp niệm vọng niệm. Rõ chưa? Còn nếu quý đệ niệm Phật 10 năm mà tạp niệm vọng niệm khởi hoài thì nó biến thành ác niệm tà niệm. Mà khi quý đệ đã bị ác niệm tà niệm chiếm ngự rồi thì không bao giờ niệm Phật có kết quả cả. Bây giờ muốn chánh niệm hay là tà niệm, ác niệm, suy nghĩ đi. Chúc may mắn. Chánh niệm là gì? Có ai kể vấn đề nghe chánh niệm là gì chưa? Chánh niệm phải là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không phải. Không phải chánh niệm là vậy đâu. Chánh niệm là cái người đang niệm Phật đó, niệm nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không mất. Tay lắng nghe, tâm tưởng nhớ mình đang niệm đó chính là chánh niệm. Rõ chưa? Thầy lặp lại, đâu có ai dạy đâu phải không? Sách đâu có ghi đâu. Chánh niệm là tay lắng nghe, tâm tưởng nhớ, nghiệp thiện không mất, nghiệp ác không khởi, đó là chánh niệm. Mà người niệm Phật có ý thức niệm cho nên gọi là chánh niệm. Bây giờ hiểu chưa? Dễ không? Đó là bước thứ nhất thôi nha, niệm hơi thở ra vào. Trung đạo sẵn chỉ cho huynh đệ luôn, về nhà lắng nghe. Ở trong chùa này là cái chuyện đương nhiên, chúng ta cùng tu với nhau để tiến hóa. Nhưng khi về nhà, không lẽ nằm nông cả ngày từ sáng tới khuya, cũng phải có thời gian rảnh chứ, đúng không? Trong lúc rảnh á, đừng có tụ năm tụ bảy nói những lời không tốt lành để cho nó tạo nghiệp. Cái ngồi yên lại á, trước chánh điện cũng được, trước bàn thờ cũng được, không có bàn thờ cũng được. Nói chung bàn thờ chỉ là phương tiện tạm thời thôi, còn ông Phật này mới là chính. Mình ngồi mình niệm Phật với ổng luôn, mình với ổng tâm sự, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít sâu thở dài, hít sâu thở dài. Đó là bước thứ nhất. Và bước thứ hai nè, thầy chỉ huynh đệ nhớ, mai mốt coi lại cái dĩa này rồi nhớ. Mốt thầy sẽ vô cái dĩa nhỏ nhỏ rồi bỏ cho cái máy cho huynh đệ nghe. Lắng nghe tiếng tim của mình á, cái tim mình đập, mình niệm mỗi nhịp cái là Nam, nhịp cái thứ hai là A, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nghe tiếng tim mình, cố gắng nghe tiếng tim, cố gắng lắng nghe tiếng tim. Khi mình nghe tiếng tim rõ rồi, mình niệm chậm theo tiếng tim, niệm từng chút một. Bên cạnh nó vẫn hít vô niệm Phật, vẫn thở ra niệm Phật, nhưng niệm theo nhịp đập của tim. Đây là không phải của thầy chỉ đâu nha. Sau này gặp lại thầy sẽ nói ai chỉ. Cái vị này lớn ghê lắm, mà chúng ta hay kêu mẹ mẹ đó nha. Khi con niệm theo tiếng tim, khi con nghe tiếng tim con rõ ràng rồi, thì tất cả tiếng động xung quanh không còn tồn động ngoài tiếng tim ra, thì con đang hòa nhập với sự sống. Khi cái tim ngừng đập, vấn đề gọi là gì? Cái người nằm thẳng cẳng không thở mà tim ngừng đập gọi là gì? Ngẫm. Ngẫm đó, tức là không nhúc nhích mà không thở, tim không đập là ngẫm. Là nếu tầm 7 thì mình sẽ lọt vô cái kia đen thù lùi. Còn nếu mà biết rằng là mình đang niệm tiếng tim của mình, nghe tiếng tim niệm theo á, là mình đi về cái chỗ sáng thiệt sáng. Thầy nói lại vấn đề sẽ nghĩ ra tại sao mình phải hít vô thở dài ra. Hít sâu thở dài là sự sống, hơi thở ra vào nhịp tim là sự sống, đúng không? Đúng chưa? Giờ thầy mới hỏi lại đó, nằm thẳng cẳng không thở tim ngừng đập gọi là gì? Ngẫm. Nói câu nó đơn giản rõ ràng đi, ngẫm. Rồi bắt đầu cái mặt xanh lè, môi tím riệm, mắt trợn lưỡi le là biết đi đâu rồi, phải không? Cần phải diễn tả. Còn mà mình ngẫm mà mỉm cười nè, cái mặt vẫn đẹp là đi đâu? Là tịch. Tịch nha. Tịch trong cơn an tịnh hạnh phúc để được tịch là mình có cơ hội về với chư Phật. Còn nằm dãy đạch đạch mà nhăn mày nhăn mặt, trợn mắt le lưỡi là biết đi đâu rồi, cần gì phải hỏi, phải không? Biết rồi cần gì phải hỏi. Thầy chỉ với huynh đệ, hơi thở ra vào nhịp tim của mình là sự sống. Huynh đệ trả lời đúng hay không đúng? Đúng chưa? Trả lời lại, hơi thở ra vào nhịp tim còn đập gọi là sự sống, có phải vậy không?
đúng không? Chắc chưa? Rồi giờ trung đạo nói sâu chút xíu nữa. Trong sách vở đệ là vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể. Con chó có thở không? Con mèo có thở không? Con rắn có thở không? Con voi có thở không? Nói chung tất cả những sinh vật, cây cỏ, lá hoa đều thở. Cái lá cây nó cũng thở, cho nên nó xanh đẹp hoài. Thấy không? Nó cũng thở. Cái lỗ chân lông trong lá cây nó thở. Nó hút ánh nắng vô, cái lá cây nó chuyển qua cái thân, nó chuyển thành lục diệp tố, nuôi dưỡng thân cây nó xanh lè đẹp đẽ. Nó có sự sống luân chuyển trong cái cây. Cái cây nó có sự sống, cái cây nó hữu tình đó. Nó biết được mình nói chuyện với nó đó. Thầy chứng minh rất là nhiều lần. Thầy mới chứng minh cho đệ tử, thầy thấy luôn cái cây hoàng hậu huynh đệ biết rồi. Cành lá xum xuê, nó gọi là cây đực, không bao giờ có bông được. Mà ở trong cái nhà của thầy ở dưới cái bè đó, cái cây đó rất là lớn luôn. Cây hoàng hậu lớn ghê lắm mà không có một cái nhánh bông nào hết mà nhiều năm như vậy. Thì cái anh mà ảnh chăm sóc cái nhà cho thầy, anh nói sư phụ ơi đây là cái cây hoàng hậu đực. Không thế nào, hoàng hậu đực chắc là bê đê rồi đó. Như thầy nói, cây đực đi, nó hoàng hậu đực. Cây kỳ quá, hoàng hậu sao đực được. Thì anh nói là hoàng hậu đực không có bông được, con sẽ chặt nó, con trồng cây khác. Sư phụ nhìn cái cây nó đẹp quá, nó bự quá, nói chặt uổng vậy con. Cái sư phụ trung đạo mới nói với cây nè, nói rồi đó nha, không có bông nó chặt bỏ, ráng chịu, làm gì làm đi, tôi không có biết tới á. Thầy đi qua bên nước Đức một tháng sau về, rồi đi Phật sự đâu về, thì đến tháng 4, tháng 4 này nè, này tức thì đó, thầy quay trở lại, huynh đệ tưởng tượng coi, hoa vàng, hoa vàng nó mọc đầy cái cây hết. Nó sợ bị chặt, nó phải đẻ ra hoa bông chứ. Nó không phải hoàng đực nữa mà hoàng hậu cái. Bây giờ nó nở hoa rồi, bây giờ vẫn còn nở hoa. Quân đệ thấy, nó nghe đó, nó cũng sợ chết như mình vậy đó. Người bên Nhật họ làm một cái test, tức là một cái thí nghiệm á. Nó cầm lửa, nó đứng trước cái cây á, nó múa trước cái cây á. Cái ánh sáng cây nó nhỏ lại, nhỏ xíu lại luôn. Tới chừng nó bỏ lửa đi, cái nó mấy tiếng hồ sau nó chạy lên, nó giỡn với cây, nó cười, nó giỡn. Ánh sáng cây nó sáng ra. Cỏ cây hữu tình đó. Bên chùa của thầy bên Mỹ á, thầy trồng 10 cây hồng, 12 cây liễu. Mà tháng 4 là nó mọc bông nụ ra hết rồi. Cuối tháng 4 là mùa xuân. Nhưng mà đầu tháng 5 á, có một cơn lạnh cực đỉnh, nó thổi qua một cái là chay chết sạch đó. Cây chết hết, lá rụng hết, bông rụng, không còn cái gì hết. Thầy lại thầy bẻ cành hết, nó kêu cốp cốp cốp, lạnh quá đó, cây nó chết, giòn giụm hết, thầy bẻ hết. Xong thầy đứng thầy rầu. Mỗi cái cây 60 đô, đâu có ít, mắc lắm. Mà 10 cây hồng vậy là 600, 12 cây liễu là biết bao nhiêu tiền. Thầy tới thầy bẻ cành mà thầy cứ nói thiệt là. Thầy cứ than thở, thầy mới tưới cây cho nó, thầy nói chuyện. Thầy nói cho tới tháng 6, từ tháng 4 nói tới tháng 6, tới giữa tháng 7 mình để biết không, cây hồng chết 3 cây, còn 7 kia nó mọc chút chút xíu xíu dưới, mọc lên. Còn cái liễu bắt đầu nó xanh, nó mọc lá đầy lại. Thì nói chuyện không thôi, thì năn nỉ cho nó đừng có chết, uổng tiền lắm, mắc. Nói đi, mình nói cái lời tốt lành cho cây nó còn nghe đó. Mà người tu nhân học Phật nha, niệm Phật tụng kinh nhiều, cái miệng á, nước miếng thơm nhiều ngọt, rất là linh. Tại ra khi mình tụng đến mức rồi, mình không bao giờ dám la ai, không bao giờ dám chửi, hay là không bao giờ dám miệt thị ai hết. Chuyện xui sẽ xảy ra cho người ta, mình sẽ mang nghiệp. Cho nên người tụng kinh niệm Phật tuyệt đối không được nói bậy đó. Sẽ mang khẩu nghiệp là ác lắm mà. Thay vì trở thành thiện khẩu đi, phải không? Cái thiện khẩu, mình là một phàm khẩu, mình tụng kinh niệm Phật thời gian, cái miệng thành thần khẩu, thánh khẩu rồi Phật khẩu. Hả, mình nói một lời xấu ra, người ta bệnh tật, người ta bị nạn á, trở thành ác khẩu là mình mang nghiệp đó. Nhớ chưa? Vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể là cỏ cây cũng thở như mình, con gì cũng thở. Tại sao con rắn sống dài hơn con chó? Con chó chết sớm hơn con rắn là tại sao? Con rắn nó thở dài thở chậm, mà nó sống dài hơn chó, lý do nó thở dài thở chậm. Còn con rắn, con chó thở nhiều hơn chó, chết sớm. Tại sao con voi sống dài hơn con khỉ? Bởi con voi thở rất là chậm. Tại sao chúng ta bệnh? Bởi chúng ta thở lẹ quá mà thở ngắn quá cho nên chúng ta bệnh. Cho nên hơi thở chính là sự sống, nhịp tim chính là sự sống. Cho nên hơi thở nhịp tim chính là sự sống của chính mình. Sự sống này có trong vạn vật, mà sự sống không biết đặt tên là gì, đặt là thiêng liêng.
Sự thiêng liêng chính là Như Lai ngự trị trong từng cá nhân một. Cho nên các ngài nói là vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể, đồng cái tánh thiêng liêng trong mình đó. Thầy có tánh thiêng liêng, huynh đệ có tánh thiêng liêng, tất cả chúng ta đều có tánh thiêng liêng. Thế gian không biết đặt tên, đặt là Như Lai, ông Phật đó. Bây giờ hiểu là vạn vật bá tánh nên đồng nhất thể chưa? Cho nên chúng ta phải ý thức rằng là trong này có sự thiêng liêng luân chuyển. Chúng ta ngồi niệm Phật, mình lắng nghe tiếng tim, còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong bản thể. Cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự thiêng liêng ngự trị trong thân xác mình. Cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe Như Lai ngự trị trong ta đó. Thấy chưa? Như Lai chính là tự tánh đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ chưa? Rõ không? Dễ hiểu chưa? Không làm được thì thôi bó chân luôn. Bây giờ ngưng thở, tim đập, nằm im gọi là gì biết chưa? Nói một câu cho rõ ràng đi. Tim không đập, ngừng thở gọi là gì? Ngẫm. Đơn giản dễ hiểu. Như là Phật. Đi có quay lại không đi luôn? Bây giờ cái hiểu là sự sống luân chuyển trong người mình chính là sự thiêng liêng không? Bởi vì sự sống có trong vạn vật nha, không phải trong con người mình không. Tất cả vạn vật bá tánh sinh đồng nhất thể là sự thiêng liêng có trong vạn vật. Mà sự liêng trong ta rất lớn mạnh. Rõ chưa? Bây giờ hiểu sự thiêng liêng là ai chưa? Tự tánh Di Đà đó. Hèn. Cho nên niệm Phật phải niệm trong tim của mình để đánh thức tự tánh này vậy. Còn nghĩa là mình ý thức trong chúng ta có sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng thế gian đặt tên cho. Tụng cũng vậy, niệm cũng vậy. Mình tụng làm sao, mình niệm làm sao mà cái niệm tụng mình đều nằm trong con tim mới thực sự là công phu. Còn tụng liên tục cái miệng mà cái đầu ngoài đường là không phải công phu. Mà không có công phu thì dứt khoát không có kết quả như mong muốn. Niệm mấy chục năm vẫn bệnh, vẫn chết, le lưỡi như thường. Mắt trợn lên đó chứ, người tréo que. Thầy đi giảng ở Vũng Tàu đó, cái người mà giỏi nhất, một sâu chuỗi mà không biết bao nhiêu sâu luôn. Ai tới nói chuyện với cô nói đừng nói chuyện, để tôi niệm Phật. Khi cô chết á, mắt trợn lưỡi le dài ra, người co quắc lại. Đi đâu? Trả lời đi. Niệm Phật mà chết như vậy đi đâu? Nói. Về cực lạc được không? Không. Chết trong sự ganh tị, ghen tuông, hận thù, le lưỡi trợn mắt là chết không an lành. Cái đó không gọi là tịch được, mà gọi là chết trong đau khổ. Thì niệm Phật mấy chục năm có kết quả không? Không. Bởi vì niệm mà không chịu tha thứ, bỏ qua, quên lãng, niệm mà không phát triển lòng từ bi cho bá tánh chúng sanh bên chung quanh mình, niệm mà không buông bỏ lỗi lầm của người khác là chết trong đau khổ. Nhớ chưa? Bây giờ để muốn chết le lưỡi không? Thầy nói chuyện là nói chứng nghiệm không, chứ không có nói vớ vẩn sách vở đâu nha. Thầy có giảng cái gì ở tự tánh Di Đà, thầy nói thẳng luôn. Giờ muốn nghe không? Nếu mà muốn nghe đó thì thầy ở lại, còn không muốn nghe thì ra xe đi về liền, khỏi mất thời gian. Thầy đâu có cần đâu. Huynh đệ mới cần. Mà thầy không cần phải đọc sách nữa. Thầy giảng thẳng vấn đề, vấn đề tu dễ dàng, đơn giản, mộc mạc, gọn ghẽ. Rất là dễ cho vấn đề. Bởi vì chúng ta không cần phải đọc sách nhiều để làm rối loạn cái đầu đơn giản mộc mạc của mình. Mình sống ở nhà quê mà làm ăn rồi cái gì cũng đơn giản đúng không? Còn ra thành thị mà đâu bằng người ta đâu. Nó gặp mặt nhà quê mà nó gạt cái mình té rồi. Thầy cái miệng nói lanh chứ ra đường chúng ăn thịt thầy phút một là hết liền à. Thầy biết thân phận của thầy cho nên thầy đâu dám lú ra kia đâu. Thầy chui trong chỗ này không à. Thiệt đó. Cái miệng thầy lanh lắm à. Lanh là về đạo thôi. Còn ra đời nói chuyện làm ăn bụp văng cái đầu thầy liền tức thì. Thầy mở miệng nó lột hết cái túi thầy luôn à. Thầy biết thân phận. Nên chúng ta biết ít nhưng mà mình làm trúng thì kết quả lớn. Còn biết nhiều á, làm vớ vẩn chẳng có ra cái ôn gì. Chạy nó chẳng thà biết ít đi, kệ nó, phải không? Nhiều ăn nhiều, liệu cơm gấp đồ hũ. Mình ăn chay rồi gấp đồ hũ ăn được, nó gấp mắm á nha. Liệu cơm gấp đồ hũ. Nhớ không?
Cho nên chúng ta niệm Phật rất là đơn giản mộc mạc, niệm bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim, ngồi niệm cho nó đã cái miệng. Niệm mà không biết mệt mỏi nha, mà lại vui hả, mình niệm Phật thấy vui vẻ hạnh phúc thì biết rằng mình đang gọi là nhập tâm để niệm đó, gọi là nhất tâm niệm đó. Có tụng A Di Đà không? Lâu lâu tụng A Di Đà không? Nếu tụng A Di Đà sẽ vô được á, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn thị nhân lâm thời A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, thị nhân chúng này tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Vấn đề niệm Phật mà hạnh phúc vui vẻ trong 7 ngày liền, vấn đề ngáp ngáp mấy cái Phật trước rồi cần gì phải sinh, phải không? Bởi lúc đó chúng ta niệm Phật nhất tâm trong 7 ngày liên tục không ngừng nghỉ, còn có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Mà người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chắc chắn là vãng sanh viên mãn. Cho nên để niệm Phật được nhất tâm bất loạn, chúng ta phải niệm ngay con tim của mình nè, biết ông Phật mình đang ngồi đây, niệm cho ổng thức dậy, rồi ổng với mình cùng làm việc với nhau. Bên cạnh cái niệm Phật, chúng ta phải trau dồi đạo hạnh, đức hạnh nữa chứ. Còn nghĩa là nói chung lại là đạo đức đó, đạo hạnh, đức hạnh, hai cái là đạo đức. Chúng ta phải trau dồi cái đạo đức của mình, làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình, với anh em, với dòng tộc, với bà con, lối xóm. Đi tới đâu cũng ban rảy tình thương, sự vui vẻ, hạnh phúc mình cho mọi người. Người tu mà để đem cái sự an lạc hạnh phúc từ trong tâm khảm của mình nè, mình chia sẻ cho bà con lối xóm, ai gặp mình cũng vui á, chứng tỏ là mình có phước rồi. Mà ai gặp mình cũng hạnh phúc, chứng tỏ là họ được phước rồi. Như vậy mới gọi là giúp đỡ huynh đệ ba tánh sanh tiến hóa giống mình chứ. Chứ mình tu mình hưởng mình thôi, tu làm chi, mà chắc gì hưởng mình được kết quả như mong muốn đâu. À, mình hưởng một mình thấy mình sướng hơn người ta, mình sẽ đâm ra tự cao tự đại, mình sẽ chết trong cái tự cao tự đại đó luôn đó. Cho nên người niệm Phật tụng kinh phải biết một điều là càng tụng càng niệm, tánh thương yêu bá tánh càng nhiều thì biết rằng là mình đang vào chánh pháp. Rõ chưa? Còn mình tụng mình niệm càng ngày mình thấy càng giỏi hơn người ta, phải biết rằng là mình đang lọt vào tà pháp đó. Bởi vì sao? Bởi chư Phật chính là đại từ đại bi. Đại từ đại bi chính là chánh pháp. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật mà không phát triển lòng đại từ đại bi, mà coi thường bá tánh nên phải biết rằng là mình đã lạc đường rồi đó. Mà khi lạc đường rồi cái mặt mình rất là đen thùi, cái mặt mình tánh tình mình kỳ cục lắm, tánh tình mình muốn hơn thua với người ta là mình thua rồi. Trong Phật pháp muốn thắng là bại, muốn hơn là thua. Vừa khởi niệm tự cao tự đại là mình đã mất con đường trở về với chư Phật rồi. Bởi mình rời xa cái tánh đại từ đại bi, còn có nghĩa là mình đang rời xa chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Rõ chưa? Cho nên phải tu sửa chứ. Trong kinh nói rõ ràng, này thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hỏi lại coi mình là thiện nam tử chưa, thiện nữ nhân chưa, hả? Được chưa? Chưa. Bởi vì cái tánh bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ giúp đỡ chưa có đủ, thì làm sao trở thành thiện nam tử, thiện nữ nhân được? Mình phải tự biết mình, đúng không? Thí dụ bây giờ ha, con bác tên gì vậy bác? Sao hả? Tên sao hả bác? Dạ, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà sao? Tại vì A Di Đà chính là mình mà, đúng không? Thì bác niệm cho ai? Niệm cho mình, đúng không? Cho nên chúng ta khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình phóng tâm ra kiếm một cái gì đó là mình đã niệm trật rồi. Ngay từ cái câu đầu tiên đã trật rồi. Bởi vì mình đang niệm cho tự tánh của mình. Bên cạnh cái niệm Phật đó, mình phải phát triển cái tâm thương yêu ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Huynh đệ có nhớ ông bà để lại cái câu thành ngữ tục ngữ không? Thương người như thể thương thân không? Câu này không phải là của người thường để lại đâu, là các vị minh sư đã chứng đắc trong dân tộc của mình để lại cho mình học đó. Nhưng mà mình đâu có chịu học, mình coi là thành ngữ tục ngữ thôi, phải không? Chẳng hạn cái câu là lời nói không mất, tiền mua lựa lời mà nói chứ vừa lòng nhau, để dạy mình cái tính là giữ cái khẩu nghiệp đừng nói bậy. Hay lắm, các ngài rất hay. Nhưng chúng ta lại coi là thành ngữ tục ngữ. Chẳng hạn câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng. Dạy cho mình cái tánh từ bi, đừng có kỳ thị phân biệt, ghét người này ghét người nọ. Dạy cho mình biểu lộ tánh thương yêu đó, phải không? Là các vị minh sư đã chứng đắc dạy cho dân tộc mình những điều rất là hay. Nhưng chúng ta không thèm học, không thèm làm. Cười người chứ có, cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Dạy cho mình cái gì? Dạy cho mình là nhân quả đó. Mình cười ha hả hôm nay, ngày mai mình khóc hu hu.
cười đi, cười nhe răng đấy, cười ngày mai người ta cười mình đó. Luật nhân quả đó. Thấy những câu nói các ngài để lại cho mình chưa? Đó là Phật Pháp không đó. Nhưng mà mình coi là thành ngữ tục ngữ, cho nên mình không học được gì hết. Bây giờ hiểu ý trong đạo chia sẻ chưa? Nếu để tụng kinh niệm Phật mà không phát triển được cái lòng thương yêu bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình á, thì dứt khoát mình không thể nào gần gũi chư Phật được. Bởi chư Phật chính là Đại Từ Đại Bi, mà Đại Từ Đại Bi chính là chánh pháp. Mà người biết tu phải phát triển lòng Đại Từ Đại Bi, và khi niệm Phật phải biểu lộ tình thương yêu, thì cái niệm Phật mình có giá trị tuyệt đối như sự mong muốn của mình đó. Nhớ chưa? Dễ hiểu không? Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đệ đã cho thầy có cơ hội nói chuyện. Thầy nhìn huynh đệ, thầy nói là thao thao bất tuyệt, là không bao giờ viết một chữ nào xuống hết. Nói là nói cho đã cái miệng. Tất cả những cái nói của trung đạo đều là chứng nghiệm, những cái kinh nghiệm tâm linh của bản thân mình đã trải qua nhiều năm như vậy. Bây giờ nói hoài, nói đến khi nào mà huynh đệ thấu triệt được cái chân lý mình là ai. Cái câu hỏi luôn luôn là không bao giờ trật. Cái câu hỏi là mình là ai, câu trả lời không bao giờ thay đổi từ ngàn ngàn năm tới giờ. Mình là Phật, chắc chắn là như vậy. Nếu không phải vậy thì dám nói là Phật A Di Đà chính là ta, đúng chưa? Chân lý là mình là ai, trả lời thiệt lớn lên, mình là ai, mình là ai? A Di Đà Phật. Chúc mừng huynh đệ, mình dám nói nha. Thầy sáng thầy có nói đó, các ngài nói với ta thế này nè, các con có quyền nói mình là Phật. Nếu các con nói mình là Phật là có phải sống với cái đức tính của Phật. Các đức tính của Phật là vậy nè: là kính trọng, là khiêm nhường, là yêu thương rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ. Đó là những đức tánh của Phật. Nếu con nói con là Phật, con phải sống với những đức tánh đó. Nếu con sống từ 1 năm đến 5 năm sau, những cái đức tánh đó sẽ ăn nhập với con. Khi những đức tánh với con là một thì con là ai? 5 năm sau ông Phật mình sẽ xuất hiện. Còn nếu nói mình là Phật mà mình không chịu sống trong tính kính trọng, khiêm nhường, yêu thương rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ, thì 5 năm sau ông Phật mình cũng không bao giờ xuất hiện. Bởi vì mình không chịu sống và tập cái đức hạnh của Phật tánh, cho nên ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy. Cũng như mình niệm Phật là đánh thức tự tánh mình dậy, mà mình phóng tâm ra ngoài mình niệm là ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy được. Rõ chưa? Bây giờ hiểu ý thầy chưa? À gì đó. Dễ hiểu không? Dễ làm lắm mà thiệt, dễ làm lắm. Ngày xưa thầy cũng như huynh đệ thôi. Thầy mày mò trong cái niệm Phật, cái tụng kinh á. Mục đích chính của thầy đó, thầy thực sự là người xuất thân từ Công giáo, là đời thứ tư. Thầy là đời thứ tư. Ông cố, ông nội, bố thầy là người đời thứ tư. Thầy là Công giáo. Mà thầy tụng kinh niệm Phật, sự chứng ngộ, thầy không cầu cạnh, thầy không khóc lóc van xin, thầy quyết tâm thầy đi. Thầy biết trong này có ông Phật, thầy biết như vậy luôn. Nhưng mà không biết cách nào để gần gũi cái ông này, nên tụng kinh niệm Phật một thời gian thiệt dài, để giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, giải trừ ý xấu, khẩu xấu, thân xấu, giúp cho tam nghiệp thanh tịnh. Thầy cố tình tụng kinh niệm Phật để cho tam nghiệp được thanh tịnh. Nhờ nó thanh tịnh như vậy thầy mới hiểu được nhiều thứ lắm. Cái ý mà thanh tịnh rồi á thì tự nhiên mình rất là sáng suốt. Bởi vì tụng kinh niệm Phật có công năng phát triển trí tuệ. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật đúng thì trí tuệ mình phát triển rất là nhiều. Cái đầu mình càng sạch á thì cái miệng mình sạch, cái thân mình sạch, là tam nghiệp đã thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nên cái đầu này rất là ngộ. Cái ý mà không sạch thì cái miệng sẽ không sạch, cái thân sẽ không sạch. Cái ý không thiện, cái khẩu sẽ không thiện và thân không thiện. Cái ý không lành, cái khẩu sẽ không lành và cái thân không lành. Cho nên mình tiếp tục tạo tác trong tam nghiệp. Bây giờ để niệm Phật tụng kinh có kết quả, cố gắng làm sao giết cái thằng ý vẩn vơ bá láp này đi, thằng phàm phu tục tử nằm trong cái đầu này nè. Luôn luôn nghĩ thiện, nghĩ thiện, nghĩ thiện, để không cho cái thằng tôi mình nó nghĩ bậy. Cho nên niệm Phật, thí dụ huynh đệ có một cái niệm không tốt lành vừa khởi lên trong cái đầu này, niệm Phật dẹp nó liền là huynh đệ sẽ không tạo tác nghiệp. Còn nếu huynh đệ để cho cái ý niệm bậy nó lặp đi lặp lại trong vòng 1 phút, tức là 1.000 lần lặp đi lặp lại, là huynh đệ đã tạo tác ý nghiệp rồi đó.
Thành ra mình vừa khởi niệm lên, mình nghĩ xấu cho huynh đệ, nghĩ xấu cho bác sao đi, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật con xin xong ấy, là tự động cái ý nghĩ đi biến mất, là không tạo nghiệp. Bây giờ có biết cách nào không tạo nghiệp chưa? Tức là mình xóa bỏ mấy ý tưởng không tốt lành ngay tức thì bằng câu niệm Phật, thì tự nhiên mình không tạo tác ý nghiệp. Hãy ý nghiệp lặng rồi thì tiên khẩu nghiệp không khởi, thân nghiệp không động. Rõ chưa? Dễ hiểu ha? A Di Đà Phật. Bài giảng rất là đơn giản nhưng mà rất là xúc tích để cho huynh đệ tập theo. Mình nông dân mình sống đơn giản mộc mạc đi thì đạo pháp nó rõ ràng vậy lắm, không cần phải biết nhiều cái ngôn ngữ mà nó trên trời dưới đất không chi, nó mệt cái đầu. Mình đơn giản mộc mạc mà sống sao biểu lộ vậy, cố gắng làm sao niệm Phật tụng kinh biểu lộ cái tánh thương yêu, nói ra lời tốt, nghĩ lời điều tốt, làm điều tốt. Chỉ có 8 chữ thôi, huynh đệ, chúng ta chỉ cần sống trong 8 chữ này thì tự nhiên tam nghiệp sẽ được thanh tịnh. Nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Nghĩ thiện, làm lành 4 chữ đúng không? Tụng kinh, trì chú 4 chữ là 8 chữ. Mà người tu niệm Phật chỉ cần 8 chữ đó thôi, mình cũng đạt được cái mức nào đó trong cõi giới tâm linh để sống tâm hồn của mình đó. Nếu mình sống thực sự trong những cái điều thầy vừa nói trong 8 chữ đó, tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh. Tại sao dám nói là tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh? Nghĩ thiện làm lành. Nghĩ thiện là gì? Là ý nghiệp. Làm lành là gì? Là thân nghiệp. Tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Có phải vậy không? Thì đây huynh đệ chỉ có 8 chữ. Nghĩ thiện, mở mắt dậy là đạo nghĩ điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Mở miệng ra những điều an lành, tốt lành cho ba tánh chúng sanh. Hả, làm là làm những điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Đó là nghĩ thiện làm lành đó. Cho nên người tu niệm Phật chỉ biết ngồi xuống, hết lòng vô cái tụng, hết lòng cho cái niệm, chuyện gì còn lại luật nhân quả chư Phật sẽ tính. Chúng ta không cần phải lo, cứ làm đi rồi sẽ thấy cái lợi lạc đó ai hưởng. Mình là người hưởng hết, chứ trung đạo không có hưởng trong đó. Không những mình hưởng rồi, con cháu mình hưởng, cả gia tộc mình hưởng. Vì người tu trong gia tộc, một người biết tu, cả nhà được nhờ, chứ trung đạo không dính vào trong đó. Thử làm coi, một người ở Rạch Giá gặp thầy mà chưa bao giờ gặp mà tụng kinh theo cách hướng dẫn của thầy, thì mấy năm sau thầy xuống Rạch Giá cách đây 4-5 tháng thì tới một cái làng nhỏ nhoi đó, bà gặp thầy, bà vô bà đảnh lễ thầy, bà nói một câu: thưa thầy, từ ngày con biết cái pháp mà thầy chỉ cho con tu, con cái con tất cả mọi điều được như ý hết, mọi đứa rất là hạnh phúc, con cảm niệm công đức của thầy. Nếu huynh đệ đã làm được thì huynh đệ ở đây cũng làm được, làm được hết á. Thì pháp của chung không phải của riêng ai. Muốn được những gì mà mình mong cầu là phải làm y như sự hướng dẫn của các ngài, thì chúng ta sẽ được kết quả như mong muốn. Bởi vì mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có nguyện rằng là: nếu con trì tụng kinh chú, tức là đại bi, niệm danh hiệu của cha ta, cầu quả vị gì con được quả vị ý. Những gì mà con mong cầu mà không được đắc thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đây là lời nguyện của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Nên huynh đệ cứ làm hết lòng đi, mà huynh đệ cầu mong không được là ngài sẽ không thành chánh đẳng chánh giác. Với điều kiện là mình phải làm hết lòng nha, thì lời nguyện mình sẽ được như ý đó. Trung đạo cầu chúc cho huynh đệ tụng kinh năng nổ, niệm Phật tinh tấn, để những gì mà huynh đệ mong cầu đều được như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ không? Dễ hiểu không? Quyền lợi là của mình nha, của không phải của trung đạo, của cô ở đây đâu. Tất cả là của mình hết. Phải hiểu rằng là nghĩ thiện làm lành là mình giúp cho ý nghiệp và thân nghiệp mình được lành. Tụng kinh trì chú giúp cho khẩu nghiệp được lành. Cho nên ba điều này giúp cho tam nghiệp tạm thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là tam nghiệp thanh tịnh. Mà phải biết rằng là khi không nghĩ được điều tốt cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống niệm Phật, tập trung tư tưởng trong tiếng Nam Phật để đừng nói bậy, để đừng nghĩ bậy. Khi không nói được điều an lành cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng Mù Thời Kinh để đừng nói bậy. Khi không làm được điều gì lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng Mù Thời Kinh thiệt là an lành để đừng làm bậy. Đó là mình tự giúp mình không tạo tác nghiệp. Dễ hiểu ha? Cho nên để không tạo tác nghiệp, cố gắng làm sao sống trong 8 chữ: nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Phải ý thức rằng khi mình nghĩ tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình nói tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình làm tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, còn có nghĩa là mình đang làm tốt, nói tốt
nghĩ tốt cho đời sống của mình, cho gia đình và cho dòng tộc của mình đó. Đừng có ngại, đừng có ích kỷ, đừng có hạn hẹp. Khi mình ích kỷ, hạn hẹp và ngại là mình tự làm cho đời sống mình hạn hẹp, không phát triển được. Rõ chưa? Phải biết rằng khi mình nghĩ tốt cho bác sao là mình đang nghĩ tốt cho chính mình. Khi mình làm tốt cho bác sao là mình đang làm tốt cho chính mình. Bởi vì luật nhân quả sẽ không bao giờ tha thứ và sẽ đem lại tất cả những gì huynh đệ đã tạo ra. Luật nhân quả cai quản cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sống rất là an lành. Cái gì cũng có luật nhân quả, chư Phật lo rồi, mắc chứng gì mình phải lo. Hiểu không? A Di Đà Phật. Rõ không? Quá rõ anh. Làm không được nó bó tay. Nó dễ đến mức như vậy mà làm không được, nó không có gì cao siêu hết á. Cuộc sống tu hành rất là đơn giản mộc mạc. Biết càng ít học càng giỏi. Biết nhiều đâm vớ vẩn, nói tầm bậy tạo nghiệp. Biết ít nói nhiều là tạo tác. Biết ít mà nói nhiều quá nè, lộng ngôn lộng ngữ. Chưa chứng nói chứng, không có nói có, chưa được đã nói được là tạo ra khẩu nghiệp. Thành ra mình biết chút, mình chia sẻ vấn đề một chút, mình có nhiều nói nhiều. Khi huynh đệ tu giỏi ngộ lắm, cái đầu của mình á, mình phát triển trí tuệ. Huynh đệ thấy cái đầu của thầy nó tròn, nó u lên không? U không? Thấy u nhiều không? Ngu quá bị đập đầu nó sưng lên chứ không có gì hết á. Nhiều quyền lợi lắm. Thầy nói không bao giờ hết được cái quyền lợi tâm linh. Nhưng các ngài ban cho chúng ta cái quyền lợi tâm linh để làm cái gì? Để làm phương tiện giúp đỡ huynh đệ anh em của mình cùng tiến hóa với mình. Chứ để cho mình xài chơi đâu. Không phải. Nhưng nếu mà mình lấy cái đó mà làm lợi dưỡng cho mình phát triển tiền bạc danh lợi á, là mình tự hủy diệt con đường trở về với chư Phật đó. Mình sẽ phạm lỗi lầm. Lấy ân điển phước báu chư Phật ban cho mình để làm giàu cho cá nhân mình là mình đang làm tổn phước chính đời sống tu hành của mình. Cuối đời của mình sẽ không được như ý. Cho nên tất cả những gì chư Phật ban cho mình á, đều lấy đó làm phương tiện độ lại anh em của mình là một người con có hiếu. Bởi vì mình làm việc cho anh em bá tánh chúng sanh đây là báo hiếu ở chư Phật. Đúng không? Đúng không? Chư Phật ở đâu? Chư Phật ở đâu? Dạ đây nè, chư Phật ngồi nè. Cho nên làm việc cho anh em là báo hiếu chư Phật nè. Chứ đâu phải là làm việc cho bá tánh sanh là báo hiếu cho mấy cục đá này đâu. Không có. Mấy cục đá này không có cần. Mấy ông Phật đây nè, Phật ngồi đây nhóc. Tại đã phụng sự bá tánh sanh là báo hiếu chư Phật đang ngồi trước mặt mình đó. Huynh đệ nếu mà huynh đệ nhìn thấy anh em mình là Phật, tự nhiên ông Phật trong lòng của mình nó hạnh phúc vô cùng. Bởi vì ông có cơ hội được biểu lộ cái tánh khiêm nhường, thương yêu rộng lượng. Hay lắm luôn á. Quý thử làm coi. Chừng 100 ngày à, cuộc đời mới thay đổi hết á. Mặt mình sẽ đẹp lên. Mình xài kem A-di-đà, phấn đại bi, mặt đẹp vô cùng. Biết kem A-di-đà, phấn đại bi không? Xài không có hóa chất. Biết cái đó không? Ở đâu à? Mình xài kem A-di-đà, phấn đại bi mỗi ngày á, mặt rất là đẹp. Thầy nói vấn đề đừng, thầy hỏi vấn đề đừng có ói nhan. Nhan, da mặt thầy đẹp không? Đừng có ói hen. Nhưng mà không có đẹp trai nha, chỉ có da mặt đẹp thôi. Nếu thầy nói đẹp vấn đề sẽ ói chết luôn á. Tụng kinh nhiều đi, mặt mình sẽ phát quang. Mặt mình sẽ phát quang. Nó sáng lên, con mắt rất là sáng. Con mắt sáng không bác? Mắt thầy sáng không? Con mắt lúc nào cũng long lanh. Bởi cái lòng mình rất là sáng cho nên con mắt nó sáng. Cái lòng mình nó tròn cho nên cái đầu nó tròn. Cái lòng này ngộ lắm. Tùy tướng tự tâm sanh mà. Cái lòng trong sạch thì con mắt sáng. Cái tâm tròn thì cái đầu bóng. Nó vậy thôi. Con ruồi đậu mà không có gậy chống nó té cái bạch nó chết nó đó. Thử làm đi rồi thấy được cái lợi lạc. Chứ có 100 ngày thôi. 100 ngày thôi. Làm không được nó chịu thua luôn á. Cái gì là Phật thưa cô. Chút nữa mình sẽ có giờ hỏi, cô yên tâm. Chắc chắn ai cũng phải hỏi hết á. Ở đây thầy có, thầy mới nói chuyện với cô gì đó, thầy không nhớ tên, thầy có bệnh hay quên. Thầy nói nếu huynh đệ nào mà có cái lòng tu, có cái tâm muốn phát triển trong vấn đề tu hành trong Phật Pháp,
thầy sẽ tặng cho cái vị đó một món quà. Thầy giảng trên mấy trăm dĩa rồi, nhưng mà thầy sẽ tặng huynh đệ cái máy nghe pháp, trong đó có cái thẻ nghe pháp luôn. Người nào tu giỏi và biết, muốn biết phát triển, muốn phát triển, muốn tiến hóa thực sự trong đường tu, thầy sẽ tặng cho cái máy đó, món quà tâm linh cho huynh đệ. Quyết định đi nha, không có đừng có ganh tị đó. Ganh tị là tội lỗi ghê lắm mà. Thầy có viết cái bài nhạc đó: cảm ơn mẹ, mẹ cho con biết thương người. Cảm ơn người, người đã cho tôi biết hờn ghen. Hờn ghen giết chết thương yêu. Đời người đổi trắng thay đen, người người tạo tác nghiệp duyên, để rồi tử sinh luân hồi. Nếu mình có gánh ganh tị hờn ghen á, mình sẽ chết trong sự đau khổ. Như cái bà mà bà chết le lưỡi trợn mắt á, đó đó. Niệm Phật mà không bỏ qua nỗi ghen tuông, không vượt qua nỗi cho nên chết le lưỡi trợn mắt. Tùy huynh đệ, muốn le lưỡi trợn mắt cứ tự nhiên, thầy chúc mừng. Thầy có nói với cô rồi, thầy sẽ gửi những món quà đó. Khi huynh đệ nào muốn phát triển đạo tâm và tu hành tiến hóa, thầy sẽ sẵn sàng tặng cho huynh đệ một cái máy đó với cái thẻ, một trăm mấy bài giảng của thầy trong đó. Thầy chỉ huynh đệ tu thôi. Thầy luôn luôn đi khắp nơi và chỉ người ta tu, giống mình đã tu và đang tu rồi tiếp tục tu. Ở thế gian này các ngài có nói câu: người tu thì như lông trâu. Trâu có lông không? Rất ít ha. Mà thành đạo như sừng thỏ. Thỏ có sừng không? Không có sừng. Các ngài hỏi: người tu thì như lông trâu, mà thành đạo thì như sừng thỏ. Chứng tỏ rằng là rất hiếm người tu, mà thành đạo rất ít người được. Bởi vì mình vớ vẩn nhiều quá, cho nên mình không thấy được mình là ai. Cái chân lý, khi người ta hỏi mình là ai, câu trả lời luôn luôn không bao giờ trật: mình là Phật. Đó là chân lý của cuộc sống tu hành. Khi mình biết mình là Phật, mình phải niệm Phật làm sao để đánh thức ông Phật của mình dậy, kèm theo cái lòng đại từ đại bi, kèm theo cái lòng yêu thương dành cho ba tánh chúng sanh, kèm theo cái tính kính trọng khiêm nhường, từ bi bác ái hỷ xả. Lúc đó mình mới giúp được ông Phật của mình phát triển lòng đại từ đại bi lớn mạnh, thì mình mới có hội gần gũi chư Phật và sống trong chánh pháp. Bởi chánh pháp chính là đại từ đại bi. Trung đạo không cần biết huynh đệ tu pháp gì, hành pháp gì, nói pháp gì, không cần. Mà cái tánh từ bi huynh đệ phát triển rộng lớn thì trung đạo đã tán thán công đức huynh đệ đó rồi. Còn huynh đệ tụng kinh gì, pháp gì, hành pháp gì, nói gì thầy không cần biết. Mà hả, tự cao tự đại nổi lên là biết mình đã sống trong tà pháp. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Huynh đệ tự chọn đi. Đi vào thế gian chỉ có hai đường đi thôi. Muốn đi vào thế gian, người phàm phu tục tử cứ qua cửa người mẹ, tức là người đàn bà đó. Khi ra cửa người mẹ rồi thì không biết gì, chỉ có cái nghiệp thức cầm theo thôi. Chết huynh đệ mang theo được gì? Nói thì nghe coi. Có nhà, có cửa, có vợ, có con, có chồng, có con. Nói chung có tất cả mọi thứ vật chất thế gian. Ai chết cầm theo được gì giơ tay lên? Hả? Chỉ có một cái duy nhất gọi là nghiệp tốt và xấu theo mình thôi. Cái đó là thức nghiệp. Chúng ta cầm, thành ra đứa con nít sanh ra, mới sanh ra bàn tay nó nắm cứng như nè. Huynh đệ có thấy đứa nít nào mở tay không? Bởi nó đang cầm cái nghiệp của nó trong tay, nó không cho ai thấy. Khi nó bắt đầu nó nằm đó, nó biết giãy tay giãy chân ha. Một nửa, 12 tháng, 18 tháng nó dở bàn tay ra, mà nó nhìn nó khóc, nó nắm lại là biết đứa này sẽ khổ trong tương lai. Còn nó mở bàn tay, nó nhìn ham thấy nó cười hoài, biết cái này sẽ hạnh phúc trong tương lai. Nó nhìn được cái nghiệp chướng của nó. Bởi vì con mắt của nó rất là ngây thơ trong trắng, nó nhìn được những gì chúng ta không nhìn được. Nó ngửi được những mùi chúng ta không ngửi được. Nó thấy được những điều chúng ta không thấy được. Bởi tại sao? Nó là trong trắng, ngây thơ, tinh khiết, cho nên nó thấy, nó biết những điều chúng ta không thấy biết. Một đứa bé mới sinh ra tới 10 tuổi, nó học được 5-6 tứ thiến cùng một lúc. Nên chúng ta nhét chúng sanh vô nó mà liên tục, tự nhiên lớn lên cái tánh thông minh nó biến mất, tánh phàm phu tục tử nó lớn lên. Huynh đệ thử nghĩ lại coi, nếu muốn đứa bé phát triển tánh thông minh tột đỉnh, cái tánh thông minh thiêng liêng của nó đó, là nên hạn chế cho năng chúng sanh đi. Không thôi lớn lên á, tánh thông minh nó bị hạn chế rất là nhiều. Bởi vì mê muội ngu xuân thuận hóa thành chúng sanh, đúng không?
Nhưng chúng ta sống làm sao mà tái sanh làm người là còn có phước, mà tái sanh lọt xuống kia là thiệt là vô phước đó. Cho nên mình giúp đứa bé phát triển Phật tánh bằng cách là giúp cho nó hạn chế ăn chúng sanh, để tánh Phật nó ngự trị trong người của nó. Nó lớn lên nó thông minh, nó đẹp đẽ, nó yêu thương ba tánh chúng sanh, là mình cha mẹ hiểu biết. Còn nếu mà mình cho nó ăn chúng sanh quá nhiều đó, thì lớn lên Phật tánh nó sẽ chết, và cái tánh tôi phàm phu tục tử nó sẽ lớn lên, thì nó ra đời ba tánh chúng sanh sẽ khổ. Thì cái tôi nó quá lớn, nó không nhìn thấy được Phật tánh, thành ra không có lòng từ bi cho ba tánh chúng sanh. Bây giờ đệ tử quyết định đi, mình sản xuất đứa nhỏ ra để Phật tánh nó lớn, hay mà sản xuất đứa nhỏ ra để cái tánh nó ra thành một quái vật cho xã hội. Huynh đệ là chủ nhân của sự sáng tạo đó, đó, sự suy nghĩ đi. Rõ chưa? Cho nên con mình an lành, hạnh phúc, đạo đức là do chính mình rèn luyện. Còn nó lớn lên làm khổ, mình làm khổ ba tánh chúng anh cũng do chính mình rèn luyện. Cho nên đi vào thế gian phải qua cửa người mẹ. Rồi trong cái cửa người mẹ nó ra đời rồi, sẽ có hai ngõ đi, một là địa ngục, hai là niết bàn. Nếu mình sống trong tánh phàm phu, tục tử, ngu si, bản ngã, thấp hèn, mình sống làm khổ những người xung quanh, biết rằng là mình sẽ đi vào cái ngõ đen thù lùi đó. Còn nếu mình sống yêu thương bá tánh, với sự rộng lượng từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ giúp đỡ, phải biết rằng là mình đang chọn con đường sáng để đi. Bây giờ vấn đề tự quyết định sáng hay tối. Nói tối hả? Vậy là Phật hay tôi, địa ngục hay niết bàn? Nếu biết chọn lựa là phải biết cách sống nha, chứ phải nói cái miệng đâu á. Chút may mắn đó, nói là phải làm á, lời nói hành động phải đi đôi, là người tu chân chính. Nam mô Di Đà Phật. Huynh đệ cái hiểu ý trung đạo muốn chia sẻ huynh đệ điều gì không? Huynh đệ trung đạo đang cố gắng đánh thức Phật tánh của anh em vậy đó. Cho dù ít nhiều về cũng phải suy nghĩ lại trung đạo nói cái gì. Đang cố gắng đánh thức ông Phật Di Đà của mình vậy đó. Bây giờ biết niệm Phật ở đâu để đánh thức Phật A Di Đà mình chưa? Hả? Niệm ngoài chợ hay niệm trong nhà? Niệm ngay đây nè. Bây giờ trung đạo, huynh đệ ở đây rất là đơn giản mộc mạc, trung đạo chỉ là huynh đệ sẽ làm được liền. Đầu tiên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nó hơi vào ha. Chữ Phật là nó vô tới cái bụng. Rồi bắt đầu mình thở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ra ha. Niệm vô Nam Mô A Di Đà. Khi niệm Phật, tai lắng nghe tâm tưởng nhớ, thì tạp niệm vọng niệm không sanh. Còn nếu niệm Phật mà không chịu lắng nghe tâm tưởng nhớ, thì tạp niệm vọng niệm sẽ khởi không ngừng nghỉ. Lặp lại. Hít một hơi, niệm chậm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thở ra cũng vậy. Nhưng mà mình niệm mình vẫn lắng nghe tiếng niệm của mình. Tâm của mình phải biết rằng là mình đang niệm Phật. Nó gọi là ý thức niệm. Mà có ý thức niệm là tâm mình sẽ an tịnh. Nhờ an tịnh như vậy cho nên không có tạp niệm vọng niệm. Rõ chưa? Còn nếu huynh đệ niệm Phật 10 năm mà tạp niệm vọng niệm khởi hoài, thì nó biến thành ác niệm tà niệm. Mà khi huynh đệ đã bị ác niệm tà niệm chiếm ngự rồi, thì không bao giờ niệm Phật có kết quả cả. Bây giờ muốn chánh niệm hay là tà niệm, ác niệm, suy nghĩ đi. Chúc may mắn. Chánh niệm là gì? Có ai kể huynh đệ nghe chánh niệm là gì chưa? Chánh niệm phải là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không phải. Không phải chánh niệm là vậy đâu. Chánh niệm là cái người đang niệm Phật đó, niệm nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không mất. Tai lắng nghe tâm tưởng nhớ mình đang niệm đó chính là chánh niệm. Rõ chưa? Thầy lặp lại, đâu có ai dạy đâu phải không? Sách đâu có ghi đâu. Chánh niệm là tai lắng nghe tâm tưởng nhớ, nghiệp thiện không mất, nghiệp ác không khởi, đó là chánh niệm. Mà người niệm Phật có ý thức niệm cho nên gọi là chánh niệm. Bây giờ hiểu chưa? Dễ không? Đó là bước thứ nhất thôi nha. Niệm hơi thở ra vào. Trung đạo sẵn chỉ cho huynh đệ luôn. Về nhà lắng nghe. Ở trong chùa này là cái chuyện đương nhiên, chúng ta cùng tu với nhau để tiến hóa. Nhưng khi về nhà, không lẽ nằm nông cả ngày từ sáng tới khuya, cũng phải có thời gian rảnh chứ, đúng không? Trong lúc rảnh đừng có tụ năm tụ bảy, nói những lời không tốt lành để cho nó tạo nghiệp. Thế ngồi yên lại
trước chánh điện cũng được, trước bàn thờ cũng được, không có bàn thờ cũng được. Nói chung bàn thờ chỉ là phương tiện tạm thời thôi, còn ông Phật này mới là chính. Mình ngồi mình niệm Phật với ổng luôn, mình với ổng tâm sự, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít sâu thở dài, hít sâu thở dài. Đó là bước thứ nhất. Và bước thứ hai nè, thầy chỉ huynh đệ nhớ, mai mốt coi lại cái dĩa này rồi nhớ. Mốt thầy sẽ vô cái dĩa nhỏ nhỏ rồi bỏ cho cái máy cho huynh đệ nghe. Lắng nghe tiếng tim của mình á, cái tim mình đập, mình niệm mỗi nhịp cái là Nam, nhịp cái thứ hai là A, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nghe tiếng tim mình, cố gắng nghe tiếng tim, cố gắng lắng nghe tiếng tim. Khi mình nghe tiếng tim rõ rồi, mình niệm chậm theo tiếng tim, niệm từng chút một. Bên cạnh nó vẫn hít vô niệm Phật, vẫn thở ra niệm Phật, nhưng niệm theo nhịp đập của tim. Đây là không phải của thầy chỉ đâu nha. Sau này gặp lại thầy sẽ nói ai chỉ. Cái vị này lớn ghê lắm mà chúng ta hay kêu mẹ mẹ đó nha. Khi con niệm theo tiếng tim, khi con nghe tiếng tim con rõ ràng rồi, thì tất cả tiếng động xung quanh không còn tồn động ngoài tiếng tim ra, thì con đang hòa nhập với sự sống. Khi cái tim ngừng đập, vấn đề gọi là gì? Cái người nằm thẳng cẳng không thở mà tim ngừng đập gọi là gì? Ngẫm. Ngẫm đó, tức là không nhúc nhích mà không thở, tim không đập là ngẫm. Là nếu tầm 7 thì mình sẽ lọt vô cái kia đen thùi lùi. Còn nếu mà biết rằng là mình đang niệm tiếng tim của mình, nghe tiếng tim niệm theo á, là mình đi về cái chỗ sáng thiệt sáng. Thầy nói lại vấn đề sẽ nghĩ ra tại sao mình phải hít vô thở dài ra. Hít sâu thở dài là sự sống, hơi thở ra vào nhịp tim là sự sống, đúng không? Đúng chưa? Giờ thầy mới hỏi lại đó, nằm thẳng cẳng không thở tim ngừng đập gọi là gì? Ngẫm. Nói câu nó đơn giản rõ ràng đi, ngẫm. Rồi bắt đầu cái mặt xanh lè, môi tím riệm, mắt trợn lưỡi le là biết đi đâu rồi, phải không? Cần phải diễn tả. Còn mà mình ngủm mà mỉm cười nè, cái mặt vẫn đẹp là đi đâu? Là tịch. Tịch nha. Tịch trong cơn an tịnh hạnh phúc để được tịch là mình có cơ hội về với chư Phật. Còn nằm dãy đạch đạch mà nhăn mày nhăn mặt, trợn mắt le lưỡi là biết đi đâu rồi, cần gì phải hỏi, phải không? Biết rồi cần gì phải hỏi. Thầy chỉ với huynh đệ, hơi thở ra vào nhịp tim của mình là sự sống. Huynh đệ trả lời đúng hay không đúng? Đúng chưa? Trả lời lại, hơi thở ra vào nhịp tim còn đập gọi là sự sống, có phải vậy không? Đúng không? Chắc chưa? Rồi giờ Trung Đạo nói sâu chút xíu nữa. Trong sách vở đệ là vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể. Con chó có thở không? Con mèo có thở không? Con rắn có thở không? Con voi có thở không? Nói chung tất cả những sinh vật, cây cỏ, lá hoa đều thở. Cái lá cây nó cũng thở, cho nên nó xanh đẹp hoài. Thấy không? Nó cũng thở. Cái lỗ chân lông trong lá cây nó thở. Nó hút ánh nắng vô, cái lá cây nó chuyển qua cái thân, nó chuyển thành lục diệp tố, nuôi dưỡng thân cây nó xanh lè đẹp đẽ. Nó có sự sống luân chuyển trong cái cây. Cái cây nó có sự sống, cái cây nó hữu tình đó. Nó biết được mình nói chuyện với nó đó. Thầy chứng minh rất là nhiều lần. Thầy mới chứng minh cho đệ tử, thầy thấy luôn cái cây hoàng hậu huynh đệ biết rồi. Cành lá xum xuê, nó gọi là cây đực, không bao giờ có bông được. Mà ở trong cái nhà của thầy ở dưới cái bè đó, cái cây đó rất là lớn luôn. Cây hoàng hậu lớn ghê lắm mà không có một cái nhánh bông nào hết mà nhiều năm như vậy. Thì cái anh mà ảnh chăm sóc cái nhà cho thầy, anh nói, sư phụ ơi, đây là cái cây hoàng hậu đực. Không thế nào, hoàng hậu đực chắc là bê đê rồi đó. Như thầy nói, cây đực đi, nó hoàng hậu đực. Cây kỳ quá, hoàng hậu sao đực được. Thì anh nói là hoàng hậu đực không có bông được, con sẽ chặt nó, con trồng cây khác. Sư phụ nhìn cái cây nó đẹp quá, nó bự quá, nói chặt uổng vậy con. Cái sư phụ Trung Đạo mới nói với cây nè, nói rồi đó nha, không có bông nó chặt bỏ, ráng chịu, làm gì làm đi, tôi không có biết tới á. Thầy đi qua bên nước Đức một tháng sau về, rồi đi Phật sự đâu về, thì đến tháng tư này nè, tức thì đó, thầy quay trở lại huynh đệ tưởng tượng coi, hoa vàng nó mọc đầy cái cây hết. Nó sợ bị chặt, nó phải đẻ ra hoa bông chứ, nó không phải hoàng đực nữa mà hoàng hậu cái.
Bây giờ nó nở hoa rồi, bây giờ vẫn còn nở hoa. Quý đệ thấy, nó nghe đó, nó cũng sợ chết như mình vậy đó. Người bên Nhật họ làm một cái test, tức là một cái thí nghiệm á. Nó cầm lửa, nó đứng trước cái cây á, nó múa trước cái cây á, cái ánh sáng cây nó nhỏ lại, nhỏ xíu lại luôn. Tới chừng nó bỏ lửa đi, cái nó mấy tiếng hồ sau nó chạy lên, nó giỡn với cây, nó cười, nó giỡn, ánh sáng cây nó sáng ra. Cỏ cây hữu tình đó. Bên chùa của thầy bên Mỹ á, thầy trồng 10 cây hồng, 12 cây liễu. Mà tháng 4 là nó mọc bông nụ ra hết rồi, cuối tháng 4 là mùa xuân. Nhưng mà đầu tháng 5 á, có một cơn lạnh cực đỉnh, nó thổi qua một cái là cây chết sạch đó. Cây chết hết, lá rụng hết, bông rụng, không còn cái gì hết. Thầy lại thầy bẻ cành hết, nó kêu cốp cốp cốp, lạnh quá đó, cây nó chết, giòn giụm hết, thầy bẻ hết. Xong thầy đứng thầy rầu, mỗi cái cây 60 đô, đâu có ít, mắc lắm. Mà 10 cây hồng vậy là 600, 12 cây liễu là biết bao nhiêu tiền. Thầy tới thầy bẻ cành mà thầy cứ nói, thiệt là. Thầy cứ than thở, thầy mới tưới cây cho nó, thầy nói chuyện. Thầy nói cho tới tháng 6, từ tháng 4 nói tới tháng 6, tới giữa tháng 7 quý đệ biết không, cây hồng chết 3 cây, còn 7 kia nó mọc chút chút xíu xíu dưới, mọc lên. Còn cái liễu bắt đầu nó xanh, nó mọc lá đầy lại. Thầy nói chuyện không thôi, thầy năn nỉ cho nó, đừng có chết, uổng tiền lắm, mắc. Nói đi, mình nói cái lời tốt lành cho cây nó còn nghe đó. Mà người tu nhân học Phật nha, niệm Phật tụng kinh nhiều, cái miệng á, nước miếng thơm như ngọt, rất là linh. Tại ra khi mình tụng đến mức rồi, mình không bao giờ dám la ai, không bao giờ dám chửi, hay là không bao giờ dám miệt thị ai hết. Chuyện xui sẽ xảy ra cho người ta, mình sẽ mang nghiệp. Cho nên người tụng kinh niệm Phật tuyệt đối không được nói bậy đó, sẽ mang khẩu nghiệp là ác lắm mà. Thay vì trở thành thiện khẩu đi, phải không? Cái thiện khẩu, mình là một phàm khẩu, mình tụng kinh niệm Phật thời gian, cái miệng thành thần khẩu, thánh khẩu rồi Phật khẩu. Hả, mình nói một lời xấu ra, người ta bệnh tật, người ta bị nạn á, trở thành ác khẩu là mình mang nghiệp đó, nhớ chưa? Vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể, là cỏ cây cũng thở như mình, con gì cũng thở. Tại sao con rắn sống dài hơn con chó? Con chó chết sớm hơn con rắn là tại sao? Con rắn nó thở dài thở chậm, mà nó sống dài hơn chó, lý do nó thở dài thở chậm. Còn con chó thở nhiều hơn chó, chết sớm. Tại sao con voi sống dài hơn con khỉ? Bởi con voi thở rất là chậm. Tại sao chúng ta bệnh? Bởi chúng ta thở lẹ quá, mà thở ngắn quá cho nên chúng ta bệnh. Cho nên hơi thở chính là sự sống, nhịp tim chính là sự sống. Cho nên hơi thở nhịp tim chính là sự sống của chính mình. Sự sống này có trong vạn vật, mà sự sống không biết đặt tên là gì, đặt là thiêng liêng. Sự thiêng liêng chính là Như Lai ngự trị trong từng cá nhân một. Cho nên các ngài nói là vạn vật bá tánh chúng sanh đồng nhất thể, đồng cái tánh thiêng liêng trong mình đó. Thầy có tánh thiêng liêng, huynh đệ có tánh thiêng liêng, tất cả chúng ta đều có tánh thiêng liêng. Thế gian không biết đặt tên, đặt là Như Lai ông Phật đó. Bây giờ hiểu là vạn vật bá tánh sanh đồng nhất thể chưa? Cho nên chúng ta phải ý thức rằng là trong này có sự thiêng liêng luân chuyển. Chúng ta ngồi niệm Phật, mình lắng nghe tiếng tim, còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự sống luân chuyển trong bản thể. Cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe sự thiêng liêng ngự trị trong thân xác mình. Cũng còn có nghĩa là mình đang lắng nghe Như Lai ngự trị trong ta đó. Thấy chưa? Như Lai chính là tự tánh đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ chưa? Rõ không? Dễ hiểu chưa? Không làm được thì bó chân luôn. Bây giờ ngưng thở, tim đập, nằm im gọi là gì biết chưa? Nói một câu cho rõ ràng đi. Tim không đập, ngừng thở gọi là gì? Ngẫm. Đơn giản dễ hiểu. Như là Phật. Đi có quay lại không đi luôn? Bây giờ cái hiểu là sự sống luân chuyển trong người mình chính là sự thiêng liêng không? Bởi vì sự sống có trong vạn vật nha, không phải trong con người mình không. Tất cả vạn vật bá tánh sanh đồng nhất thể là sự thiêng liêng có trong vạn vật. Mà sự liêng trong ta rất lớn mạnh. Rõ chưa? Bây giờ hiểu sự thiêng liêng là ai chưa? Tự tánh Di Đà đó. Hèn. Cho nên niệm Phật phải niệm trong tim của mình để đánh thức tự tánh này vậy. Còn nghĩa là mình ý thức trong chúng ta có sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng thế gian đặt tên cho. Tụng cũng vậy, niệm cũng vậy. Mình tụng làm sao, mình niệm làm sao mà cái
niệm tụng mình đều nằm trong con tim mới định, mới thực sự là công phu. Còn mình tụng liên tục cái miệng mà cái đầu ngoài đường á là không phải công phu. Mà không có công phu thì dứt khoát không có kết quả như mong muốn. Niệm mấy chục năm vẫn bệnh, vẫn chết, le lưỡi như thường. Mắt trợn lên đó chứ, người tréo ngoe. Thầy đi giảng ở Vũng Tàu đó, cái người mà giỏi nhất, một sâu chuỗi mà không biết bao nhiêu sâu luôn. Ai tới nói chuyện với cô nói đừng nói chuyện, để tôi niệm Phật. Khi cô chết á, mắt trợn lưỡi le dài ra, người co quắc lại. Đi đâu? Trả lời đi. Niệm Phật mà chết như vậy đi đâu? Nói. Về cực lạc được không? Không. Chết trong sự ganh tị, ghen tuông, hận thù, le lưỡi trợn mắt là chết không an lành. Cái đó không gọi là tịch được, mà gọi là chết trong đau khổ. Thì niệm Phật mấy chục năm có kết quả không? Không. Bởi vì niệm mà không chịu tha thứ, bỏ qua, quên lãng, niệm mà không phát triển lòng từ bi cho bá tánh chúng sanh bên chung quanh mình, niệm mà không buông bỏ lỗi lầm của người khác là chết trong đau khổ. Nhớ chưa? Bây giờ ông đệ muốn chết le lưỡi không? Thầy nói chuyện là nói chứng nghiệm không á, chứ không có nói vớ vẩn sách vở đâu nha. Thầy có giảng cái gì ở Tự Tánh Di Đà, thầy nói thẳng luôn. Giờ muốn nghe không? Nếu mà muốn nghe đó thì thầy ở lại, còn không muốn nghe thì ra xe đi về liền, khỏi mất thời gian. Thầy đâu có cần đâu, huynh đệ mới cần. Mà thầy không cần phải đọc sách nữa, thầy giảng thẳng vấn đề cho huynh đệ tu dễ dàng, đơn giản, mộc mạc, gọn ghẽ, rất là dễ cho huynh đệ. Bởi vì chúng ta không cần phải đọc sách nhiều để làm rối loạn cái đầu đơn giản mộc mạc của mình. Mình sống ở nhà quê mà làm ăn rồi cái gì cũng đơn giản đúng không? Còn ra thành thị mà đâu bằng người ta đâu. Nó gặp mặt nhà quê mà nó gạt cái mình té rồi. Thầy cái miệng nói lanh chứ ra đường chúng ăn thịt thầy phút một là hết liền à. Thầy biết thân phận của thầy cho nên thầy đâu dám lú ra kia đâu. Thầy chui trong chỗ này không à. Thiệt đó, cái miệng thầy lanh lắm à. Lanh là về đạo thôi. Còn ra đời nói chuyện làm ăn bụp văng cái đầu thầy liền tức thì. Thầy mở miệng nó lột hết cái túi thầy luôn à. Thầy biết thân phận. Nên chúng ta biết ít nhưng mà mình làm trúng thì kết quả lớn. Còn biết nhiều á, làm vớ vẩn chẳng có ra cái ôn gì. Chạy nó chẳng thà biết ít đi, kệ nó, phải không? Nhiều ăn nhiều, liệu cơm gấp đồ hũ. Mình ăn chay rồi gấp đồ hũ ăn được, nó gấp mắm á nha. Liệu cơm gấp đồ hũ. Nhớ không? Cho nên chúng ta niệm Phật rất là đơn giản mộc mạc. Niệm bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim, ngồi niệm cho nó đã cái miệng. Niệm mà không biết mệt mỏi nha mà lại vui. Hả, mình niệm Phật mà thấy vui vẻ hạnh phúc thì biết rằng mình đang gọi là nhập tâm để niệm đó, gọi là nhất tâm niệm đó. Có tụng A Di Đà không? Lâu lâu tụng A Di Đà không? Nếu tụng A Di Đà sẽ vô được á, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn thị nhân lâm thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, thì nhân chúng này tâm bất liên đạo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Vấn đề niệm Phật mà hạnh phúc vui vẻ trong 7 ngày liền, người đệ ngáp ngáp mấy cái Phật trước rồi cần gì phải sinh, phải không? Bởi lúc chúng ta niệm Phật nhất tâm trong 7 ngày liên tục không ngừng nghỉ, còn có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Mà người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chắc chắn là vãng sanh viên mãn. Cho nên để niệm Phật được nhất tâm bất loạn, chúng ta phải niệm ngay con tim của mình nè. Biết ông Phật mình đang ngồi đây, niệm cho ổng thức dậy, rồi ổng với mình cùng làm việc với nhau. Bên cạnh cái niệm Phật, chúng ta phải trao dồi đạo hạnh, đức hạnh nữa chứ. Còn nghĩa là nói chung lại là đạo đức đó. Đạo hạnh, đức hạnh, hai cái là đạo đức. Chúng ta phải trao dồi cái đạo đức của mình, làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình, với anh em, với dòng tộc, với bà con, lối xóm. Đi tới đâu cũng ban rải tình thương, sự vui vẻ, hạnh phúc mình cho mọi người. Người tu mà hãy đem cái sự an lạc hạnh phúc từ trong tâm khảm của mình nè, mình chia sẻ cho bà con lối xóm, ai gặp mình cũng vui á, chứng tỏ là mình có phước rồi. Mà ai gặp mình cũng hạnh phúc, chứng tỏ là họ được phước rồi. Như vậy mới gọi là giúp đỡ huynh đệ ba tánh sanh tiến hóa giống mình chứ. Chứ mình tu mình hưởng mình thôi, tu làm chi? Mà chắc gì hưởng mình được kết quả như mong muốn đâu. Hả, mình hưởng một mình thấy mình sướng hơn người ta, mình sẽ đâm ra tự cao tự đại, mình sẽ chết trong cái tự cao tự đại đó luôn đó. Cho nên người niệm Phật tụng kinh phải biết một điều là càng tụng càng niệm
tánh thương yêu bá tánh càng nhiều càng nhiều, thì biết rằng là mình đang vào chánh pháp. Rõ chưa? Còn mình tụng, mình niệm càng ngày mình thấy càng giỏi hơn người ta, phải biết rằng là mình đang lọt vào tà pháp đó. Bởi vì sao? Bởi chư Phật chính là đại từ đại bi. Đại từ đại bi chính là chánh pháp. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật mà không phát triển lòng đại từ đại bi, mà coi thường bá tánh sinh, phải biết rằng là mình đã lạc đường rồi đó. Mà khi lạc đường rồi, cái mặt mình rất là đen thùi. Cái mặt mình, tánh tình mình kỳ cục lắm. Tánh tình mình muốn hơn thua với người ta là mình thua rồi. Trong Phật pháp muốn thắng là bại, muốn hơn là thua. Vừa khởi niệm tự cao tự đại là mình đã mất con đường trở về với chư Phật rồi. Bởi mình rời xa cái tánh đại từ đại bi, còn có nghĩa là mình đang rời xa chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Rõ chưa? Cho nên phải tu sửa chứ. Trong kinh nói rõ ràng, này thiện nam tử, thiện nữ nhân, hỏi lại coi mình là thiện nam tử chưa, thiện nữ nhân chưa, hả? Được chưa? Chưa. Bởi vì cái tánh bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ giúp đỡ chưa có đủ, thì làm sao trở thành thiện nam tử, thiện nữ nhân được? Mình phải tự biết mình, đúng không? Thí dụ bây giờ ha, con bác tên gì vậy bác? Sao hả? Tên Sao hả bác? Dạ, A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Sao. Tại vì A Di Đà chính là mình mà, đúng không? Thì bác niệm cho ai? Niệm cho mình, đúng không? Cho nên chúng ta khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình phóng tâm ra kiếm một cái gì đó là mình đã niệm trật rồi. Ngay từ cái câu đầu tiên đã trật rồi. Bởi vì mình đang niệm cho tự tánh của mình. Bên cạnh cái niệm Phật đó, mình phải phát triển cái tâm thương yêu ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình. Quý đệ có nhớ ông bà mình để lại cái câu thành ngữ tục ngữ không? Thương người như thể thương thân không? Câu này không phải là của người thường để lại đâu, là các vị minh sư đã chứng đắc trong dân tộc của mình để lại cho mình học đó. Nhưng mà mình đâu có chịu học, mình coi là thành ngữ tục ngữ thôi, phải không? Chẳng hạn cái câu là lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói chứ vừa lòng nhau, để dạy mình cái tính là giữ cái khẩu nghiệp đừng nói bậy. Hay lắm, các ngài rất hay, nhưng chúng ta lại coi là thành ngữ tục ngữ. Chẳng hạn câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là các giống nhưng chung một vàng, dạy cho mình cái tánh từ bi, đừng có kỳ thị phân biệt, ghét người này ghét người nọ, dạy cho mình biểu lộ tánh thương yêu đó, phải không? Là các vị minh sư đã chứng đắc dạy cho dân tộc mình những điều rất là hay, nhưng chúng ta không thèm học, không thèm làm. Cười người chứ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười, dạy cho mình cái gì? Dạy cho mình là nhân quả đó. Mình cười ha hả hôm nay, ngày mai mình khóc hu hu. Cười đi, cười nhe răng đấy, cười ngày mai người ta cười mình đó. Luật nhân quả đó. Thấy những câu nói các ngài để lại cho mình chưa? Đó là Phật pháp không đó. Nhưng mà mình coi là thành ngữ tục ngữ, cho nên mình không học được gì hết. Bây giờ hiểu ý trong đạo chia sẻ chưa? Nếu để tụng kinh niệm Phật mà không phát triển được cái lòng thương yêu bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình á, thì dứt khoát mình không thể nào gần gũi chư Phật được. Bởi chư Phật chính là đại từ đại bi, mà đại từ đại bi chính là chánh pháp. Mà người biết tu phải phát triển lòng đại từ đại bi, và khi niệm Phật phải biểu lộ tình thương yêu, thì cái niệm Phật mình có giá trị tuyệt đối như sự mong muốn của mình đó. Nhớ chưa? Dễ hiểu không? Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đệ đã cho thầy có cơ hội nói chuyện. Thầy nhìn huynh đệ, thầy nói là thao thao bất tuyệt, là không bao giờ viết một chữ nào xuống hết. Nói là nói cho đã cái miệng. Tất cả những cái nói của trung đạo đều là chứng nghiệm, những cái kinh nghiệm tâm linh của bản thân mình đã trải qua nhiều năm như vậy. Bây giờ nói hoài, nói đến khi nào mà huynh đệ thấu triệt được cái chân lý mình là ai. Cái câu hỏi luôn luôn là không bao giờ trật. Cái câu hỏi là mình là ai, câu trả lời không bao giờ thay đổi từ ngàn ngàn năm tới giờ. Mình là Phật, chắc chắn là như vậy. Nếu không phải vậy thì dám nói là Phật A Di Đà chính là ta, đúng chưa? Chân lý là mình là ai, trả lời thiệt lớn lên, mình là ai, mình là ai? A Di Đà Phật. Chúc mừng huynh đệ, mình dám nói nha. Thầy sáng này có nói đó, các ngài nói với ta thế này nè, các con có quyền nói mình là Phật. Nếu các con nói mình là Phật là có phải sống với cái đức tính của Phật. Các đức tính của Phật là vậy nè, là kính trọng, là khiêm nhường, là yêu thương rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ. Đó là những đức tính của Phật. Nếu con nói con là Phật,
con phải sống với những đức tánh đó. Nếu con sống từ 1 năm đến 5 năm sau, những cái đức tánh đó sẽ ăn nhập với con. Khi những đức tánh với con là một thì con là ai? 5 năm sau ông Phật mình sẽ xuất hiện. Còn nếu nói mình là Phật mà mình không chịu sống trong tính kính trọng, khiêm nhường, yêu thương, rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ, thì 5 năm sau ông Phật mình cũng không bao giờ xuất hiện. Bởi vì mình không chịu sống và tập cái đức hạnh của Phật tánh, cho nên ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy. Cũng như mình niệm Phật là đánh thức tự tánh mình dậy, mà mình phóng tâm ra ngoài mình niệm là ông Phật mình không bao giờ ngồi dậy được. Rõ chưa? Bây giờ hiểu ý thấy chưa? À gì đâu. Dễ hiểu không? Dễ làm lắm mà thiệt, dễ làm lắm. Ngày xưa thầy cũng như huynh đệ thôi. Thầy mày mò trong cái niệm Phật, cái tụng kinh á. Mục đích chính của thầy đó, thầy thực sự là người xuất thân từ Công giáo, là đầy đời thứ tư. Thầy là đời thứ tư. Ông cố, ông nội, bố thầy là người đời thứ tư, thầy là Công giáo. Mà thầy tụng kinh niệm Phật, sự chứng ngộ, thầy không cầu cạnh, thầy không khóc lóc van xin, thầy quyết tâm thầy đi, thầy biết trong này có ông Phật. Thầy biết như vậy luôn, nhưng mà không biết cách nào để gần gũi cái ông này. Nên tụng kinh niệm Phật một thời gian thiệt dài để giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, giải trừ ý xấu, khẩu xấu, thân xấu, giúp cho tam nghiệp thanh tịnh. Thầy cố tình tụng kinh niệm Phật để cho tam nghiệp được thanh tịnh. Nhờ nó thanh tịnh như vậy thầy mới hiểu được nhiều thứ lắm. Cái ý mà thanh tịnh rồi á thì tự nhiên mình rất là sáng suốt. Bởi vì tụng kinh niệm Phật có công năng phát triển trí tuệ. Nếu huynh đệ tụng kinh niệm Phật đúng thì trí tuệ mình phát triển rất là nhiều. Cái đầu mình càng sạch á thì cái miệng mình sạch, cái thân mình sạch là tam nghiệp đã thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nên cái đầu này rất là ngộ. Cái ý mà không sạch thì cái miệng sẽ không sạch, cái thân sẽ không sạch. Cái ý không thiện, cái khẩu sẽ không thiện và thân không thiện. Cái ý không lành, cái khẩu sẽ không lành và cái thân không lành. Cho nên mình tiếp tục tạo tác trong tam nghiệp. Bây giờ để niệm Phật tụng kinh có kết quả, cố gắng làm sao giết cái thằng ý vẩn vơ bá láp này đi, thằng phàm phu tục tử nằm trong cái đầu này nè. Luôn luôn nghĩ thiện, nghĩ thiện, nghĩ thiện, để không cho cái thằng tôi mình nó nghĩ bậy. Cho nên niệm Phật, thí dụ huynh đệ có một cái niệm không tốt lành vừa khởi lên trong cái đầu này, niệm Phật dẹp nó liền là huynh đệ sẽ không tạo tác nghiệp. Còn nếu huynh đệ để cho cái ý niệm bậy nó lặp đi lặp lại trong vòng một phút, tức là 1000 lần lặp đi lặp lại, là huynh đệ đã tạo tác ý nghiệp rồi đó. Thành ra mình vừa khởi niệm lên, mình nghĩ xấu cho huynh đệ, nghĩ xấu cho bác sao đi, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật con xin sám hối, là tự động cái ý nghĩ đi biến mất, là không tạo nghiệp. Bây giờ có biết cách nào không tạo nghiệp chưa? Tức là mình xóa bỏ mấy ý tưởng không tốt lành ngay tức thì bằng câu niệm Phật, thì tự nhiên mình không tạo tác ý nghiệp. Hãy ý nghiệp lặng rồi thì tiên khẩu nghiệp không khởi, thân nghiệp không động. Rõ chưa? Dễ hiểu ha? A Di Đà Phật. Bài giảng rất là đơn giản nhưng mà rất là xúc tích để cho huynh đệ tập theo. Mình nông dân mình sống đơn giản mộc mạc đi thì đạo pháp nó rõ ràng vậy lắm. Không cần phải biết nhiều cái ngôn ngữ mà nó trên trời dưới đất không chi, nó mệt cái đầu. Mình đơn giản mộc mạc mà sống sao biểu lộ vậy. Cố gắng làm sao niệm Phật tụng kinh biểu lộ cái tánh thương yêu. Nói ra lời tốt, nghĩ lời điều tốt, làm điều tốt. Chỉ có 8 chữ thôi, huynh đệ, chúng ta chỉ cần sống trong 8 chữ này thì tự nhiên tam nghiệp sẽ được thanh tịnh. Nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. Nghĩ thiện, làm lành 4 chữ đúng không? Tụng kinh, trì chú 4 chữ là 8 chữ. Mà người tu niệm Phật chỉ cần 8 chữ đó thôi, mình cũng đạt được cái mức nào đó trong cõi giới tâm linh để sống tâm hồn của mình đó. Nếu mình sống thực sự trong những cái điều thầy vừa nói trong 8 chữ đó, tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh. Tại sao dám nói là tam nghiệp huynh đệ sẽ thanh tịnh? Nghĩ thiện làm lành. Nghĩ thiện là gì? Là ý nghiệp. Làm lành là gì? Là thân nghiệp. Tụng kinh trì chú là khẩu nghiệp. Có phải vậy không? Thì đây huynh đệ chỉ có 8 chữ. Nghĩ thiện, mở mắt dậy là đạo nghĩ điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Mở miệng ra những điều an lành, tốt lành cho ba tánh chúng sanh. Hả, làm là làm những điều tốt lành, an lành cho ba tánh chúng sanh. Đó là nghĩ thiện làm lành đó. Cho nên người tu niệm Phật chỉ biết ngồi xuống
hết lòng vô cái tụng, hết lòng cho cái niệm, chuyện gì còn lại luật nhân quả chư Phật sẽ tính, chúng ta không cần phải lo. Cứ làm đi rồi sẽ thấy cái lợi lạc đó ai hưởng, mình là người hưởng hết, chứ trung đạo không có hưởng trong đó. Không những mình hưởng rồi, con cháu mình hưởng, cả gia tộc mình hưởng. Vì người tu trong gia tộc, một người biết tu, cả nhà được nhờ, chứ trung đạo không dính vào trong đó. Thử làm coi, một người ở Rạch Giá gặp thầy mà chưa bao giờ gặp, mà tụng kinh theo cách hướng dẫn của thầy, thì mấy năm sau thầy xuống Rạch Giá cách đây 4-5 tháng, thì tới một cái làng nhỏ nhoi đó, bà gặp thầy, bà vô bà đảnh lễ thầy, bà nói một câu: thưa thầy, từ ngày con biết cái pháp mà thầy chỉ cho con tu á, con cái con tất cả mọi điều được như ý hết, mọi đứa rất là hạnh phúc, con cảm niệm công đức của thầy. Nếu huynh đệ đã làm được thì huynh đệ đây cũng làm được, làm được hết á. Thì pháp của chung không phải của riêng ai. Muốn được những gì mà mình mong cầu là phải làm y như sự hướng dẫn của các ngài, thì chúng ta sẽ được kết quả như mong muốn. Bởi vì mẹ Quán Thế Bồ Tát ngài có nguyện rằng là nếu con trì tụng kinh chú, tức là đại bi, niệm danh hiệu của cha ta, cầu quả vị gì con được quả vị ý. Những gì mà con mong cầu mà không được đắc thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đây là lời nguyện của mẹ Quán Thế Bồ Tát đó. Nên huynh đệ cứ làm hết lòng đi, mà huynh đệ cầu mong không được là ngài sẽ không thành chánh đẳng chánh giác. Với điều kiện là phải làm hết lòng nha, thì lời nguyện mình sẽ được như ý đó. Trung đạo cầu chúc cho huynh đệ tụng kinh năng nổ, niệm Phật tinh tấn, để những gì mà huynh đệ mong cầu đều được như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Rõ không? Dễ hiểu không? Quyền lợi là của mình nha, của không phải của trung đạo, của cô ở đây đâu. Tất cả là của mình hết. Phải hiểu rằng là nghĩ thiện làm lành là mình giúp cho ý nghiệp và thân nghiệp mình được lành. Tụng kinh trì chú giúp cho khẩu nghiệp được lành. Cho nên ba điều này giúp cho tam nghiệp tạm thanh tịnh rồi. Thấy chưa? Nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú là tam nghiệp thanh tịnh. Mà phải biết rằng là khi không nghĩ được điều tốt cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống niệm Phật, tập trung tư tưởng trong tiếng Nam Phật để đừng nói bậy, để đừng nghĩ bậy. Khi không nói được điều an lành cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng Mù Thời Kinh để đừng nói bậy. Khi không làm được điều gì lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, ngồi xuống tụng Mù Thời Kinh thiệt là an lành để đừng làm bậy. Đó là mình tự giúp mình, không tạo tác nghiệp. Dễ hiểu ha? Cho nên để không tạo tác nghiệp, cố gắng làm sao sống trong tám chữ nghĩ thiện làm lành tụng kinh trì chú. Phải ý thức rằng khi mình nghĩ tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình nói tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, khi mình làm tốt cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, còn có nghĩa là mình đang làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt cho đời sống của mình, cho gia đình và cho dòng tộc của mình đó. Đừng có ngại, đừng có ích kỷ, đừng có hạn hẹp. Khi mình ích kỷ, hạn hẹp và ngại là mình tự làm cho đời sống mình hạn hẹp, không phát triển được. Rõ chưa? Phải biết rằng khi mình nghĩ tốt cho bác sao là mình đang nghĩ tốt cho chính mình. Khi mình làm tốt cho bác sao là mình đang làm tốt cho chính mình. Bởi vì luật nhân quả sẽ không bao giờ tha thứ và sẽ đem lại tất cả những gì huynh đệ đã tạo ra. Luật nhân quả cai quản cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sống rất là an lành. Cái gì cũng có luật nhân quả, chư Phật lo rồi, mắc chứng gì mình phải lo. Hiểu không? A Di Đà Phật. Rõ không? Quá rõ em. Làm không được nó bó tay. Nó dễ đến mức như vậy mà làm không được. Nó không có gì cao siêu hết á. Cuộc sống tu hành rất là đơn giản, mộc mạc. Biết càng ít học càng giỏi. Biết nhiều đâm vớ vẩn, nói tầm bậy tạo nghiệp. Biết ít nói nhiều là tạo tác. Biết ít mà nói nhiều quá nè, lộng ngôn lộng ngữ. Chưa chứng nói chứng, không có nói có, chưa được đã nói được là tạo ra khẩu nghiệp. Thành ra mình biết chút, mình chia sẻ vấn đề một chút, mình có nhiều nói nhiều. Khi huynh đệ tu giỏi ngộ lắm, cái đầu của mình á, mình phát triển trí tuệ. Huynh đệ thấy cái đầu của thầy nó tròn, nó u lên không? U không? Thấy u nhiều không? Ngu quá bị đập đầu nó sưng lên chứ không có gì hết á. Nhiều quyền lợi lắm. Thầy nói không bao giờ hết được cái quyền lợi tâm linh. Nhưng các ngài ban cho chúng ta cái quyền lợi tâm linh để làm cái gì? Để làm phương tiện giúp đỡ huynh đệ anh em của mình cùng tiến hóa với mình, chứ để cho mình xài chơi đâu. Không phải. Nhưng nếu mình lấy cái đó mà làm lợi dưỡng cho mình phát triển tiền bạc danh lợi á, là mình tự